Y Đạo Quan Đồ, Trương Nhất Trâm Trương 1021, Đầu Khó Cắt Một Trương Dương nói, chị Thanh à, kỳ thực anh không gây hại tới người, tự có người khác đến làm hại họ. Món ngon như vậy để cho lũ lợn xấu xa ăn không bằng để anh. Tần Thanh nói, người khác là lợn, còn anh là nam tử Hán Quang Minh Chính Đại sao? Trương Dương nói, chị Thanh à, em thấy anh có phải là nam tử Hán Quang Minh Chính Đại không? Tần Thanh thở dài, anh ý à, gì cũng tốt chỉ có chuyện tình cảm là làm hỏng bét, sau này xem anh lo xếp như thế nào đây. Trương Dương đáp, trên thế giới này có quốc gia nào đa thê đa thiếp, nếu bất quá thì anh đổi quốc tịch, rồi giữ hết các em về làm vợ. Tần Thanh nói, anh đừng tưởng bở, thời đại nào rồi, ai nguyện làm thiếp của anh chứ. Trương Dương nói tiếp, đều là vợ không phân lớn nhỏ. Tần Thanh chỉ nói linh tinh trước mặt hắn, tay cô thò ra nắm lấy thứ của hắn, Nhẹ nhàng nắm một cái, chỉ vì cái thứ này gây họa, ngày nào đó em sẽ quyết tâm cắt bỏ đi, xem anh còn tác oai tác quái được không? Trương Đại Quan Nhân Cương lên cười ha ha, nỡ ra tay không? Tần Thanh cảm thấy thứ đó ngon nghèo động đậy khuôn mặt xinh xắn nóng ran lên, có gì mà không nỡ chứ? Trương Dương đáp, nếu như cắt bỏ nó, chẳng phải là mất đi nhiều niềm vui thú sao? Audio điện tử võ tấn bền Tần Thanh xoay người cô di chuyển cách xa hắn một chút, dùng tay chống lại tấm ngực của hắn, ngăn ý định tiến đến gần mình của hắn rồi nhẹ nhàng, đừng nhúc nhích, em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy. Trương Dương đáp, em nói đi, anh đang nghe đây. Hai tay hắn không ngừng nghỉ ngơi. Tần Thanh nói, anh cứ như thế làm sao em nói được. Trương Đại Quan Nhân xoay người đè lên người cô, như thế này chẳng phải là càng dễ nói sao. Tần Thanh không ngăn được hắn, đành để mặc hắn tiếp tục, cảm giác trong lòng không sao khắc chế được cảm giác của cơ thể, cô không chịu được bất giác rên gì. Trương Dương nói, sao không nói vậy? Tần Thanh cắn môi, đột nhiên đẩy hắn ra, đôi chân dài lại áp chặt vào thân dưới, em không tin không khống chế được anh. Chức vị của bí thư Tần tuy cao, tu dưỡng chính trị cũng hơn hẳn Trương Dương nhưng trên giường chiếu lại chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nhìn vẻ yếu đuối như một con mèo con đáng yêu của cô, Trương Dương cười thỏa mãn, đàn ông đều thích cái cảm giác chinh phục này, đặc biệt là đối diện với một người phụ nữ mạnh mẽ xinh đẹp như Tần Thanh. Khiến cô nằm phục dưới người mình, cảm giác ấy thật là tuyệt vời khó tả. Tần Thanh đương nhiên hiểu tâm lý đó của Trương Dương, hai người bên nhau đã lâu, dù thông qua việc này cũng đủ nhân ra biến đổi tâm lý của đối phương, Tần Thanh nói cụ thể công việc anh đã biết rồi phải không? Trương Dương gật, không vui, không Trương Dương phủ định. Tần Thanh cười, dù sao tâm lý của anh cũng không thoải mái, nếu không đêm nay đã không giày vò em như thế. Trương Dương cười, nếu em nhớ anh như vậy thì đành chịu, anh là cấp dưới, không hài lòng đối với công việc, anh đương nhiên là có ý kiến với lãnh đạo, không giày vò em thì còn ai vào đây. Tần Thanh đáp, nói như vậy, sau này em sẽ không dám quản anh trong công việc nữa, nếu nói nặng quá, khéo lúc về lại bị anh làm cho đến chết mất. Trương đại quan nhân đắc ý, biết là tốt. Tần Thanh đương nhiên biết hắn đang nói đùa, ôm lấy tay hắn ngón tay đan vào nhau, anh đừng dân, mọi việc bây giờ còn chưa bắt đầu, về phía nhân viên khẳng định là sẽ còn điều động lại. Tối nay em cũng vừa đưa ra đề nghị, là bí thư công ủy đảng của thành phố, đương nhiên phải có quyền quản lý nhân sự bộ chỉ đạo kiến thiết, nhân sự hiện giờ khiến em rất không hài lòng. Tất cả còn chưa bắt đầu, phía thị chưa thương lượng qua với em đã phân bổ nhân sự như vậy là quá nhiều, cơ cấu quá rộng. Trương Dương đáp, chị Thanh à, anh không hề tức giận, anh cũng không phải là kẻ hẹp hòi, nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ coi trọng chức vị, nhưng bây giờ không quan trọng nữa, họ phân cho Lưu Bảo Toàn làm chủ nhiệm hội ủy, rõ ràng là có ác ý, anh tội gì phải chấp nhận với họ, Lưu Bảo Toàn là thá gì chứ? Anh không tin gã có năng lực, thực ra để gã lãnh đạo càng tốt, cho gã mượn thêm lá gan nữa chắc cũng không dám đối đầu với anh. Tần Thanh cười, anh hả, lúc đầu hất vào mặt người ta đầy nước bẩn, việc này trong hưu chế có ai không biết chứ? Cô hiểu lần này Trương Dương tới Đông Giang Nguyên nhân chủ yếu là vì mình, nghĩ đến sự quan tâm đó trong lòng cô lại thấy ấm áp vô cùng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Trương Dương, dịu dàng nói, bất kể người khác đối với anh như thế nào, em cũng vẫn là người của anh, anh muốn em làm gì em sẽ làm. Trương Đại Quan Nhân đưa lưỡi ra liếm lấy đôi môi, vậy hãy giúp đỡ anh nhiều hơn, nhiều nữa nhé. Tần Thanh đỏ mặt đánh hắn, muốn cân bằng phải không? Trương đại quan nhân mỉm cười, anh lại thích dáng vẻ bí thư tần hầu hạ anh. Có một chuyện Trương Dương nói không hề sai, Lưu Bảo Toàn rất sợ hắn, vừa biết tin Trương Dương đến nhận chức chủ nhiệm cục nghiệp vụ xã hội, tiếp nhận sự lãnh đạo của mình, gã đã thấp thỏm không yên. Vì việc này mà gã chạy vội tới thỉnh giáo ý kiến của Tổng bí thư thị Lưu Bắc Sinh, là cấp trên của gã, điều quan trọng là trong sự việc nước giang thủy ô nhiễm, gã đã bị Trương Dương hất cả đống nước bẩn còn Lưu Bác Sinh lại bị hắn cho ăn bạt tai. Lưu Bảo Toàn cho rằng hai người có chung điểm này, đều cùng chung địch thù. Lưu Bác Sinh nghe xong, không khỏi cười nói, có phải cậu lo rằng Trương Dương sẽ đối đầu với cậu không? Lưu Bảo Toàn đáp, hắn là kẻ không dễ đối phó, tôi cũng không hiểu nổi, phía thành phố Hà cứ gì lại muốn hắn tới. Hắn đi đến đâu là rắc rối đến đó, lẽ nào lãnh đạo không hiểu sao? Lưu Bác Sinh đáp, Bảo Toàn à, việc này tôi phải nói cho cậu hay, thực ra sự việc đã qua lâu rồi cậu không nên giữ mãi trong lòng. Lúc đó mỗi người một lập trường, hắn đại diện cho Nam Tích, chúng ta lại đại diện cho Đông Giang, phát sinh mâu thuẫn cũng là do hoàn cảnh tác động. Bây giờ phía thị điều hắn tới Đông Giang, chúng ta đã là thể thống nhất, cũng có nghĩa là, mọi người là chiến hữu chung chiến hào, không nên nảy sinh tâm lý đối địch. Lưu Bảo An không tin tưởng nhìn Lưu Bác Sinh, gã không tin Lưu Bác Sinh lại có thể nghĩ được như vậy. Lúc trước, trương Dương tát y trước mặt đông người, sự việc ẩm ý náo loạn, tuy nhiên sau đó không biết vì lý do gì, có lẽ do sau lưng Trương Dương có lãnh đạo nâng đỡ, nên Lưu Bác Sinh không dám nhắc tới. Lưu Bảo Toàn tuyệt đối không tin Lưu Bác Sinh là người lấy ân đền oán, có thể chịu đựng nỗi nhục này, y nói như vậy chắc đến 10 phần là miễn cưỡng, không muốn bộc bộ chân tướng suy nghĩ trong đầu. Lưu Bảo Toàn nói, chủ nhiệm liêu tôi không hề có suy nghĩ đối địch gì, chỉ cảm thấy người này là một nhân vật gây ảnh hưởng tới tổ chức. Liêu bác sinh đáp, cũng không thể nói như vậy được, Hắn cũng có chút bản lĩnh, vận hội tỉnh rồi hội thương mại hắn đều làm rất tốt, hoàn toàn thành công. Lưu Bảo Toàn đáp, cũng không hẳn, ai biết trên hắn có người nâng đỡ. Lưu bác sinh đương nhiên nghe ra gã đang oán trách, cười đưa qua mời Lưu Bảo Toàn điếu thuốc, gã châm thuốc hút một hơi, "Chủ nhiệm Lưu, tôi vẫn luôn coi chủ nhiệm là anh, là lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm mà tôi vô cùng kính trọng cho nên có việc gì cũng muốn tâm sự với anh. Nếu tôi có sai sót gì anh cứ phê bình, tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm." Nghe gã nói vậy, Lưu Bác Sinh thấy có chút ngại ngần, người ta đã thỉnh giáo mình, mình lại vòng vo không ý kiến gì. Lưu Bác Sinh hút thuốc thở ra một đợt khói rồi nói: "Bảo Toàn à, công tác kiến thiết thành phố do Tần Thanh quản lý, việc cậu cần làm là phối hợp với công tác của cô ấy." Lưu Bảo Toàn đáp: "Nói tới đây tôi cũng không hiểu nổi, vì sao lãnh đạo tỉnh lại điều tới đây một nữ cán bộ quá trẻ để gánh vác nhiệm vụ kiến thiết thành phố quan trọng như vậy? Lẽ nào chỉ vì cô ta xinh đẹp?" Liêu Bác Sinh mỉm cười, cô ấy do lãnh đạo tỉnh phái tới, còn cậu do lãnh đạo thị ủy nhiệm, cậy nghĩ xem lãnh đạo tỉnh to hơn hay thị to hơn. Câu này của Liêu Bác Sinh đề cập chúng vấn đề trọng yếu, Liêu Bảo Toàn ngây ra một lúc, gã đang ngẫm lại ý tứ trong câu nói đó, rõ ràng Liêu Bác Sinh cho rằng trong vấn đề lãnh đạo kiến thiết thành phố này, hoạt động của phía tỉnh và thị không hoàn toàn nhất trí. Lưu Bảo Toàn nói, phân công làm việc của tôi và cô ta tương đối rõ ràng, cô ấy chủ yếu chỉ đạo vấn đề kiến thiết, tôi chủ yếu về mảng quản lý và sản xuất khu quy hoạch liêu bác sinh đáp bảo toàn à việc này khiêm nhường một chút cũng không hại gì tôi biết tần thanh là do đích thân bí thư kiều điểm tướng còn về phần trương dương hắn là cán bộ cấp sở chưa chắc đã đồng ý đứng dưới tay cậu tôi không thấy lo lắng mấy về quan hệ giữa cậu và tần thanh nên chú ý về trương dương phải có sách lược khôn khéo với hắn liêu bảo toàn nói tiếp hắn là một tên côn đồ chính trị Liêu bác sinh đáp, dù cho hắn có là một đống bùn nhầy, cậu dẫm lên hắn, dẫm đến bằng ra, bản thân cậu sẽ được lợi lộc gì chứ? Hay là tự chuốc lấy chân tay đầy bùn. Hội nghị tổ chức đảng lần một về vấn đề bộ chỉ đạo kiến thiết thành phố mới đã được triệu họp. Tham gia hội nghị gồm có bí thư công ủy Tần Thanh, phó bí thư công ủy Kiêm chủ nhiệm hội ủy quản lý thành phố, cục trưởng cục quản lý tổng hợp La An Định, cục trưởng cục xây dựng đường tự lập và cục trưởng cục nghiệp vụ xã hội Trương Dương đặc biệt đến tham dự hội nghị còn có Phó Thị trưởng Thường vụ Đông Giang Tùy Quốc Minh, thư ký phụ trách biên bản hội nghị là chủ nhiệm văn phòng Bộ Chỉ đạo Kiến thiết thành phố Thường Hải Tâm. chương 1022, đầu khó cắt 2 Tất cả thành viên hội nghị đều có mặt tại văn phòng thứ 5 ở văn phòng chính phủ, Trương Dương lúc này mới lưỡng thững đến, nhưng hắn cũng chưa bị tính là muộn, đúng 10 giờ bắt đầu thì hắn bước vào phòng họp. Lúc đi vào hắn cười ha ha nói, thật ngại quá, chỉ vì trò chuyện quá hăng say với bộ trưởng tiếu của bộ tổ chức, vừa không để ý một chút đã 10 giờ rồi. Ở nơi làm việc công khai, biểu hiện của Tần Thanh hoàn toàn như không có quan hệ đặc biệt gì với Trương Dương, cô lạnh nhạt nói, may mà đồng chí chưa đến muộn, mọi người đang đợi đồng chí đó. Trương Dương nhìn qua một chút, cuộc họp này có phó thị trưởng thường vụ tùy quốc minh ngồi vị trí chủ tịch, hai bên là Tần Thanh và Bảo Toàn, những người khác cũng chia ra ngồi hai bên, Thường Hải Tâm ngồi xa hơn chủ yếu phụ trách ghi chép văn bản cuộc họp. Trương Dương chọn vị trí ngồi đối diện với Tùy Quốc Minh, mọi người ngồi theo chiếc bàn họp hình elip nên vị trí của hắn hoàn toàn cách xa mọi người. Tùy Quốc Minh cười nói, "Tiểu Trương, cậu ngồi gần vào đây, sao lại ngồi xa chúng tôi vậy?" Trương đại quan nhân nhếch môi cười, "Tôi bị cảm cúm, sợ lây sang mọi người." Nói xong hắn lại thêm câu, "Tối qua ngủ không mặc quần áo." Tần Thanh nghe thấy câu này của hắn không khỏi chửi thầm, đồ đều cáng, cái gì cũng nói ra ngoài được, tối qua đâu chỉ một mình hắn không mặc đồ, câu này rõ ràng là nói cho mình nghe thấy đây mà. Tên tình lang đáng ghét này thật khiến Tần Thanh vừa yêu vừa hận, ở hoàn cảnh nào hắn cũng vẫn có thể cười đùa khiêu khích mình. Tùy quốc mình không hiểu được ý của Trương Dương, cười ha ha nói, mùa thu mà, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ông nhìn về phía Tần Thanh, Tiểu Thanh, chúng ta bắt đầu thôi. Tần Thanh cười, cô kính cần nói, xin mời thị trưởng vì phát biểu. Tùy Quốc Minh cười lắc đầu, tôi đã nói rồi, hôm nay đến với cuộc họp tôi chỉ có nhiệm vụ lắng nghe, không có nhiệm vụ phát biểu. Các đồng chí có khó khăn gì, ý kiến như thế nào, cứ nói với tôi, tôi có thể giải quyết được sẽ giúp các đồng chí gỡ rối luôn ngay tại cuộc họp. Nếu tôi không giải quyết được, sẽ lập tức hội báo với bí thư lương, để nhanh chóng tìm ra giải pháp trong thời gian ngắn nhất có thể. Tóm lại, mọi người cứ yên tâm. Tôi sẽ ủng hộ mọi người hết sức. Lưu Bảo Toàn vỗ tay đầu tiên. Trương Dương không vỗ tay, hắn đi đến đâu cũng hành động rất khác người, tay cầm cốc trà lên uống mọt hớp rồi lặng lặng chờ đợi Tần Thanh phát biểu. Ánh mắt Tần Thanh đảo qua từng người một, cô mỉm cười, chào mọi người, hôm nay chúng ta chính thức họp mặt hội nghị lần một của Ban lãnh đạo Bộ Chỉ đạo Kiến thiết thành phố mới, các vị có mặt ở đây ngày hôm nay đều là thành viên của Tổ chức Đảng thành phố mới. Đương nhiên không phải là toàn bộ ban lãnh đạo của chúng ta mới được tổ kiến, sẽ dần được hoàn thiện hơn trong công tác sau này. Tôi nghĩ, về trách nhiệm công việc không cần tôi phải nói lại, chúng ta sẽ chính thức đi vào vấn đề. Tần Thanh ra hiệu cho Thường Hải Tâm mở máy chiếu, Trương Đại Quan Nhân lúc này mới nhận thấy mình ngồi vào vị trí bất tiện, đành phải chuyển chỗ ngồi kề bên cạnh cục trưởng đường tự lập. Đường tự lập nhìn hắn gật đầu cười, y cũng khoảng 39 tuổi, cũng là một cán bộ cấp sở trẻ tuổi. Đương nhiên y cũng không trẻ lắm, so với Trương Dương thì như một cán bộ già. Trong lý lịch hồ sơ, Trương Dương chỉ mới có 27 tuổi, nhỏ hơn y cả một giáp. Trương Dương và đường tự sinh tuy đều là cục trưởng nhưng hắn hiểu rõ, cái chức cục trưởng này của đường tự sinh có nhiều thực quyền hơn hẳn, công tác của hắn chỉ quản những việc vặt vãnh. Đường tự sinh lại nắm quyền lớn ở trong tay, phụ trách các công tác như chế định chính sách sử dụng đất của khu thành phố mới, hoạch định kế hoạch kiến thiết khai thác đất nội thành, quyết thầu và chiêu thương kiến thiết từ khâu tuyên truyền, đóng gói, thu hút đầu tư, đồng thời hợp tác với Cục Đất Đai Thị để giải quyết các thủ tục liên quan, giải quyết công tác di rời và đền bù đất đai. Kết hợp với các bộ ngành chủ quản để quy hoạch kiến thiết từ các công trình hạ tầng cơ sở như giao thông, dịch vụ, hệ thống đường ống nước, khí, điện, nhiệt. Trong ba cục quản lý này, cục kiến thiết của đường tự lập là quan trọng nhất. Còn về cục quản lý tổng hợp, là An Định sẽ phụ trách các vấn đề cơ cấu tổ chức, đảng vụ cơ quan, nói chung vẫn có thực quyền hơn Trương Dương, chỉ tính đến mặt tài vụ và hậu cần cũng đủ hơn hẳn trương dương nói chung ngồi mà so sánh thì càng thêm bực mình trương đại quan nhân miệng nói không quan tâm coi quan chức như phù vân nhưng đến lúc bắt tay vào làm việc tâm lý của hắn nhất thời không thể cân bằng được trong lòng thầm chửi lương thiên chính vì sao chứ bởi vì bề ngoài lương thiên chính mời hắn về lương thiên chính à lương thiên chính mày mời tao đến đây miệng lưỡi khăng khăng mời gọi nhân tài ủy thác cho trọng trách thì ra chỉ là chơi đùa diễu cợt gọi lã tử về đâu rồi gạt sang một bên cho cái chức cục nghiệp vụ xã hội, đây rõ ràng là chèn ép người quá đáng. Người khác đương nhiên không biết Trương Dương đang nghĩ gì, tất cả đều hướng về màn chiếu. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là tấn bản đồ quy hoạch thành phố, Tần Thanh nói, mọi người đang nhìn thấy là bản đồ quy hoạch thành phố, năm 1994, Đông Giang đã tiến hành sửa đổi bản quy hoạch tổng thể các thành thị, xác lập việc xây dựng thành phố mới, hình thành quyết định về kết cấu hai trung tâm, Sáu tổ đoàn trong việc phát triển không gian của thành phố. Quy hoạch thành phố của Đông Giang với tổng diện tích là 100 km vuông, dân số dự tính đạt 60 vạn người, trong đó diện tích khởi bước là 35 km vuông. Từ khi tiến hành thiết kế quy hoạch cho đến các giai đoạn xin ý kiến phê chuẩn của lãnh đạo nay đã gần như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bước vào công tác kiến thiết. Chúng ta sẽ lập tức bắt tay vào xây dựng trung tâm hành chính và cơ sở hạ tầng. Tần Thanh lại ra hiệu cho Thường Hải Tâm đổi hình. Trọng điểm công trình giai đoạn đầu của chúng ta là ở việc kiến thiết cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống giao thông, đường ống, hệ thống điện cho đến thiết kế lắp đặt hệ thống thoát nước. Công trình được xây dựng đầu tiên sẽ là trung tâm hành chính Đông Giang. Trên màn hình đang chiếu ra hình ảnh đồ họa của trung tâm hành chính. Nhìn qua hình ảnh, trung tâm hành chính này trông thật hoàn hảo. Tần Thanh lại tiếp tục, khu thành phố là trung tâm hành chính, kinh tế của Đông Giang, phạm vi thành phố bao gồm cả mở rộng đất đai theo cấp thị. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu của thành phố, trung tâm thành phố mới sẽ đảm nhiệm các công việc hành chính, mậu dịch tài chính, triển lãm hội nghị, văn hóa giải trí, phục vụ du lịch, giáo dục khoa học là khu vực thể hiện tập trung hình tượng tiên biểu của thành phố hiện đại hóa. Tần Thanh thuyết trình liên tiếp 40 phút về vấn đề quy hoạch thành phố, kỳ thực phương án quy hoạch này quá quen thuộc với các cán bộ địa phương, sau khi được xác định gắn kết với công việc này họ đã hoàn toàn nắm bắt tất cả, có thể nói chỉ có Trương Dương là không biết gì. Hôm nay là lần đầu tiên hắn được nghe giải trình kế hoạch một cách chi tiết đến vậy. Trương đại quan nhân lắng nghe chăm chú, khác hẳn với mọi lần còn dùng cả sổ để ghi chép, hắn ghi lại những mục thiết yếu quan trọng. Tần Thanh cảm thấy rất hài lòng với thái độ chăm chú đó, nhưng cô cho rằng Trương Dương chỉ đang giả bộ. Tần Thanh phát biểu xong cười nói, "Chủ nhiệm Lưu, xin đồng chí cho ý kiến bổ sung." Lưu Bảo Toàn nói, "Tôi muốn bổ sung một điểm." Tôi cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng hoàn thiện đội ngũ quản lý của bộ kiến thiết ta." Gã chưa nói xong, Trương Dương đã vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay cắt ngang lời Lưu Bảo Toàn, có lẽ gã cũng thấy ngạc nhiên, trong đầu nghĩ thầm hắn vỗ tay gì chứ? Định gây rối sao?" Trương Dương nói, "Tôi tán thành ý kiến của chủ nhiệm Lưu, đến bây giờ tôi vẫn còn chưa nắm rõ cơ cấu tổ chức của chúng ta." Tùy Quốc Minh cười, "Tiểu Trương, cậu có gì không hiểu?" đội ngũ lãnh đạo cốt cán gồm có mấy người chúng ta trương dương lại nói trong bộ chỉ đạo kiến thiết này còn có một hội ủy quản tôi không hiểu rõ việc lãnh đạo lập ra hai bộ ngành nhằm mục đích gì nhiệm vụ công tác hai bộ ngành có bị trùng hay không quản quyền cụ thể được phân công như thế nào rốt cuộc là bộ chỉ đạo kiến thiết quản lý hội ủy quản hay ngược lại câu này của hắn rõ ràng là đang hỏi xem rốt cuộc giữa tần thanh và lưu bảo toàn ai là lãnh đạo tuy sự việc được phơi bày ra ngay trước mặt nhưng lại không phải là việc cần thiết, Trương đại quan nhân tới Đông Giang này là vì cái gì? Chính là để trợ giúp Tần Thanh, thế nên đầu tiên phải xác định vị trí lãnh đạo của cô, làm được việc này phải dẫm lên người khác. Đương nhiên Lưu Bảo Toàn không may trở thành mục tiêu đầu tiên. Tùy Quốc Minh cười ầm lên, "Tiểu Trương à, câu hỏi này của cậu à, đồng chí Tần Thanh là phó tổng chỉ huy bộ chỉ đạo kiến thiết, là bí thư công ủy đảng, đảm nhận công tác kiến thiết thành phố, lãnh đạo thi đã ban hành công văn rồi." Trương Dương đáp, tôi hiểu. Hắn cố tình liếc nhìn Lưu Bảo Toàn, theo cách nói của thị trưởng tùy, chủ nhiệm Lưu sẽ chịu sự lãnh đạo của bí thư tần, cũng có nghĩa là hội ủy quản sẽ trực thuộc bộ chỉ đạo kiến thiết lãnh đạo. Lưu Bảo Toàn mặt mày đỏ bừng, hôm qua Lưu Bác Sinh đã khuyên gã khiêm nhường, nhất định không được xung đột với Trương Dương. Gã định bụng nhẫn nhịn nhưng hắn hiếp người quá đáng, ngang nhiên trà đạp gã trước mặt bao nhiêu người, như thế thì còn ai không công nhận vị trí lãnh đạo của Tần Thanh mọi người đều hiểu rõ sự việc, hắn lại nhất định lội ra để nói, rõ ràng là cố ý chế nhạo mình đây. Lưu Bảo Toàn thầm nghĩ. Trường 1023, đầu khó cắt ba. Nhưng Trương Dương vẫn chăm chăm nhìn gã, vừa nhận thấy miệng gã hơi chút cử động, hắn vội cắt ngang không cho gã cơ hội phát biểu, bây giờ có phải đảng chính đã được tách riêng. Quản quyền của bí thư công ủy đảng và chủ nhiệm ủy hội quản được phân chia như thế nào tôi vẫn chưa hiểu rõ. Còn nữa, dưới ủy hội quản còn có ba cục ba người chúng tôi sẽ do ủy hội quản hay bí thư công ủy phụ trách trương đại quan nhân nêu ra hàng loạt câu hỏi đều như từng lưỡi dao chém sâu vào lưu bảo toàn đều vào trọng điểm cả tần thanh kỳ thực cũng không hài lòng với sự sắp xếp của đông giang đã để cô phụ trách công tác kiến thiết thành phố vậy thì ban lãnh đạo phải lấy cô làm trung tâm để tiếp hành tổ kiến phân bổ ban lãnh đạo cụ thể cũng nên thông qua ý kiến của cô Bây giờ họ lập ra một ủy hội quản đồng thời còn bố trí hoàn tất nội bộ thành viên ủy hội. Chiêu thức này thật quá quen thuộc, giống như Trương Dương đã nói, sự phối hợp quyền lực đang quá mơ hồ. Nếu không xác định rõ từ đầu, công tác quản lý sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trương Dương lôi ra vấn đề nan giải cho Tùy Quốc Minh, Tùy Quốc Minh đương nhiên hiểu rõ mục đích phân bổ ban lãnh đạo thành phố, cũng là chứng minh rằng họ không tin tưởng hoàn toàn vào Tần Thanh, Lưu Bảo Toàn đã làm việc nhiều năm tại Đông Giang tương đối nắm rõ tình hình địa phương, để gã phối hợp làm việc với Tần Thanh là rất hợp lý. Nhưng ông cũng không thể không thừa nhận, sự sắp xếp phía thị hoàn toàn nhằm mục đích để lưu bảo toàn đạt được quyền lực chế hành. Đến bây giờ tùy quốc minh còn chưa hiểu vì sao Lương Thiên Chính lại muốn gọi Trương Dương về đây, tên oát con này là một ma vương nhiễm điều. Ai cũng biết hắn có chút bản lĩnh, nhưng đó là bản lĩnh phá dối. Thật đúng như vậy, lần hội nghị đầu tiên hắn đã đứng ra cầm trịch. Lưu Bảo Toàn cảm thấy mình phải đứng ra phát biểu vài câu, Trương Dương hôm nay rõ ràng là nhầm vào gã, gã cũng phải đấu lại, đồng chí Trương Dương, tôi thấy cơ cấu tổ chức của chúng ta hoàn toàn đơn giản, bí thư tần phụ trách công tác tổng chỉ huy. Trương Dương không hề khách khí ngắt lời gã, chủ nhiệm Lưu, đồng chí lại hồ đồ rồi, tổng chỉ huy là bí thư lương, bí thư tần chỉ là phó chỉ huy. Bản lĩnh moi tìm sơ hở của hắn quả không tầm thường. Lưu Bảo Toàn bị hắn chặn họng đến đỏ bừng mặt, ai cũng biết trước tổng chỉ huy của lương thiên chính chỉ trên danh nghĩa nhưng câu nói của gã cũng sai hoàn toàn lưu bảo toàn nói ý tôi là bộ chỉ huy của chúng ta do bí thư tần lãnh đạo trương dương cười chủ nhiệm lưu đồng chí đừng nóng vội cứ từ từ nói đồng chí là chủ nhiệm hội ủy quản việc bộ chỉ đạo do bí thư tần quản lý việc này mọi người ai cũng biết tất cả mọi người đều cố nhịn cười tần thanh và thường hải tâm đều hiểu rõ trương dương hắn thể hiện như vậy không nằm ngoài dự đoán của họ. tùy quốc Minh cũng từng biết rõ sự lợi hại của trương dương, đương nhiên rất khó đụng đến sợi lông của hắn là an định và đường tự lập đều lần đầu gặp trương dương. qua tình hình như vậy cũng đủ để hiểu con người danh bất lưu truyền này. họ càng nhận thấy mình nên cẩn thận. lưu bảo toàn rõ ràng đang nóng nảy, đồng chí có để cho tôi nói không? trương dương đáp ai không cho đồng chí nói đâu? chủ nhiệm lưu đừng nóng, chúng ta đang họp, mọi người đều có cơ hội phát biểu thị trường tùy ở đây, ai cũng sẽ được phát biểu. Lưu Bảo Toàn nóng nảy đến toát đầy mồ hôi, gã thầm rủa Trương Dương. Thấy vậy, Tần Thanh trong đầu không khỏi buồn cười, có Trương Dương bên cạnh, cô thấy nhiều việc tốt hơn hẳn, cô phát biểu đúng lúc, tiểu trương, đồng chí hãy tôn trọng để đồng chí lớn tuổi hơn phát biểu trước. Lưu Bảo Toàn còn chưa nói gì thì đã bị cô liệt vào loại đồng chí lớn tuổi. Tùy Quốc Minh cũng rất nhìn rõ sự việc, Ông hiểu rõ trong hoàn cảnh này Trương Dương và Tần Thanh đang hợp lại để ức hiếp người khác, một người nói người ta hồ đồ, một lại nói người ta là đồng chí lớn tuổi. Cũng may Lưu Bảo Toàn chưa đến mức hồ đồ, đơn giản chỉ vì một người ảnh hưởng đến vị trí quyền lực của họ. Tùy Quốc Minh thầm nghĩ, Lưu Bảo Toàn thật không phải đối thủ của hai người họ, lãnh đạo thì sắp xếp gã là chủ nhiệm hội ủy cũng không hợp lý chút nào. Trên có Tần Thanh, dưới có Trương Dương, Lưu Bảo Toàn sau này không biết phải chịu bao nhiêu thiệt thòi đây phải nhẫn nhịn thêm bao nhiêu tức giận nữa. Theo hiểu biết của Tùy Quốc Minh, chắc chắn Lưu Bảo Toàn không thể chịu nổi sự đả kích của Trương Dương và Tần Thanh. Lưu Bảo Toàn đáp, tôi sẽ hết sức ủng hộ công việc của bí thư Tần, tôi với nhiệm vụ dẫn dắt các cục trực thuộc hội ủy quản, đoàn kết trên dưới, cố gắng làm tốt công tác kiến thiết. Gã bị nghẹn lời bao lâu mãi mới nói được ra một câu hoàn chỉnh, ý kiến cũng đã nói ra, một là gã thừa nhận vị trí lãnh đạo của Tần Thanh, hai là bản thân lãnh đạo toàn cục hội ủy quản dù Trương Dương người có ngang ngạnh mấy chẳng qua cũng chỉ là cục trưởng cục nghiệp vụ xã hội, là cấp dưới của gã, hắn phải tiếp nhận sự lãnh đạo của mình. Trương Dương nói, tôi tán thành ý kiến của chủ nhiệm Lưu. Sau này chúng ta sẽ đồng lòng đoàn kết, cùng phối hợp giúp đỡ lẫn nhau, cùng hỗ trợ công việc của Bí Thư Tần. Lưu Bảo Toàn cũng hiểu ý của Trương Dương, gã biết tên nhãi này đang tỉnh lược mình, cố ý xem thường địa vị lãnh đạo của mình, cái gì mà cùng phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau, cùng hỗ trợ, tao là lãnh đạo của mày cơ mà, sao 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 cùng với ai chứ? Tao chỉ đạo mày, tao mới là chủ nhiệm ủy hội quản, là cấp trên. Lưu Bảo Toàn cứ thế thầm chửi. Cục trưởng Cục Quản lý Tổng hợp La An định nói, chủ nhiệm Trương nói rất đúng, sau này chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực làm việc dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Tần và chủ nhiệm Lưu, tận tâm tận lực làm tròn nhiệm vụ vinh quang đầy gian khổ này. La An định phát biểu lúc này cũng có ý bênh Lưu Bảo Toàn, kỳ thực lời nói của y cũng đúng, Tần Thanh là lãnh đạo, Lưu Bảo Toàn cũng là lãnh đạo, đồng thời còn trực tiếp lãnh đạo ba người họ. Tần Thanh không muốn Trương Dương tiếp tục dây dưa vướng mắc vấn đề này, mỉm cười nói, mọi người cùng cố gắng là quan trọng nhất. Cô nhìn sang Tùy Quốc Minh, thị trường Tùy, lễ khởi công thành phố mới được định vào trung tuần tháng sau, tôi muốn lựa chọn địa điểm văn phòng công trường ở khu vực khởi công thành phố. Tùy Quốc Minh cười, được, việc này phải nhanh chóng tiến hành, khu văn phòng hiện tại quá nhỏ, nếu bộ chỉ đạo kiến thiết và hội ủy quản đi vào hoạt động, e là không thể đáp ứng được nhu cầu. Tần Thanh nói, Tiểu Trương, đồng chí là chủ nhiệm cục nghiệp vụ xã hội, việc này giao cho đồng chí sắp xếp. Mọi người có mặt ở cuộc họp đều sửng sốt, việc này lẽ ra phải giao cho cục quản lý tổng hợp làm chứ. Sao lại giao cho cục nghiệp vụ? Tất cả đều nhanh chóng hiểu ra, người lãnh đạo bộ chỉ đạo kiến thiết là Tần Thanh, cô có quyền chỉ huy, đương nhiên trong phạm vi quyền chức của mình cô có quyền quyết sách, cần gì hội ủy quản. Cục nghiệp vụ hay tổng hợp gì chứ? Phân bổ quyền chức cụ thể đều do cô quyết định. Tùy Quốc Minh bắt đầu nhận ra thế mạnh của Tần Thanh, ông đột nhiên có dự cảm không tốt, Tần Thanh và Trương Dương hai người này chắc chắn sẽ gây ra trận sóng gió ở Đông Giang này, bất luận là về tính quyết đoán hay khả năng họ đều hơn hẳn Lưu Bảo Toàn. Tần Thanh mỉm cười, tìm được địa điểm văn phòng thích hợp, chúng ta mới có thể dễ dàng triển khai công việc, lãnh đạo thị đã đưa cho chúng ta một danh sách tham khảo thật ra thời gian đầu công tác chúng ta cũng không cần nhiều cán bộ như vậy, danh sách nhân sự cụ thể đợi qua khảo sát xét duyệt sẽ trình báo lên cấp trên. Câu nói này của cô hoàn toàn có ý nói với Tùy Quốc Minh một cách rất huyền chuyển, cô không hề ủng hộ danh sách phía thị đưa ra, cô sẽ thay đổi và điều chỉnh nó. Trước khi cuộc họp kết thúc, Tùy Quốc Minh rời đi trước, ngoài Thường Hải tâm ra, bốn thành viên các cục đều có mặt họ là cốt cán của ban lãnh đạo thành phố, Tần Thanh tiếp tục nhấn mạnh với họ về nhiệm vụ trước mắt. Thứ nhất, Nhanh chóng xác lập địa điểm văn phòng ở khu thành phố mới, thứ hai, tích cực chuẩn bị lễ khởi công xây dựng, thứ ba, hoàn thiện đội ngũ cán bộ thành phố, chủ quyết do cô và Lưu Bảo Toàn lựa chọn. Nói xong ba vấn đề trên, Tần Thanh tuyên bố cuộc họp kết thúc. Lưu Bảo Toàn và hai cục trưởng khác cũng không có ý định rời đi ngay, họ muốn bàn luận với Tần Thanh về các vấn đề còn tồn tại trước mắt, còn Trương Dương buổi chiều phải tham dự buổi lễ tốt nghiệp lớp bồi dưỡng trường Đảng, hắn không ở lại được mà nhanh chóng lái chiếc Hummer rời đi. Việc mà Dư Xuyên phó thác cho mình Trương Dương đã làm xong, hai người Dư Xuyên và Mary là người có ơn với hắn. Trương Dương định đem trả xe nhưng họ không muốn nhận lại, họ nói dù sao chiếc Hummer này cũng không dùng, tạm thời Trương Dương cứ sử dụng, đến khi nào hắn chính thức vào làm, được trang bị xe công thì hãy đem trả chiếc xe. Không phải hai người đang trả mối ân tình cho hắn, thực sự là chiếc xe này ngoài sự hoành tráng sang trọng ra thì tính thực dụng quá thấp đặc biệt là dùng đi trong thành phố, ăn quá nhiều xăng khó mà đi Việt dã được. Từ lúc Hiệu An Khang đánh ghen làm ẩm ở Lầu Vọng Giang, quan hệ giữa Trương Dương và Lương Hải Âu trở nên ngượng gạo, lúc gặp nhau hai người chỉ gật đầu chào, ít nói chuyện hơn. Trương Đại Quan Nhân muốn tránh hiểm nghi, Lương Hiểu Âu lại cảm thấy rất áy náy, hôm nay mọi người đều tốt nghiệp lớp bồi dưỡng, Lương Hải Âu đã chủ động đến tìm Trương Dương, Trương Dương, công việc thế nào rồi? Trương Dương cười nói, buổi sáng đi họp tổ chức thị ủy, phía thị đã phân bổ tôi làm cục trưởng cục nghiệp vụ xã hội. Lương Hiểu Âu lấy làm ngạc nhiên, tin tức mà cô nghe được lại là Trương Dương được phân quản công tác chiêu thương, cô nhỏ giọng phân quản chiêu thương của cục nghiệp vụ xã hội à. Trương Dương lắc đầu, đó là nhiệm vụ của cục quản lý tổng hợp, tôi chuyên quản mấy cái sao sao sao. Lương Hải Âu nói, vậy thì tiếc quá, lĩnh vực mà anh giỏi nhất mới là công tác chiêu thương. Trương Dương cười, vàng thì đặt đâu mà chả phát sáng, tôi là cán bộ hoàng kim vạn năng, đặt đâu cũng được. chương 1024, xâm nhập 1. Lương Hải Âu cười ầm lên. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lương, tôi mới đến, còn chưa rõ tình hình, hiện tại bộ chỉ huy đang tìm địa điểm văn phòng, bí thư tần giao cho tôi giải quyết việc này, cậu giúp tôi được chứ? Lương Hiểu Âu chỉ sang một người hơi béo ở phía bên phải, cậu hãy tìm anh Hoàng, em trai của anh ta là bí thư đảng ủy Trấn Thanh Long. Trấn Thanh Long cũng nằm trong phạm vị quy hoạch của thành phố. Anh Hoàng đó là phó giám đốc ngân hàng thương nghiệp Đông Giang, họ tên đầy đủ là Hoàng Thế Cường, chủ quản công tác tín dụng, cũng là học viên cùng khóa học với Trương Dương. Trương Dương là loại học viên đặc biệt trong lớp bồi dưỡng khóa này, bình thường hắn ít khi lên lớp nghe giảng nên không mấy quen biết với bạn học. Hắn cũng chỉ biết có vài người, ít khi tiếp xúc với Hoàng Thế Cường, mà hai người lại tranh lệch tuổi tác khá lớn. Lương Hiểu Âu gọi Hoàng Thế Cường đến, giới thiệu Trương Dương với hắn một cách long trọng. Hoàng Thế Cường biết Trương Dương nhưng chỉ không rõ hắn làm chức vụ gì, kỳ thực trước đó, vì Trương Dương không đến tổ chức báo danh nên ngay cả hắn cũng không rõ bản thân đảm nhiệm chức vụ gì. Nghe nói Trương Dương là Cục trưởng Cục nghiệp vụ xã hội, Hoàng Thế Cường liền biết ngay mục đích Lương Hiểu Âu gọi mình tới, em trai gã Hoàng Thế Nhân là bí thư đảng ủy Trấn Thanh Long, nhất định là vì nguyên nhân này, Trương Dương cũng không thích vòng vo, hắn trực tiếp nói tình hình cụ thể với gã, bộ chỉ huy đang muốn tìm địa điểm đặt văn phòng. Hoàng Thế Cường cười, tôi cứ nghĩ là có chuyện đại sự gì, việc này dễ thôi, đợi buổi lễ kết thúc, tôi sẽ đưa cậu đến Trấn Thanh Long. Trấn Thanh Long nằm ở phía tây nam Đông Giang, vì Trấn Bắc có một cái đầm tên là Thanh Long nên được gọi là Trấn Thanh Long. Nơi đây sơn thủy hữu tình, phong cảnh tuyệt đẹp, trên đường đi hắn phát hiện ra nơi đây có rất nhiều đất bỏ hoang, hắn ngạc nhiên hỏi, giám đốc Hoàng, người dân ở đây không canh tác sao? Hoàng Thế Cường đáp, tin lãnh đạo thị muốn kiết thiết thành phố mới đã rộ lên mấy năm nay, người dân vùng này đều sợ bị trương dụng đất phải dỡ bỏ, như vậy họ còn có tâm trạng mà canh tác sao? Thêm vào đó, gần đây lại có trào lưu đi làm thuê, thanh niên trẻ tuổi đều chuyển đến phía nam đi kiếm sống, ở quê chỉ còn lại người già chân yếu tay mền dù có muốn canh tác cũng không được. Gã chỉ về phía trước, đến thanh long đàm rồi. Trương Dương nhìn về phía trước, đó là khu đầm nước xanh vắt, rộng khoảng 6,8 km vuông, đầm nước này dài tới 12 km. Hiện tại còn chưa được khai thác toàn bộ nên xung quanh còn hơi hỗn độn. Hoàng Thế Cường nói, chủ nhiệm trương, bao giờ tiến hành lễ khởi công? Tháng sau. Nhanh vậy sao? Hoàng Thế Cường ngạc nhiên. Trương Dương cười, nhanh gì chứ? Đầu năm 94 đã ra bản quy hoạch, hơn 2 năm rồi còn chưa bắt đầu động thổ, đợi trương dụng đất thì không biết đến bao giờ. Hoàng Thế Cường thở dài, công tác trương dụng chưa chắc đã dễ dàng, Người dân ở quen chỗ rồi, ai muốn rời đi đây chứ? Trương Dương cười không nói gì, chiếc xe chạy lên ven đê của khu đầm, đi đến cầu Tam Khổng lại vào tuyến đường bình thường, lốp xe bấy giờ dính đầy bùn đất. Chợ Thích Phùng ở Trấn Thanh Lòng vẫn chưa tan họp, đường xá trở nên chật trội đông đúc, hai bên đường đều đầy người bán hàng rong, chiếc Hummer của Trương Dương chậm chậm ở đây khoảng hơn nửa tiếng mới đến được ủy ban trấn. Hoàng Thế Cường mở cửa xe ra, bảo vệ gác cổng thấy mặt gã liền cho vào ngay không cần hỏi han. Bí thư đảng ủy Trấn Thanh Long Hoàng Thế Nhân năm nay khoảng 39 tuổi, là một người cao to da năm đen, y và Hoàng Thế Cường là anh em ruột nhưng Hoàng Thế Cường lại to béo khác hẳn. Tên gọi Hoàng Thế Nhân của gã cũng có lịch sử, tên của y đồng âm với nhân vật đại địa chủ trong bạch mau nữ chữ nhân trong nhân ái, sau đó cảm thấy cái tên này bị coi là kẻ thù của giai cấp nên y tự đổi thành Hoàng Thế Nhân, nhân người. Nghe nói Trương Dương là cục trưởng cục nghiệp vụ, Hoàng Thế Nhân cũng vội nhiệt tình ra đón tiếp, y đưa tay ra bắt tay trương dương hoan nghênh cục trưởng trương tới chỉ đạo công tác cho chúng tôi trương dương cười hôm nay đến đây đơn thuần chỉ mang tính chất cá nhân không phải đến chỉ đạo gì tôi và anh của đồng chí là bạn học hôm nay chỉ đến giao lưu nói chuyện với tư cách cá nhân hoàng thế nhân cười đáp bằng hữu tới chơi ắt phải có mỹ tử cục trưởng trương tối nay phải ở đây uống rượu với tôi nhé trương dương thấy hoàng thế nhân tính tình thẳng thắn trong lòng rất thích hắn vui vẻ đồng ý, được, nhưng tôi lái xe đến đây. Hoàng Thế Nhân cười, uống nhiều quá thì nghỉ ngơi lại đây, nếu thực phải quay về gấp tôi sẽ cho lái xe đưa anh về. Hoàng Thế Cường nói, Thế Nhân, Cục trưởng Trương đến đây tìm em có việc. Hoàng Thế Nhân cười đáp, có việc thì cũng phải ăn uống trước đã, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Y lấy điện thoại gọi chủ nhiệm văn phòng Lý Dĩnh tới, bảo cô đặt một bàn tiệc ở cửa hàng Long Đàm và thông báo cho các cán bộ khác, tối nay sẽ cùng ăn cơm. Mỗi người vốn có nét riêng của mình, Trương Dương lần đầu tiên tiếp xúc với Hoàng Thế Nhân đã cảm thấy con người này làm việc rất thẳng thắn, có chút quả quyết hơn nữa giỏi trong việc xử lý quan hệ xã hội. Trong văn phòng của Hoàng Thế Nhân có treo bản đồ quy hoạch tân thành phố, Trương Dương không khỏi nhìn vào đó mấy lần. Hoàng Thế Nhân nói, "Cục trưởng Trương, công tác kiến thiết thành phố bắt đầu rồi phải không?" Trương Dương gật, "Tháng sau." Hoàng Thế Nhân nói, "Sau khi kiến thiết thành phố, Trấn Thanh Long sẽ không còn nữa." Trương Dương cười, sao lại thế được chỉ là Trương dụng một bộ phận đất đai, anh vẫn sẽ là lãnh đạo ở đây. Hoàng Thế Nhân nói, tôi nghe nói lãnh đạo thì muốn phá rỡ Trương Vương Trang để xây dựng, việc này có thật không? Trương Dương đáp, phương án cụ thể còn chưa có, nhưng trong thời gian ngắn tạm thời sẽ không tiến hành di rời khu vực Trấn Thanh Long. Bí thư Hoàng, tôi cũng không giấu gì anh, hôm nay đến đây một là muốn làm quen với anh, hai là có việc muốn nhờ, huyền. Hoàng Thế Nhân đáp, cục trưởng Trương, anh có việc gì cần dặn dò, chỉ cần trong khả năng của tôi, nhất định tôi sẽ làm hết sức. Trương Dương đáp, Bộ Chỉ đạo Kiến Thiết đã được thành lập, cùng với sự ra đời chính thức này của Bộ, việc đầu tiên cần làm là thành lập văn phòng trung tâm Bộ Chỉ huy. Có thể nói địa điểm văn phòng cần phải chuyển tới hiện trường thi công. Trên đường tới đây, tôi đã xem qua khu trấn Thanh Long, nơi đây tương đối thích hợp để đặt văn phòng trung tâm. Tôi cũng vừa chân ướt chân giáo đến Đông Giang, còn chưa hiểu rõ đặc điểm địa lý nơi đây, anh là người địa phương, đã làm việc lâu năm ở đây, việc này chắc phải nhờ anh giúp đỡ." Hoàng Thế Nhân gật đầu một cách vui vẻ, "Không vấn đề gì, chủ nhiệm Trương anh hãy đi xem qua trấn, chỉ cần thấy khu nhà nào hợp lý, tôi sẽ lập tức giúp anh đàm phán." Trương Dương rất thích người có tính cách quả quyết nhất quán như vậy, hắn cười, "Bí thư Hoàng, vì câu này, tôi thật sự rất vui mừng quen được bằng hữu như vậy." Hoàng Thế Nhân đứng dậy nói, "Đi thôi, chúng ta đi uống, vừa uống vừa nói chuyện." trên đường đi anh có thể tìm luôn một địa điểm phù hợp. Hoàng Thế Nhân cũng hết lời khen ngợi chiến Hammer của Trương Dương, bí thư đảng ủy của Trấn cũng là người từng trải, nhưng là lần đầu tiên được ngồi chiếc Hammer này, trong đầu nghĩ thầm, lãnh đạo có khác, đến xe cũng là loại sang trọng hoàng tráng. Trên đường đi Hoàng Thế Nhân giới thiệu qua với Trương Dương, Trấn Thanh Long có tổng diện tích 367 km vuông, dân số khoảng 6,2 vạn, có khoảng 28 thôn trực thuộc và 622 hợp tác xã diện tích canh tác có 4,1 vạn mẫu, trong đó trồng lúa nước chiếm 2,5 vạn mẫu. Diện tích núi chiếm 40,6 vạn mẫu. Hoàng Thế Nhân cũng nhìn lần bị lãnh đạo thị gọi tới để tìm hiểu tình hình. Trên đường qua nhà hàng Long Đàm, Trương Dương nhìn thấy phía dưới đập nước Thanh Long Đàm có một khu nhà tường vây bao quanh, trên viết dòng chữ tiểu học Thanh Long Đàm. Tuy nhiên cửa chính khép kín, trông có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu, Trương Dương hỏi đây là. Hoàng Thế Nhân đáp tiểu học Thanh Long Đàm, vừa mới chuyển đi năm ngoái, bây giờ đang bị bỏ hoang. Trương Dương nói, chúng ta vào xem một chút. Hoàng Thế Nhân gật, Trương Dương lái xe tiến vào cửa chính của trường tiểu học, con đường dẫn vào đây gập gành chỗ nổi chỗ chúng, may mà xe của hắn là Hammer, nếu là xe bình thường e là đụng gầm xe. Cửa chính của trường không hề khóa, mở cánh cửa ra có một ông già trông giữ trong đó. Bên trong khắp nơi đều chăn thả gà vịt, quanh sân dính đầy cứt gà phân vịt. Trương Dương đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào, bên trong là hai khu nhà, phía trước là một dãy hai tầng, sau là dãy bốn tầng, đặc biệt ở đây có quảng trường rất rộng. Từ ánh mắt của Trương Dương, Hoàng Thế Nhân nhận thấy hắn có vẻ hứng thú với nơi đây, cười giới thiệu, nơi đây địa thế tương đối chúng, mỗi năm cứ đến mùa mưa là bị lụt, rất ảnh hưởng đến học sinh. Sau đó cũng từng được xét đến việc tiến hành xây dựng đường ống thoát nước, nhưng chỉ vì một trường tiểu học mà chi phí nhiều nhân lực vật lực như vậy không ổn lắm, cuối cùng trường tiểu học Miếu Ngọc Hoàng được xây dựng, nên ủy ban quyết định hợp hai trường thành một, nơi đây giờ bị bỏ hoang. Người trông giữ ở đây có biết mặt Hoàng Thế Nhân, đối với người dân ở đây, trước bí thư đảng ủy thực sự lớn lao cao quý, ông ta cứ luống cuống đứng yên đó. Chương 1025, xâm nhập 2. Hoàng Thế Nhân nói, bầy gà vịt này của bác ạ. Lão luống cuống sợ sệt, của con gái tôi, nó nhờ tôi trông giúp trông giữ nơi này nên tôi tiện thả vài con. Hoàng Thế Nhân cười không nói gì. Trương Dương nói, nơi đây cũng được, dù sao cũng chỉ là tạm thời. Trước mùa mưa năm sau thì văn phòng mới đã được xây dựng rồi. Hoàng Thế Nhân gật rồi nhìn về phía ông lão, bác à, trong hai ngày tới bác cố gắng di chuyển đàn gà vịt này đi nhé, lãnh đạo tỉnh muốn trưng dụng khu này. Nhà hàng Thanh Long Đàm nằm ở bên cạnh Thanh Long Đàm, bên cạnh nhà hàng còn có một con suối, nước suối trắng đục cứ thế ảo bọt chảy ra như chứa cả chân châu, người dân nơi đây còn gọi là suối chân châu. Trương Dương tới đây vừa nhìn đã nhận ra loại nước suối bị đục dính đầy váng dầu, hắn biết hẳn có liên quan tới nhà hàng Thanh Long đàm này. Người nước địa phương còn khuyết thiếu trong vấn đề quản lý, nhưng cũng đáng tội cho chủ nhà hàng này. Trương Dương vừa tới ăn nơi đây đã nhìn chằm chặp theo dõi gã, nhà hàng này cũng đã trở thành mục tiêu đầu tiên mà Trương Đại Quan Nhân sẽ điều trị hoàng thế nhân gọi thêm tổng cộng 6 người đi cùng trấn trưởng chu thông nguyên phó trấn trưởng tiết thành chủ nhiệm văn phòng đảng chu tuấn phong chủ nhiệm phòng quản lý tổng hợp phùng khai mô trưởng ban tài chính trường tước kiệt với trưởng ban quản lý đất đai dương hy vĩ thêm vào đó cả anh trai của gã là hoàng thế cường tất cả có 8 người đi cùng trương dương trương dương cũng nhanh chóng phát hiện ra ngoài hoàng thế cường tiểu lượng kém ra thì 7 vị lãnh đạo trấn thanh long này đều uống được tuy nhiên họ có uống được đến đâu trương dương cũng không sợ hắn chưa từng có đối thủ. Tuy nói uống rượu ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng nó là một nét văn hóa đặc biệt, có thể nhanh chóng xích gần khoảng cách giữa người với người. Các cán bộ chấn xã biết Trương Dương là cục trưởng cục nghiệp vụ xã hội, họ tỏ ra vô cùng tôn trọng và quan tâm tới hắn, suy cho cùng việc này cũng liên quan đến lợi ích thiết thực của bản thân họ. Trấn trưởng Chu Thông Nguyên mặt đỏ rực nói, "Cục trưởng Trương, lần này khi lãnh đạo thì quyết định xây dựng thành phố Trấn Thanh Long chúng tôi có gần 80 km vuông đất đem trưng dụng, hầu như chiếm một phần tư diện tích trấn, giải tỏa rất nhiều mặt bằng đất đai của nông dân, vậy đã có phương án bồi thường giải tỏa chưa? Chu Thông Nguyên cứ uống vào là mặt đỏ, nhưng gã là người uống được nhất trong số 8 người. Trương Dương đáp, đã có rồi, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để công bố. Kỳ thực hắn cũng không rõ về phương án bồi thường. Chu Thông Nguyên cười, cục trưởng Trương, chúng ta đều là người một nhà mà không tiện tiết lộ sao? Trương Dương cười, cấp trên có chính sách, sợ rằng phương án nếu bị lộ sẽ gây ra chấn động không cần thiết, tuy nhiên có một điểm mọi người có thể yên tâm. Lãnh đạo thì sẽ xem xét đến lợi ích của nhân dân, tuyệt đối không để cho người dân chịu thiệt thòi. Trưởng ban quản lý đất đai Dương Hy Vĩ nói, Cục trưởng, nghe nói tổng chỉ đạo lần này là một nữ cán bộ xinh đẹp. Trương Dương cười, là bí thư tần thanh, trước đây đồng chí ấy là phó thị trưởng lam sơn thường ủy lam sơn năng lực làm việc cao là một lãnh đạo ưu tú và cũng từng là lãnh đạo cũ của tôi hắn vừa trả lời vừa uống hoàng thế cường dù sao cũng đi cùng với hắn thấy hắn uống nhiều như vậy lo lắng các cậu không được luân phiên chuốc rượu cục trưởng như vậy là không công bằng chu thông nguyên cười vậy chúng ta hãy cùng chúc giám đốc hoàng hoàng thế cường vội xua tay tôi không uống được hoàng thế nhân cười anh à anh yên tâm, cục trưởng trương là lãnh đạo, chúng em không dám chút gì đâu, thế này đi, chúng ta uống vui là chính, cục trưởng thấy đủ thì thôi, chúng ta sẽ dừng vậy, chúng ta sẽ thật thoải mái. Trương Dương cầm một chén lên, chén này tôi chúc các vị. Chúng ta sau này nhất định phải giữ chặt liên lạc, công tác kiến thiết còn phải trông chờ nhiều vào sự tương trợ của các vị. Hoàng Thế Nhân đáp, cục trưởng thẳng thắn như vậy, công tác kiến thiết thành phố là đại sự ích nước lợi dân quan trọng, mấy cán bộ trấn xã như chúng tôi đương nhiên phải tận tâm tận lực ủng hộ. Chỉ cần chủ nhiệm trương nói một câu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không có lấy một từ không. Trương Dương cười, được, hai ngày nữa tôi sẽ đến đưa công văn cố vấn cho các vị, không được thiếu ai cả, còn nữa, bí thư Hoàng, tôi sẽ tiến cử anh vào ban lãnh đạo chỉ huy kiến thiết. Hoàng Thế Nhân tuy hay được lãnh đạo thị gọi tới tìm hiểu tình hình, nhưng không ai ưng thuận tiến cử gã vào ban chỉ đạo kiến thiết nghe trương dương nói vậy trong lòng không khỏi mừng rõ gã lại thấy trương dương tương đối tỉnh táo càng chắc rằng đây không phải là lời say nhưng gã cũng không tin tưởng vào khả năng của trương dương mấy đợi lúc đi vệ sinh gã mới dò hỏi anh trai mình hoàng thế cường đáp người này là con rể tương lai của tỉnh trưởng tống con nuôi của phó thủ tướng văn được quen biết hắn là may mắn đó hoàng thế nhân nghe vậy trong lòng càng muốn kết thân với trương dương tối đó tuy đám cán bộ Trấn xã này nhiệt tình giữ lại nhưng trương dương vẫn quyết định trở về hoàng thế nhân cũng không yên tâm hắn uống rượu rồi lái xe về gã để lái xe cầm lái đưa trương dương và anh trai trở về thi trước khi đi hoàng thế nhân nắm lấy tay trương dương kéo sang một bên gốc cây gã cũng uống chút hít nên nói thẳng ý mình cục trưởng trương anh yên tâm ngày mai tôi sẽ bảo người sửa chữa khu trường đó khoảng tuần sau nếu anh quay lại đảm bảo khắc hẳn trương dương cười không cần chấn phải tổn hao kinh phí bộ kiến thiết sẽ cấp kinh phí. Hoàng Thế Nhân đáp, cục trưởng, tuy chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng anh trai tôi đã giới thiệu anh đến đây, cũng có nghĩa anh là anh em với anh ấy, tôi thấy hai chúng ta cũng hợp nhau, anh vốn là lãnh đạo nhưng lại rất thoải mái, anh coi trọng tôi, đã coi tôi là bằng hữu khiến tôi rất vinh dự. Nói thật phía thì cũng thường xuyên hỏi han tình hình thành phố qua tối nhưng họ coi những cán bộ trấn này như người ngoài. Cục trưởng tôi bằng lòng kết giao bằng hữu với anh. Trương Dương đáp, thế nhân à, anh lớn hơn tôi chúng ta ngoài công việc ra đừng gọi cục trưởng hay bí thư gì nữa tôi sẽ gọi anh là anh nếu anh thấy được cứ gọi tôi là huynh đệ nói thật công tác kiến thiết không thể tách rời khỏi anh còn ai nắm rõ tình hình địa phương hơn anh chứ tôi không cần biết anh vui hay không nhưng lần này tôi đã định chọn anh rồi nhé hãy chuẩn bị cho tốt bộ chỉ đạo kiến thiết sẽ giao phó cho anh một vị trí trước khi chúng tôi chuyển đến đây anh cứ chuẩn bị cho một địa điểm văn phòng đây cũng là chỗ thông minh của trương dương muốn người khác vì mình trước tiên phải kéo người ta về phía mình, rồi khiến cho họ nảy sinh mong muốn làm chủ. Chiêu này của trương đại quan nhân quả nhiên hữu dụng, Hoàng Thế Nhân nắm chặt tay hắn, tôi chắc chắn rồi, các anh đến đây, cứ giao nhiệm vụ thông chi cho tôi là được, tôi sẽ dọn lối cho các lãnh đạo. Trương Dương cười ha ha. Hoàng Thế Nhân nói, đúng vậy, tôi nói đều là thật, sĩ vi chi kỳ giả tử, trương đệ, cậu thật khác với những cán bộ khác, câu. Hoàng Thế Nhân không tìm được tính từ nào có thể thích hợp để miêu tả, gã liền giơ ngón giữa lên, sau này có việc phiền toái gì, cậu cứ tới tìm tôi. Đây chính là cái lợi lớn nhất của rượu, uống vào làm sôi sục máu lửa, uống kích thích tâm trạng, có thể mở rộng lòng người. Đương nhiên uống nhiều thì nói nhiều, Trương Dương có say cũng không đến nỗi nói lộ ra hết tâm tư mình cho người khác. Hoàng Thế Nhân cứ thế cầm tay Trương Dương thủ thì khoảng 20 phút, anh trai hắn mới đến khuyên nhủ, Trương Dương lên xe, hoàng thế cường cười nói ngại quá em trai tôi uống hơi quá chén trương dương cười giám đốc hoàng tôi và bí thư hoàng thực là có duyên sau này sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều hoàng thế cường đáp nó thẳng tính lắm bạn bè đều nói nó là người trượng nghĩa rượu vào làm người ta phấn chấn trương dương tuy không say nhưng hắn cũng rất hưng phấn anh tài xế lái xe đưa hoàng thế cường về trước sau đó mới đưa trương dương về nhà y dừng xe rồi tự bắt xe quay về Trương Dương gọi điện cho Tần Thanh, thông báo về địa điểm văn phòng, tiện thể bảo cô đến với hắn. Tần Thanh đến khoảng 11 giờ mới đến, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu, tuy Trương Dương đã tắm qua nhưng rượu vẫn nồng trên người. Tần Thanh cười khanh khách, "Uống hả?" Trương Dương bước đến ôm cô vào lòng, hôn lên môi, "Chuyện địa điểm đặt văn phòng đã thu xếp xong rồi nhé." Tần Thanh cười, "Hiệu suất làm việc của anh thật đáng kinh ngạc." Trương Dương đáp, "Anh luôn nhiệt tình khi làm việc cho em." hắn lấy tay kéo tụt váy của Tần Thanh. Tần Thanh đánh vào tay hắn, bỏ tay ra, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này. Trương Dương cười, rượu khiến người ta mất tỉnh táo, anh sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới đặc biệt nhờ bí thư Tần đến giúp đỡ. Hắn nắm lấy tay cô rồi đặt xuống dưới. Tần Thanh nhẹ nhàng nhéo hắn mắng, em bận rộn cả ngày rồi, còn chưa kịp tắm rửa gì. Trương Dương đáp, em đi thế đã ăn cơm chưa? Tần Thanh lắc đầu. Trương Dương cảm thấy hơi xót xa, hắn thở dài, chúng ta không được vì công việc mà quên ăn quên ngủ, nên em bệnh ra đó anh sẽ xót xa biết bao. Tần Thanh đáp, ốm bệnh cũng là tại anh cả. Cô cởi bỏ đôi giày bước vào phòng tắm. Tần Thanh vừa tắm xong bước ra, liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Trương Dương đang nấu cho cô bát mì trứng. Tuy không phải là sơn hào hải vị gì nhưng sự quan tâm đó đã khiến nàng cảm động. chương 1026, xâm nhập 3 Trương Dương nói, "Mau đến ăn bổ sung năng lượng nào." Tần Thanh gật đầu, nàng mặc chiếc áo tắm của hắn có hơi rộng, nhưng trong mắt hắn, trông cô thật thướt tha và gợi cảm. Lúc Tần Thanh ăn, Trương Dương báo cáo cho nàng lần nữa về thành quả ngày hôm nay. Tần Thanh nói, "Được lắm, giao lưu với cán bộ địa phương là việc rất quan trọng, sau khi công tác kiến thiết bắt đầu, công tác giải tỏa cần phải dựa vào cán bộ địa phương, họ là người nắm rõ tình hình thực tế nhất, kinh nghiệm làm việc cũng đóng vai trò quan trọng." Trương Dương đáp, anh đã đồng ý sẽ mời cán bộ Trấn Thanh Long là cố vấn, còn đồng ý để bí thư đảng ủy Trấn Thanh Long là Hoàng Thế Nhân gia nhập bộ chỉ đạo kiến thiết. Tần Thanh ăn xong bát mì đứng dậy đi đem đi rửa, cô nói, không vấn đề, việc này cứ để em sắp xếp. Hôm nay em cũng đã đi gặp bí thư lương, ông ấy đồng ý để chúng ta tiến hành cắt giảm và tổ hợp lại danh sách cán bộ nhân viên. Theo ông ấy, danh sách đưa ra chỉ là một phương án, cụ thể vẫn do chúng ta xử lý. Tuy nhiên, về tổng thể ông ấy cũng không hỏi nhiều, đều giao lại hết cho thị trưởng Phương. Trương Dương nói, lời của ông ta không đáng tin, lúc đầu còn nói sẽ trọng dụng anh, kết quả thì sao, để anh làm cục nghiệp vụ xã hội, còn để Lưu Bảo Toàn lãnh đạo anh chứ. Tần Thanh cười, đồ lòng dạ hẹp hòi, anh đã là thành viên của tổ chức Đảng thành phố, chức vị hiện tại cũng không hề quan trọng, phân công công việc vẫn do em phụ trách, lãnh đạo thì có can thiệp cũng không được quá sâu. Trương Dương nói, chị Thanh à, anh chỉ cảm thấy lần này phía thị và phía tỉnh không hề đồng nhất. Tần Thanh gật đầu, vấn đề điều động em và anh chắc chắn không phải ý của phía thị. Trương Dương lại nói, chúng ta đều do bí thư Kiều trực tiếp chỉ danh, anh thật không hiểu nổi, em nói xem bí thư Kiều thích điểm gì của hai chúng ta chứ? Sao cứ phải đích danh chúng ta tới đây? Tần Thanh lắc đầu, em cũng không rõ, nói chung chúng ta làm tốt nhiệm vụ là được. Cô cảm thấy Trương Dương dính lại phía sau mình, bèn nói, đừng có linh tinh. À, em muốn anh xin thường lăng phong về chỗ anh. Trương Dương nói, anh cũng muốn phân hắn tới đây, trước khi đến Đông Giang anh đã thương lượng với hắn rồi, nhưng hắn không hứng với quan trường. Tần Thanh than thở, Thường Lăng Phong là một nhân tài quản lý hiếm có, nếu hắn đồng ý giúp thì tốt quá. Trương Dương nói, không sao, anh có cách rồi. Cách gì? Trương Dương đáp, phải đầu tư đúng chỗ, cũng giống như anh vậy, lúc đầu không muốn đến, nhưng nhìn thấy em anh lập tức theo đến. Tần Thanh nghe thấy câu này của hắn hơi ngẩn ra, cô hỏi anh nói xem. Bí thư Kiều có nghe đồn gì không? Trương Dương ở phía sau xoa lấy cặp mông tròn đầy đặn của nàng, nghe gì cũng không sợ, anh đến Đông Giang là để phối hợp công tác với em, ủng hộ em. Hắn vén tung áo choàng của nàng, phía trong bí thư Tần cũng không mặc gì, Trương Đại Quan Nhân cứ thế tìm kiếm nơi nhạy cảm, hắn bất thình lình thọc lên. Bí thư Tần kinh hãi hét ám một tiếng, cô buông tay mấy chiếc bát đũa đang cầm rơi xuống bồn nước, Hai tay nắm chặt lấy thủ bát, đôi môi mím rồi lại mấp máy liên tục, những lời định nói lúc nãy giờ hoàn toàn bay biến sạch sẽ. Đến cuối tuần, Trương Dương đến nhà Tống Hoài Minh, đến Đông Giang lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến thăm. Lần này không đến tay không, hắn mua cho tiểu canh mấy thứ đồ chơi. Liễu Ngọc Doanh thấy Trương Dương cầm nhiều đồ đến không khỏi trách hắn, đều là người nhà cả, còn còn khách sáo gì. Trương Dương cười, chỉ là chút đồ chơi, cũng phải sớm hối lộ mới được để sau này còn tránh cậu bé lớn lên lại phản đối con liễu ngọc doanh cười tống hoài minh đeo kính đi ra trương dương ngạc nhiên chú tống chú bị cận từ bao giờ thế tống hoài minh đáp chuyện hai ngày nay ý mà trước đây vẫn bình thường bây giờ thì càng nặng hơn chú vừa mới cắt kính có lẽ là già thật rồi ông tháo kính để xuống dưới vuốt mũi nói ngồi đi trương dương ngồi xuống sofa bên cạnh hỏi tiểu đệ của cháu đâu ạ à? liễu ngọc doanh đáp vừa mới ngủ rồi hai người cứ nói chuyện đi dì đi chuẩn bị cơm chưa trương dương nói dì liễu à cứ đơn giản thôi hôm nay con lái xe đến nên không uống rượu hắn muốn thể hiện hình tượng thật tốt trước mặt tống hoài minh tống hoài minh nói lớp học trường đảng đã kết thúc rồi hà trương dương gật đầu lớp bồi dưỡng đã kết thúc hiện tại cháu đang tham gia lớp nghiên cứu sinh bây giờ càng thấy bản thân lĩnh hội được thêm nhiều kiến thức bỗng nhiên muốn cố gắng tìm tòi học học để bồi dưỡng bản thân tống hoài minh hài lòng trẻ tuổi thì phải nhân lúc còn trẻ mà học hỏi không nên quá để tâm đến chuyện tình cảm ông đẩy đĩa hoa quả trên bàn đến trước mặt trương dương trương dương dùng tăm xiên lấy một miếng cam nhét vào miệng tống hoài minh nói thế phía thị phân bổ công tác gì cho anh trương dương đáp là chức cục trưởng cục nghiệp vụ xã hội a nói xong hắn lại thêm vào phụ trách kế hoạch hóa tranh chấp dân sự gì đó Tống Hoài Minh không khỏi nhíu mày, ông vốn không chú ý công việc của Trương Dương, nhưng ông vẫn nghĩ phía Đông Giang chiêu mộ Trương Dương đến để chuyên trách công tác chiêu thương. Tuy nhiên, bây giờ lại phân bổ như vậy ông cũng thấy quá khác với tưởng tượng của mình, ông lạnh nhạt nói công việc nào cũng quan trọng, nhất định không được vì công tác không như mong muốn mà nảy sinh tâm lý mâu thuẫn. Trương Dương cười, chú Tống, cháu là kiểu người này sao? Cháu đến Nam Thích làm chủ nhiệm thị ủy cũng vậy đấy thôi, tinh thần làm việc của cháu rất nhiệt tình. Tống Hoài Minh đáp, cũng nên như vậy. Trương Dương nói, cháu thấy lãnh đạo Đông Giang rất có ý, lúc đầu chiêu mộ cháu về Đông Giang vì cần nhân tài. Bây giờ lại phân bổ làn cục nghiệp vụ, nếu là tùy tiện sắp xếp như thế thì cũng hơi nhàn hạ. Tống Hoài Minh nói, nghe lời anh nói có vẻ như đang bất mãn với quyết định của lãnh đạo cấp trên. Trương Dương đáp, không phải là bất mãn, chỉ là không hiểu họ đang nghĩ gì. Công việc xây dựng còn chưa bắt đầu thì đã chia bè kết đảng thành hai bên, có còn là đang cân bằng quyền lực không đây tống hoài minh nói việc của cấp trên không nên hỏi anh cứ làm tốt phận sự là được trương dương gật đầu hắn cười chú à để cháu xem qua mắt cho chú nhé tống hoài minh nhìn hắn cái này anh cũng biết sao trương dương đáp cũng nên biết một chút chứ ạ à, nếu là cận thị đơn thuần con có thể châm cứu qua sau đó chú mắt xoa cơ mắt theo cách của cháu là có thể chữa khỏi cũng có tác dụng thuyên giảm triệu chứng Tống Hoài Minh nghe vậy vui mừng, ông vội bảo hắn dạy cách mát xoa. Trương Dương cẩn thận chỉ rõ chi tiết thủ pháp. Sau khi Trương Dương rời khỏi nhà Tống Hoài Minh, trên đường lái xe đi hắn nhìn thấy Lương Thiên Chính và vợ đang dạo bước trong sân, đằng nào thì đã gặp, hắn đàng vẫy tay chào. Trương Dương dừng xe mở cửa đi xuống, cười nhìn Lương Thiên Chính, chào bí thư Lương. Lương Thiên Chính nhìn thấy Trương Dương lập tức biết hắn đi từ nhà Tống Hoài Minh ra, ông cười, Trương Dương à, đến thăm tỉnh trưởng Tống phải không? trương dương cũng không phủ định gật đầu dì liễu bảo cháu qua ăn cơm lương thiên chính cười nhạc phụ đại nhân tương lai thì phải qua lại nhiều một chút ông bảo vợ đi trước mình đến nói chuyện với trương dương cách đối xử rất thân thiện dễ gần trương dương à cậu đã đến đông giang được một thời gian rồi đã quen chưa trương dương đáp cũng được thời gian rồi nhưng cháu mới chính thức làm được vài ngày còn chưa hoàn toàn làm quen với công việc ạ à. lương thiên chính cười tôi rất tin tưởng vào cậu lần này tôi đã cố gắng dành cậu từ tay bí thư lý về đây tôi tin rằng cậu sẽ không để tôi phải thất vọng trương dương nghĩ thầm lão cần gì phải giả vờ như này không phải là cố ý kéo hắn về để báo thù gì đấy sao lão lương này tôi sẽ không để cho ông đắc ý đâu trương dương đáp bí thư lương hai hôm trước cháu gọi điện cho mẹ nuôi bà có nhắc đến chú lương thiên chính ngẩn ra trương dương nói tiếp mẹ nuôi nói cháu phải biểu hiện thật tốt nếu bà nghe thấy chú phản ánh gì không tốt về cháu sẽ tìm cháu tính sổ lương thiên chính cười ầm lên nhưng cũng hiểu rõ trong đầu trương dương đang thầm nhắc nhở mình ông vỗ vai trương dương biểu hiện cho tốt chỉ cần làm việc hiệu quả cơ hội ở đây sẽ nhiều hơn hẳn ở nam tích trương dương đáp bí thư lương cháu muốn xin chú một việc lương thiên chính cười câu này chỉ cần là yêu cầu công việc bình thường thì cứ nói lương thiên chính cũng là lão làng câu nói của ông cũng có ý loại trừ yêu cầu quá mức mà ngữ điệu lại nhẹ nhàng trương dương đáp cháu muốn một chức quan lương thiên chính tròn mắt ông từng gặp những kẻ mặt dày nhưng chưa từng dày đến độ này ngang nhiên nên yêu cầu quan chức hắn lại không mảy may xấu hổ lương thiên chính cười muốn chức quan ý cháu là không hài lòng với vị trí bây giờ trương dương nói rất không hài lòng ạ lương thiên chính nói tiếp chức cục trưởng vẫn chưa đủ sao ý ông nói người muốn một bước lên trời sao chứ trương dương đáp có lẽ bí thư vẫn chưa hiểu hết về cháu cháu là một người chịu được áp lực càng áp lực cháu càng bộc phát hết sức chú đừng sợ cháu phải gánh vách trọng trách cháu có thể gánh vác được tuy vừa mới tiếp xúc công việc nhưng cháu đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý và tính chiếu đấu với công việc bí thư tần lại là lãnh đạo giỏi cũng từng là lãnh đạo của cháu cháu tin vào năng lực của đồng chí ấy nhưng một lãnh đạo thì cũng cần trợ giúp Chú nói xem có đúng không ạ? À? Trương 1027, muốn quan một. Lương Thiên Chính đáp, cháu thấy cháu có năng lực hơn tần thanh. Trương Dương cười, Bí Thư Lương kéo cháu về đây, là muốn cháu đảm nhận trọng trách. Cháu đã đến rồi, cũng nên làm sao cho xứng đáng với sự kỳ vọng của Bí Thư Lương. Cháu muốn làm nhiều việc nhưng không hề đơn giản, làm nhiều chưa chắc đã làm lãnh đạo hài lòng, nên cháu muốn sư xuất danh hữu Lương Thiên Chính hỏi, sư xuất danh hiểu trương đại quan nhân cố ý thở dài kỳ thực lúc đầu đến đông giang cháu cũng do dự chú cũng biết ở nam tích cháu được lãnh đạo tương đối coi trọng bí thư lý còn hứa hẹn cho cháu đảm nhiệm chức vụ bí thư công ủy đảng nhưng cháu muốn nhận những nhiệm vụ nhiều thách thức nên đã bỏ qua cơ hội đó để tới đông giang hai thực ra cũng đành chịu vậy hắn lại than thở lương thiên chính nói cậu cho rằng lãnh đạo thành phố đông giang chúng tôi không coi trọng cậu không giao phó trọng trách cho cậu trương dương nói bí thư lương ông coi tôi như con cháu của mình, tôi cũng coi ông như người nhà, tôi không giấu gì ông, trong lòng tôi quả thật có chút thất vọng, vừa rồi tôi muốn nói với tỉnh trưởng Tống, nhưng lại sợ ông ấy nói tôi kén cá chọn canh, không hiểu được sự khó khăn thực thế của các vị lãnh đạo các ông, nếu như không phải gặp ông thì tôi đã chuẩn bị đến nhà bí thư kiều một chuyến rồi, tôi có chút hối hận. Lương Thiên Chính vẫn chưa nghe ra trong lời nói của tên tiểu tử này cố ý dùng lãnh đạo cấp trên để ép mình, vẫn cười nói hối hận cái gì trương dương nói nhân lúc công việc hiện nay chưa bắt đầu thì tôi xin trở về nam thích vậy cho dù bí thư kiều có mắng cũng đành vậy lương thiên chính thầm chửi trong bụng tên tiểu tử thối lại dám lấy kiều trấn lương ra ép mình thực tế nếu như không phải kiều trấn lương lộ ý muốn đưa trương dương qua đây thì lương thiên chính y không đời nào đưa cái tai họa này đến đây bề ngoài là muốn thu hút nhân tài nhưng thực ra là ý của kiều trấn lương lương thiên chính không hài lòng với sự bổ nhiệm cán bộ của khu đô thị mới lần này nhưng ý của tỉnh y cũng không thể chống lại. Y giao việc tổ chức bộ máy cán bộ khu đô thị mới cho thị trưởng Phương Chi Đạt, căn bản không có hỏi han gì đến. Lương Thiên Chính đương nhiên hiểu Trương Dương đang phô trương thanh thế, có điều y biết Trương Dương nếu như không đến Đông Giang thì sẽ phụ trách khu cao tân Nam Tích, tuy Nam Thích không thể bì được với Đông Giang về mặt cấp bậc thành phố. Nhưng hiện giờ hắn đã tỏ rõ rằng cục sự nghiệp xã hội đô thị mới không coi trọng hắn, bất luận là kiều trấn lương hay tống hoài minh sau khi biết được chuyện này chưa chắc đã vui vẻ gì họn họ thậm chí còn cho rằng mình cố ý báo thù trương dương nhưng mình quả thực đã nói qua với phương chi đạt muốn để cho trương dương phụt sách công tác thu hút đầu tư của khu đô thị mới xem ra phương chi đạt chưa có thực hiện tốt quán triệt chấp hành ý của mình lương thiên chính vốn cảm thấy cũng không có gì tên tiểu tử này thích thể hiện tài năng thì cũng nên làm nhụt bớt nhuệ khí của hắn lương thiên chính cười nói trương dương không phải thất vọng như vậy cậu vừa mới đến đông giang để cậu tạm thời làm cục trưởng cực sự nghiệp xã hội cũng là sợ người khác nói linh tinh muốn ổn định một thời gian để cậu làm ra chút thành tích rồi sẽ giao nhiệm vụ lớn hơn nhưng cậu lại không chịu nổi rồi trương đại quan nhân không chút khiêm tốn nói bí thư lương năng lực của tôi rốt cuộc như thế nào thì đã được chứng minh rất nhiều lần rồi vừa nãy ông còn nói thừa nhận năng lực của tôi nếu như ông không thừa nhận thì cũng sẽ không phí sức lực mà đưa tôi về đông giang này lương thiên chính cười ha ha nhưng trong lòng lại thầm chửi tên tiểu tử này mặt thật dày. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện trùng hợp, khi Lương Thiên Chính và Trương Dương đang ngồi trong sân nói chuyện thì bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương và vợ Mạnh Truyền Mỹ đang đi từ bên ngoài vào, bọn họ không đi xe, thực ra những quan cao đều ở trong đại viện của tỉnh ủy, gặp phải nhau cũng là chuyện bình thường. Trương Dương mắt rất nhanh nhạy, nhìn thấy Kiều Trấn Lương liền đứng dậy chào hỏi. Lương Thiên Chính tuy là bí thư thị ủy Đông Giang, nhưng trước mặt Kiều Trấn Lương vẫn là hạ cấp, cũng phải tỏ ra tôn trọng ông ta, y liền đứng lên cười nói, bí thư Kiều, khéo gặp quá. Kiều Trấn Lương cười nói, đúng thế, chúng tôi vừa mới ra ngoài mua chút đồ, hai người sao lại đi cùng nhau vậy? Lương Thiên Chính còn chưa kịp trả lời thì Trương Dương đã nói trước, bí thư Kiều tìm cháu nói chuyện, ông ấy rất tín nhiệm cháu, giao cho cháu nhiều nhiệm vụ quan trọng quá, cháu sợ sẽ không làm tốt. Kiều Trấn Lương cười lớn nói, người trẻ tuổi nhiều áp lực một chút là chuyện tốt, thiên chính, cậu thật có mắt nhìn người tài. Trong điệu cười của Lương Thiên Chính có chút gượng gạo, thật là hết cách với tên Trương Dương này, y cười nói, đúng thế, tôi cũng nghĩ thế, tôi đưa Trương Dương tới Đông Giang cũng chính là vì muốn tận dụng năng lực của cậu ấy. Trương Dương nói, đúng vậy, đúng vậy, bí thư Lương đặc biệt coi trọng cháu, còn giao CS cháu làm cục trưởng cục sự nghiệp xã hội khu đô thị mới, vị trí quan trọng như vậy cháu thật có chút lo lắng mình không làm tốt. Lương Thiên Chính không ngờ tên tiểu tử này lại dám nói như vậy trước mặt Kiều Trấn Lương, thật là nếu như hắn dốc hết nỗi khổ ra thì mình chắc chắn sẽ chẳng được yên. Lương Thiên Chính cũng là một tên xảo quyệt, lập tức cười nói, bí thư Kiều, cậu ấy chê tôi giao cho trọng trách quá nặng, tôi thực ra cũng không có giao nhiều vụ nhiều quá cho cậu ấy, chỉ bảo cậu ấy làm phó chủ nhiệm quản ủy của khu đô thị mới, kiêm cục trưởng cục sự nghiệp xã hội, vậy mà cậu ta cũng than khổ, anh thử phán xét xem, đây có phải là cậu ta thấy khó mà lui không? Kiều Trấn Lương cười một nụ cười kín đáo, nói Trương Dương, khó mà bí thư Lương lại tín nhiệm cậu như vậy, cậu còn trẻ, làm nhiều một chút cũng không gục ngã được, cố gắng mà làm nhé. Trương Đại Quan Nhân mãi mãi là một kẻ được nước sông lên, trong lòng nghĩ Lương Thiên Chính đúng là chuyển hướng nhanh, vừa nãy còn nói gì cơ chứ. Sao giờ lại cho tôi một chức nữa rồi, hắn liền làm mặt khổ nói, bí thư Kiều, không phải là cháu sợ khó mà lui. Bí thư lương còn muốn cháu làm chủ quản công tác thu hút đầu tư cho khu đô thị mới, thật là xem cháu như ba đầu sáu tay, làm cho một phó chủ nhiệm quản ủy hội như cháu còn bận rộn hơn cả đồng chí chủ nhiệm Lưu Bảo Toàn. Lương Thiên Chính nghe thấy tên tiểu tử này nói như vậy, lòng thầm chửi tên này thật là tham lam không biết đủ, đến cả công tác thu hút đầu tư cũng muốn động vào, Lương Thiên Chính cười ha ha nói kẻ có tài phải làm nhiều mà. Kiều Trấn Lương thấy vợ đã về trước, rõ ràng không có hứng thú nghe bọn họ tiếp tục nói, mỉm cười nói hai người cứ nói chuyện đi. Thiên Chính cậu làm đúng, không thể để cho tên nhóc này lười biếng được, phải hết sức mà giao nhiệm vụ nó nó, muốn đánh chống phải dùng gậy mà đánh, không được mềm yếu. Ông ta nói xong rồi đi về phía nhà mình. Trương Dương cười ha ha nhìn Lương Thiên Chính, Lương Thiên Chính cũng cười nhìn hắn, vỗ vỗ vai hắn nói tiểu tử cậu thật gian xảo. Trương Dương nói, bí thư Lương, những lời vừa rồi ông nói tôi đều đã nghe thấy rồi. Lương Thiên Chính nói, cố gắng mà làm đi. Việc Trương Dương đột nhiên trở thành phó chủ nhiệm quản ủy hội làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong đó người cảm thấy bị chấn động lớn nhất chính là Lưu Bảo Toàn. Lưu Bảo Toàn nghĩ không thông tại sao thành phố đột nhiên thăng Trương Dương lên làm phó chủ nhiệm quản ủy hội. Y cho rằng nhất định là bí thư đảng công ủy Tần Thanh đứng sau làm việc, Lưu Bảo Toàn vì thế mà cố tình đến gặp thị trưởng Phương Chi Đạt. Lưu Bảo Toàn và Phương Chi Đạt rất quen biết, thực ra việc để Trương Dương làm cục trưởng cục sự nghiệp xã hội người đầu tiên quyết định là Phương Chi Đạt sắc mặt phương chi đạt lúc này rất khó coi vì vấn đề nhận mệnh của trương dương mà vừa rồi bí thư thị ủy lương thiên chính vừa mới oán trách y một trận ý của lương thiên chính rất rõ ràng trương dương là người bí thư kiều điểm danh mình đã giao việc của đô thị mới cho phương chi đạt mà phương chi đạt lại xử lý không thỏa đáng giờ vấn đề nhậm chức của trương dương làm cho lãnh đạo tỉnh không vui gây ra ấn tượng xấu rằng phía đông giang cố tình không chấp hành ý của lãnh đạo tu vi quan sát sắc mặt của lưu bảo toàn vẫn còn rất kém sau khi vào phòng làm việc của Phương Chi Đạt, y không hề nhận thức được thị trưởng đại nhân hiện giờ đã không vui. Lưu Bảo Toàn nói: "Thị trưởng Phương, tôi cảm thấy để Trương Dương đảm nhận chức phó chủ nhiệm quản ủy hội là không thích hợp. Quản ủy hội có tất cả ba cục, bất luận là đồng chí La An Định hay là đồng chí Đường Tự Lập đều thích hợp đảm nhận vị trí này hơn cậu ta. Trước đây thành phố không phải nói rằng sau khi thông qua khảo sát rồi mới chọn ra phó chủ nhiệm sao? Nhưng giờ đột nhiên lại quyết định làm như vậy có thể sẽ làm tổn hại đến tính tích cực của các đồng chí khác, đối với công tác vừa mới triển khai sẽ có ảnh hưởng rất lớn." Phương Chi đạt nói, anh cảm thấy Trương Dương không thích hợp. Lưu Bảo Toàn nói, tôi không phải là nói cậu ta không thích hợp, là tôi cảm thấy so với hai đồng chí khác thì cậu ta quá trẻ, làm việc không đủ thận trọng, hơn nữa tổ chức của chúng ta vừa mới thành lập, dù sao ai có năng lực hay không đều cần phải trải qua một thời gian nữa để chứng minh, chọn cậu ta chưa chắc có thể làm mọi người phục. Phương Chi Đạt nói, bí thư lương cảm thấy thích hợp. Lưu Bảo Toàn lập tức đơ lại, một câu nói bí thư lương thấy thích hợp của Phương Chi Đạt đã làm cho việc y nói nhiều như vậy cũng chỉ vô dụng. Lương Thiên Chính Đông Giang nói là tính, y chỉ định Trương Dương làm phó chủ nhiệm quản ủy hội thì cho dù là thị trưởng Phương Chi Đạt cũng không thể làm gì, huống hồ là một chủ nhiệm hội như y. Trong lòng Phương Chi Đạt thật sự không vui, Lương Thiên Chính đã giao chuyện phân chia nhiệm vụ trong tổ xây dựng khu đô thị mới cho y, chuyển để cho Trương Dương làm cục trưởng cục sự nghiệp xã hội là chủ ý của Y. Tuy Y không hỏi chuyện giữa Trương Dương và hai đứa cháu ngoại, nhưng không có nghĩa là Y không biết, Trương Dương là cái gai hắn biết. Chỉ có điều không ngờ người đầu tiên mà Trương Dương chọc giận khi đến Đông Giang lại chính là mình, bỏ qua chuyện đạo lý, nhưng đánh chó thì phải ngõ mặt chủ. Trương Dương phía sau gây chuyện, hoàn toàn không nể mặt một thị trưởng Đông Giang như y, việc này làm cho Phương Trí Đạt vô cùng tức giận, bề ngoài y không để lộ ra, nhưng chuyện đã động đến y thì đương nhiên y sẽ phải làm vài việc gì đó, đây cũng là nguyên nhân chính y đặt Trương Dương vào vị trí cục sự nghiệp xã hội. Theo lý mà nói Trương Dương đảm nhận cục trưởng cục sự nghiệp xã hội cũng không bị coi là làm nhục hắn, dù sao cũng chỉ là một cán bộ cấp sở, lúc đầu Lương Thiên Chính giao phó cũng chỉ là để hắn phụ trách công tác thu hút đầu tư chứ không điểm danh để Trương Dương làm phó chủ nhiệm quản ủy hội. Phương Trí Đạt không biết Lương Thiên Chính tại sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này, hơn nữa biểu hiện cũng rất không vui, cho rằng Phương Trí Đạt không có lĩnh hội tinh thần của y, để cho y bị mất mặt trước lãnh đạo. Phương Trí Đạt ngầm nhận thức được việc bổ nhiệm Trương Dương có vấn đề, có thể tỉnh đã ra mặt hỏi, việc này làm hắn chăm nghĩ nghìn suy cũng không hiểu được, việc bổ nhiệm một quan viên cấp sở mà lại được nhiều người chú ý đến vậy sao? Trương 1028, Muốn Quan 2 Lưu Bảo Toàn là thủ hạ cũ của Phương Trí Đạt, trước nay có quan hệ rất tốt với y, lần này để y làm chủ nhiệm quản ủy hội của khu đô thị mới, Phương Trí Đạt rõ ràng là cất nhắc y, y cũng có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Lưu Bảo Toàn, Lưu Bảo Toàn bây giờ giống như nằm trên giường có gai, và rõ ràng cái gai đó chính là Trương Dương. Phương Trí Đạt nói, tiểu Lưu à, cần phải giỏi việc phát hiện ra sở trường của người khác, công việc vừa mới bắt đầu, nhất định không được nảy sinh tâm lý chống đối, phải duy trì hoàn cảnh công tác đoàn kết hữu hảo, điều này rất quan trọng. Lưu Bảo toàn biết chuyện này đã định, không phải là việc y có thể thay đổi được, liền buồn bã nói: "Thị trưởng Phương, tôi hiểu rồi." Phương Chí Đạt nói: "Cố gắng làm tốt đi, việc quan trọng nhất là phải tạo ra được thành tích. Chỉ có thành tích mới chứng minh được năng lực bản thân." Trương Dương chờ Tần Thanh và Thường Hải Tâm đến trường tiểu học Thanh Long Đàm, một tuần không đến, sự thay đổi của nơi đây làm cho Trương Dương dường như không tin được vào mắt mình. Một con đường đủ cho bốn luồng xe đã thông thẳng tới con đường Hương Chấn bên cạnh đang được tu sửa. Bên trên phủ cỏ, Trương Dương dừng xe ở xa xa, Tần Thanh và Thường Hải Tâm xuống xe, nhìn về phía con đường trước mặt, Tần Thanh nói hiệu suất rất cao. Trương Dương hỏi công nhân đang tu sửa bên đường, biết được con đường này đã có thể đi, nhưng không thể đi xe. Ba người bọn họ đi về phía trường học, có 10-10 nông phu đang trồng cây hai bên đường, cây đều mới được di chuyển từ nơi khác đến tuy không phải là cây quý giá gì, nhưng đều là những cây lâu năm, cửa lớn cũng đã được xây lại, đã được sơn lên một lớp dầu màu bạc, trong không khí bao phủ đầy mùi sơn tươi mới, bên ngoài tường chỗ bị vỡ đã được sửa lại, mấy nông phu đang quét sơn lên tường. Bước vào trong sân, thấy chỗ sân sát tòa nhà đã được lát đá hoa, nhưng nơi khác thì được che bằng cỏ, bên trong và bên ngoài tòa nhà dạy học cũng đã được hoàn thành, chủ nhiệm Trấn Thanh Long Lý Dĩnh cũng ở chỗ đó. Thấy Trương Dương tới, cô ta có chút ngạc nhiên, vì trương dương chưa hề thông báo trước cho phía chân thanh long cô cười đón tiếp trao hỏi nói cục trưởng trương anh đến rồi trương dương mỉm cười nói chủ nhiệm lý vị này là bí thư tần ở đảng công ủy khu đô thị mới vị này là chủ nhiệm văn phòng thường lý dĩnh giờ mới biến người đến đều là cán bộ không ngờ hai đại mỹ nữ trước mắt lại đều là quan lớn trong mắt cô ấy trương dương đã là một đại quan đáng nể rồi càng chưa cần nói đến bị đại cán bộ cấp phó sở tần thanh này cô có chút căng thẳng nói, tôi đi thông báo cho bí thư hoàng. Trương Dương cười nói, không cần, hôm nay chúng tôi tới đây là để xem qua một chút, lập tức sẽ tới nơi khác. Lý Dĩnh giới thiệu, Trương Cục, ngày thứ hai sau khi anh đi chúng tôi đã bắt đầu liên hệ thi công rồi, vì hai ngày trước mưa, cho nên làm gián đoạn công trình, ước tính còn cần phải ba ngày nữa mới có thể hoàn toàn chính lý xong. Tần Thanh tỏ ra rất hài lòng với môi trường ở đây, mỉm cười nói, Trương Dương, nơi này không tồi, Trở về anh bảo phía trấn Thanh Long báo cáo chi tiết tiêu phí của công trình, chúng ta không thể để địa phương bỏ tiền. Trương Dương gật gật đầu, Lý Dĩnh nói, "Bí thư Hoàng chúng tôi nói rồi, công tác tu sửa ở đây là do trấn chúng tôi đảm nhiệm chi trả, để bày tỏ sự ủng hộ đối với khu đô thị mới." Tần Thanh cười nói, "Như thế sao được, trấn phụ trách chính là dân chúng trong trấn phụ trách, một đồng là một đồng, mỗi một đồng tiền đều phải bỏ ra một cách chính xác." Cô ấy đủ hiểu tâm lý của quan viên địa phương bọn họ chủ yếu là muốn thể hiện một chút trước mặt lãnh đạo dưới sự dẫn dắt của lý dính bọn họ đi vòng quanh xem một vòng tần thanh nói với thường hải tâm trở về phải gọi điện thoại cho la cục của cục tổng hợp quản lý trước bảo ông ta đến xem một chút trong vòng một tuần phải sắp xếp hết tất cả đồ dùng văn phòng thiết yếu đến đúng vị trí chúng ta phải nhanh chóng tranh thủ cuối tháng nay chuyển đến phòng làm việc thường hải tâm đã ghi nhớ bọn họ không ở lại nơi này lâu lắm khi rời khỏi trường tiểu học Tần Thanh nói với Trương Dương, "Không tồi." Trương Dương nói, "Anh muốn thu hút một vài cán bộ của trấn Thanh Long đến với hình thức cố vấn." Tần Thanh nói, "Rất tốt, kiến thiết đô thị mới cần phải dựa vào sự giúp đỡ của cán bộ địa phương, bọn họ là những người hiểu tình hình nơi đây nhất, bọn họ sẽ có cánh giúp chúng ta càng hiểu và liên kết hơn với dân chúng ở đây." Trương Dương nói, "Anh cảm thấy nên để cho bí thư đảng ủy trấn Hoàng Thế Nhân gia nhập vào bộ chỉ huy kiến thiết của chúng ta." Tần Thanh cười nói, anh có phải là đã có được lợi lộc gì từ người ta không mà cứ cố gắng nói tốt cho người ta vậy? Trương Dương chỉ tay về phía trường tiểu học phía sau nói ý. Tần Thanh không nói gì, bước lên bờ đê của đập chứa nước Thanh Long Đàm, nhìn dòng nước cuồn cuộn trước mắt, hướng mặt lên đón gió thu, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nghĩ đến tương lai không xa, mảnh đất này sẽ mọc lên một thành phố hiện đại hóa, một trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Bình Hải, trong lòng Tần Thanh bất giác cảm thấy xúc động. Sự nghiệp của cô ấy trong mấy năm tới sẽ được phát triển ở đây. Một chiếc ô tô phi nhanh tới, dừng phía dưới đập, bí thư Trấn Thanh Long hoàng thế nhân vội vàng bước xuống xe, đi phía sau còn có chủ nhiệm văn phòng Đảng chính Chu Tuấn Phong, hoàng thế nhân vừa nhìn thấy Trương Dương đứng trên đê, y liền chạy thẳng tới, khi họ tới được chỗ Trương Dương thì mặt đã đầy mồ hôi, y ngoắc miệng cười nói: "Cục trưởng Trương, các anh đến sao không thông báo với tôi một tiếng?" Trương Dương cười cười nhất định là Lý Dĩnh đã thông báo tin tức bọn họ đến với lãnh đạo trấn, Trương Dương liền giới thiệu Tần Thanh cho bọn họ. Hoàng Thế Nhân cười rất kích động nói, "Xin chào bí thư Tần. Tôi là Hoàng Thế Nhân bí thư Đảng ủy trấn Thanh Long." Đối diện với vị nữ lãnh đạo này, Hoàng Thế Nhân không hề thất lễ mà đưa tay ra bắt tay. Tần Thanh mỉm cười, chủ động bắt tay với y, "Xin chào, cảm ơn trấn Thanh Long các anh đã ủng hộ công tác của chúng tôi." Hoàng Thế Nhân kích động nói, "Việc nên làm nên làm, ủng hộ công tác của khu đô thị mới là trách nhiệm chúng tôi nên làm." Tần Thanh lập tức thể hiện thái độ nói, "Đồng chí Thế Nhân, tôi muốn mời anh gia nhập đội ngũ lãnh đạo của bộ chỉ huy khu đô thị mới chúng tôi, anh thấy thế nào?" Hoàng Thế Nhân liếc nhìn Trương Dương, không che giấu nổi sự cảm kích đối với hắn, việc này đối với Hoàng Thế Nhân mà nói không chỉ là một vinh dự cực lớn mà còn là một cơ hội thăng tiến, Trương Dương quả là có tài, Hoàng Thế Nhân cảm kích vạn phần nói, "Bí thư Tần Tôi đồng ý, tôi nguyện dốc hết sức lực cho công cuộc xây dựng khu đô thị mới." Tần Thanh gật gật đầu, nói với Thường Hải Tâm, "Tiểu Thường, sau này những hội nghị quan trọng của bộ chỉ huy nhớ phải thông báo cho đồng chí thế nhân đến tham dự nhé." Tần Thanh tuy là đàn bà nhưng phong cách hành sự của cô ấy rất dứt khoát nhanh nhẹn, chưa từng chậm chế. Việc thu nhận Hoàng Thế Nhân vào tầng lớp lãnh đạo của bộ chỉ huy không chỉ vì sự tiến cử của Trương Dương mà còn là vì trong quá trình xây dựng khu đô thị mới cần phải có một cán bộ thân thuộc địa phương để đưa ra kế hoạch chính sách phù hợp với bản địa. Trong mắt các cán bộ khác của trấn Thanh Long, lần này Hoàng Thế Nhân đúng là cá vượt long môn, khu đô thị mới đối với bọn họ mà nói đều là một cơ hội, ai cũng biết cùng với sự khởi đầu của đô thị mới, một phần tư đất của trấn Thanh Long đều sẽ được trưng dụng, cũng có nghĩa nó ẩn chứa một cơ hội cực đại. Ai có thể nắm được cơ hội này thì có thể một bước lên trời, đương nhiên mọi người đều rất rõ người có hy vọng nhất chính là Hoàng Thế Nhân, thực tế chứng minh quả nhiên là như vậy, mà cơ hội của y lại được bắt đầu từ sự quen biết với Trương Dương. Hoàng Thế Nhân cũng rất biết làm việc, nội trong một tuần đã có thể cải tạo mới lại trường tiểu học Thanh Long Đàm, không cần phải hỏi, từ sự khởi đầu hôm nay, y sẽ còn bán sức để thể hiện hơn nữa. Phương thức thể hiện sự cảm ơn của cán bộ Hương trấn cũng tương đối trực tiếp, thiếu sáng tạo Hoàng Thế Nhân nói, Bí Thư Tần, Cục trưởng Trương, buổi trưa ở đây ăn cơm nhé. Tần Thanh cười nói, không được rồi, giờ còn chưa tới 10 giờ, chúng tôi còn phải đến chỗ khác nữa, các anh không cần phải đi cùng đâu, cứ làm việc của mình đi. Hoàng Thế Nhân gật gật đầu. Trương Dương vẫy vẫy tay gọi y, Hoàng Thế Nhân đến bên hắn, mặt mày tươi cười nói, Cục trưởng Trương, có gì dặn dò vậy? Trương Dương nói, chúng tôi vừa nhìn thấy ở xung quanh đập nước Thanh Long đảm có mấy quán cơm, tất cả các ống thải đều chảy vào trong thanh long đàm, đã gây ra ô nhiễm lớn đối với nước trong hồ, những quán cơm này phải đóng cửa hết. Thực ra hôm đó y ăn cơm ở quán ăn lão long đàm đã ghi nhớ chuyện này, trương đại quan nhân chú ý nhất chính là ảo vệ môi trường, không thể nhìn người khác phá hoại môi trường. Hoàng Thế Nhân nói, trương cục, việc này cứ giao cho tôi, nội trong một tuần tôi sẽ thanh lý sạch tất cả những nhà hàng nào không hợp tiêu chuẩn xung quanh đập nước. Cả một buổi trưa, Tần Thanh bảo Trương Dương lái xe chạy một vòng tất cả các nơi thuộc phạm vi quy hoạch của khu đô thị mới. Cuối cùng dừng xe tại nơi xây dựng phòng an trí trong kế hoạch. Ở đây cách Trấn Thanh Long rất gần. Tần Thanh lấy ra bản đồ quy hoạch nghiên cứu một lát, nói với Trương Dương: Anh đã liên hệ được với Thương Lăng Phong chưa? Trương Dương nói: Cậu ta đi Bắc Hải giải khuây rồi. Anh không nhắc đến công việc. Tần Thanh nói: Một khi chúng ta bắt đầu vào công cuộc kiến thiết, thì sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. Trong thành phố đã điều đến không ít người, nhưng qua mấy ngày vừa rồi, em phát hiện ra đa phần đều không thích hợp. Thường Hải Tâm nói, rất nhiều người đều thông qua quan hệ để vào, một chút kinh nghiệm thực tế cũng không có, chỉ muốn chen vào để kiếm chắc. Trương Dương nói, anh định đưa mấy người trước đây cùng làm với anh đến đây, Chu Sơn Hổ đến lái xe cho em, Lương Đông Bình làm công tác tuyên truyền cũng khá tốt, còn về Cao Liêm Minh thì cậu ta chủ động muốn đến làm cố vấn pháp luật cha cậu ta là sở trưởng tỉnh, trói cậu ta vào con thuyền này chỉ có lợi. Tần Thanh cười nói, Cao Liêm Minh nếu như biết anh có ý đồ này thì đảm bảo sẽ bị anh chọc tức chết. Trương Dương nói, tên tiểu tử này là cái tên buồn chán vô vị, chứ anh ra chắc không có ai chịu thu nhận cậu ta chứ. Tần Thanh nói, người ta dù sao cũng đã lấy băng cao học luật sư Mỹ mà. Trương Dương cười nói, phó trưởng Trinh chắc chắn sẽ đến, cậu ta đã đi theo anh nhiều năm rồi, thói quen làm việc của anh cậu ta biết rất rõ, không có cậu ta bên cạnh làm mấy việc linh tinh anh cũng không quen lắm. Tần Thanh gật đầu nói, cứ làm theo anh nói đi, quan trọng là Thường Lăng Phong, nhất định phải mời anh ấy về. Thường Tâm Lăng nhân lúc bọn họ nói chuyện, một mình đi hái hoa cúc dại ở bãi cỏ trước mặt, bình thường ở quen trong thành phố, giờ ra ngoài ô thư giãn một chút. Tần Thanh nhỏ tiếng hỏi Trương Dương, có một chuyện em luôn không hiểu, sao thành phố đột nhiên lại ra quyết định để anh đảm nhận chức phó chủ nhiệm quản ủy hội có phải anh lại làm chuyện gì rồi không trương dương cười lớn rồi nhỏ giọng nói chuyện trùng hợp gặp lương thiên chính tần thanh nghe xong cũng không nhịn được mà cười lên cô ấy chỉ trương dương nói anh nhé thật là chuyện gì cũng có thể làm được chỉ sợ bí thư lương sẽ hận đến ngứa răng vì chuyện này thôi trương dương nói không đâu người lớn đại lượng sao có thể để bụng một người tầm thường như anh chứ Tần Thanh nói, theo như em biết Bí Thư Lương chưa từng hỏi về việc bổ nhiệm cán bộ của khu đô thị mới, đều là do thị trưởng Phương phụ trách. Trương Dương nhăn mặt, cũng chính là nói việc để mình đảm nhận chức cục trưởng cực sự nghiệp xã hội đều là ý của Phương Chi Đạt. Tên này chẳng phải là vì chuyện của hai đứa cháu ngoại mà báo thù mình sao? Trương 1029, muốn quan ba. Buổi trưa bọn họ vào trong thành phố Đông Giang ăn cơm, vừa hay ông chủ vọng giang lâu viên ba cũng trở về, ông ta mới trương dương đến vọng giang lâu ăn cơm. Lần này vọng giang lâu trương dương ít nhiều cũng có chút ngại, lần trước bạn học cùng trường đảng tụ tập, thiệu an khang đến gây chuyện, kết quả đã diễn ra một bàn võ hành, làm cho tất cả bàn ghế của vọng giang lâu nát tanh bành, gây ra một số tổn thất cho vọng giang lâu. Viên ba đương nhiên sẽ không để tâm chuyện nhỏ nhặt này, nhìn thấy chiếc xe của trương dương lái đến, viên ba đã rất vui mừng, đi theo hỏi lai lịch của chiếc xe này, Trương Dương liền nói hết cho ông ta nghe, rồi bảo viên ba trong hai ngày này hắn sẽ mang xe trả lại. Viên ba nói, như thế này đi, cậu giúp tôi hẹn từ xuyên, cho tôi một cái giá thích hợp, tôi mua lại chiếc xe này. Trương Dương biết tính của viên ba trước nay không phải là quá thích khoa trương, nhưng sao lần này đột nhiên lại có ý muốn mua loại xe này. Viên ba giải thích nói, tôi muốn mua rồi sẽ đặt ở Nam Thích, nếu có khách quý sẽ có thể làm xe đưa đón trước cửa nhà hàng mà bày một chiếc xe loại này quả thực là có thể giúp thăng lên đẳng cấp. Viên ba vốn định sắp xếp cho họ ăn ở phòng riêng, nhưng Tần Thanh kêu phiền phức. Cô ấy phát hiện ra thường hải tâm bên cạnh cũng là một cái lợi rất lớn, giờ hai người bọn họ cùng đi ăn cơm sẽ không cần sợ người ngoài đàm tiếu nữa. Chuyện tình ngầm giữa cô và Trương Dương là thứ cần phải che giấu. Thực ra thường hải tâm che giấu cho Tần Thanh đồng thời cũng là đang che giấu cho chính mình. Cô ấy luôn cảm thấy Tần Thanh hiểu rất rõ chuyện giữa cô ấy và Trương Dương chỉ là không hai muốn chủ động phá bỏ lớp giấy này mà thôi tần thanh nói chúng ta ăn tạm cái gì đi ngồi bên ngoài phòng lớn là được bốn người không cần quá lãng phí tránh làm lỡ chuyện kinh doanh của ông viên ba nghe cô ấy nói như vậy cũng không có khách khí với bọn họ nữa giao cho nhà bếp làm mấy món đặc sắc còn mấy người trương dương đến phòng ăn tầng hai ăn cơm viên ba uống với bọn họ một ly rồi lập tức đi tiếp đón người khác trương dương lấy cho mình một bình đặc cống thanh giang tự rót tự uống Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều không uống rượu, bọn họ nghiêm ngặt chấp hành chế độ kỷ cương của đơn vị. Tần Thanh nói, Trương Dương, sau này buổi trưa hết sức tránh uống rượu trước mặt người khác, anh bây giờ là phó chủ nhiệm quản ủy hội, cần phải lấy mình làm gương. Trương Dương cười nói, biết rồi, có điều anh uống rượu cơ bản đều là vì công việc, xa thì không nói, chứ giờ cái đám cán bộ Trấn Thanh Long này nếu như không uống rượu căn bản không có cách nào để giao lưu với bọn họ. Hắn nói cũng đúng, đặc biệt là công tác cơ tầng, phải tiến hành trên bàn rượu. Mấy người đang nói chuyện thì từ bên cạnh đi qua một người, người này nhìn Trương Dương, bất giác ngẩn ra, trong đôi mắt như bắn ra lửa. Trương Dương nhận ra người này, vị này là đầu cá mập Dương Kình Tùng, hai ngày trước cầm súng tự đánh mình, nếu như không phải Kỳ Sơn cúi đầu nhận sai, mời Loan Thắng Văn và Lương Thành Long ra làm người hòa giải thì Trương Dương nhất định đã tống tên này vào trong cuộc rồi. Cổ tay của đầu cá mập bị Trương Dương đập gấy, lúc này còn đang bó bột, Hai huynh đệ Kỳ Sơn cúi đầu nhận lỗi, bọn vì thể diện đương nhiên sẽ không nói chuyện này ra ngoài, Trương Dương cũng không coi chuyện này quá quan trọng, đã qua rồi thì cho qua, Trương đại quan nhân không phải là loại người thích thể hiện ở khắp nơi, cho nên đầu cá mập cũng không hiểu rõ nội tình bên trong lắm, hắn tuy tận mắt chứng kiến sự dũng mãnh của Trương Dương nhưng trong lòng vẫn buồn bực tức giận, hắn đến là vì mục đích muốn giúp đỡ Kỳ Phong, kết quả lại bị Trương Dương đánh cho một trận, còn đập nát chiếc xe hắn mới mua nữa. Đương nhiên tiền sửa xe hắn không phải trả một xu, toàn bộ đều do kỳ sơn trả, nhưng việc này rất ít người biết, đầu cá mập cảm thấy mình bị thiệt thòi lớn nhất, đến bây giờ vẫn phải bó bột. Trương Dương nhìn thấy dáng vẻ của đầu cá mập bất giác cười lên, hắn không thèm để ý tới tên này, sau khi đầu cá mập chừng mắt nhìn hắn một cái cũng không dừng lại lâu, hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, khi hắn hoàn chỉnh không khuyết điểm còn đánh không lại Trương Dương, huống hồ là lúc tay còn bị gãy. Việc rõ ràng như vậy Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều nhìn ra, Tần Thanh nói, người vừa qua đây có thủ với anh à. Trương Dương nói, không có, anh không quen. Tần Thanh nói, anh không quen người ta sao người ta lại nhìn anh như vậy. Một cái nhìn như khổ đại thù thâm, ghi xương khắc cốt. Thường Hải Tâm cũng gật đầu, cô ấy cũng nhìn ra có gì đó không bình thường. Trương Dương cười híp mắt nói, các em cứ nghĩ mà xem, có thể ngồi với hai vị đại mỹ nữ như các em ăn cơm thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của đàn ông trên toàn thế giới, ai mà không đố kỵ anh chứ? Chẳng có cách nào khác cả. Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều không nhịn nổi mà cười cả lên. Tần Thanh đương nhiên sẽ không tin vào lời hắn nói, nhẹ giọng bảo, ăn xong cơm thì mau đi thôi, đừng gây phiền phức nữa. Trương Dương gật đầu, bọn họ ăn xong thì rời khỏi vọng giang lâu, khi còn chưa kịp tới trước xe thì đã nghe thấy những tiếng bước chân loạn lên một người gào lên tiểu tử mày đứng lại cho tao trương đại quan nhân trong lòng thầm nghĩ còn thật có người không biết sống chết giữa thanh thiên bạch nhật mà dám gây phiền phức cho mình hắn quay người lại phía sau có mười mấy người đuổi đến đám người này vừa nhìn thấy trương dương liền ngẩn ra vừa rồi khi ăn cơm cùng với đầu cá mập đầu cá mập nói rằng người đánh gãy tay gã đang ở bên ngoài cho nên đại bân thể sẽ giúp hắn xả cơn giận liền kêu gọi đám anh em cùng đuổi theo bọn họ chưa nhìn thấy mặt trương dương nếu như biết người đánh gãy tay đầu cá mập là trương dương thì có đánh chết gã cũng không dám giúp đầu cá mập ra mặt trương dương nhìn thấy đám này bất giác cười lên sắc mặt đại bân biến sắc ống sắt trong tay rơi xuống hai tay giang ra bảo mấy tên đằng sau đứng lại trương dương rất thích thú nhìn đại bân nói cậu gọi tôi đại bân sợ đến nỗi mồm nói lắp bắp gã cố ép ra một nụ cười anh anh trương sao lại là anh tuổi của gã lớn hơn trương dương nhiều có điều không phải ai lớn tuổi hơn thì người đó làm đại ca, còn cần phải tính về địa vị quyền thế, ngoài những thứ đó còn phải xem quyền của anh cứng hơn, đại bân còn là người biết mình biết ta, gã về mặt nào cũng không thể bì với người ta, gọi một tiếng anh cũng không có gì là thiệt thòi, thực ra trong lòng gã suýt nữa còn gọi một tiếng ông. Đám tiểu tử hừng hực khí thế đi sau lưng đại bân để đánh trương dương đều ngẩn ra, chán chê hóa ra là người mình, cho nên gậy gộc, đao kiếm giấu trong người đều không lấy ra, cũng may mà chúng chưa lấy ra, nếu không đám này không những ăn đòn mà không khéo lại còn bị Trương Dương tống vào cục. Trương Dương nói: "Đại Bân à, cậu gọi tôi có chuyện gì thế?" Đại Bân cười nói: "Em không có gọi anh, em gọi người vừa đi qua đây lúc nãy." Trương Dương biết gã không dám thừa nhận, liền chỉ tay vào ống sắt dưới đất nói: "Nhặt lên đi, để người ta nhìn thấy lại tưởng rằng cậu là phần tử xã hội đen." Audio điện tử Võ Tấn Bền đại bân vội vàng nhặt ống sắt lên trương dương nói ai bảo các cậu đến đây là tên đầu cá mập đó đại bân giả vờ nói ai em không quen trương dương cười nói gan của hắn không nhỏ nhỉ cậu giúp tôi bảo với hắn tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa đại bân cười hi hi không nói gì mở to mắt nhìn trương dương và tần thanh thường hải tâm lên xe khi trương dương lái xe qua mặt đại bân liền hạ cửa kính xe xuống nói, lần sau tôi mà còn nhìn thấy cậu tụ tập gây chuyện tôi sẽ cho người bắt cậu lại. Đại Bân cười bồi nói, chúng em chỉ là tụ tập bạn bè đi chơi thôi, sẽ không làm chuyện xấu đâu. Khi Trương Dương đi xa rồi, Đại Bân mới buồn bực trở lại nhà hàng. Đầu cá mập lên nghinh tiếp, oán trách nói, sao các anh không động thủ? Không phải là nói đánh hắn một trận giúp tôi hả giận sao? Đại Bân chỉ tay vào mũi đầu cá mập mắng, cậu mắt mù rồi à? Đó là ai chứ? Trương Dương, cậu đối đầu với hắn, tôi xem cậu hình như không muốn sống ở Đông Giang này nữa rồi, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, sau này nếu gặp người ta thì tránh xa ra một chút. Đối với những nhân vật nhỏ như Đại Bân, Đầu Cá Mập, Trương Dương sẽ không để tâm, nhưng Tần Thanh và Thường Hải Tâm không tránh khỏi lo lắng cho hắn, dù sao những người này xem ra đều là những thành phần bất hảo trong xã hội, gây sự với chúng sẽ không có ích lợi gì, Trương Dương đương nhiên cần phải giải thích rõ ràng cho họ giải trừ sự lo âu của họ. Tuy Tần Thanh và Trương Dương đều rất hy vọng Thường Lăng Phong đến Đông Giang giúp đỡ, nhưng Thường Lăng Phong lại cứ tiếp tục thưởng thức kỳ nghỉ của gã, đối với lời mời của bọn họ chưa hề có hồi âm gì. Trương Dương đành phải liên hệ với Lệ Phù, muốn nhờ Lệ Phù giúp mình một việc nhỏ, nghĩ cách điều Trương Duệ Dung đến Đông Giang. Lệ Phù hiểu nhầm ý của Trương Dương, cô ấy có chút kinh ngạc nói: "Trương Dương, tôi phải nhắc nhở anh, Trương Duệ Dung là cháu gái ruột của cục trưởng 10 cục Trương Bích Quân." cậu nếu như cậu có ý đồ với cô ấy thì tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi. Trương Dương cười khổ nói, cô xem tôi là loại người gì chứ? Tôi thề, trong tổ chức của các cô, người duy nhất có thể làm tôi nảy sinh ý đồ đen tối chính là cô. Thôi đi, cậu đi mà nịnh đứa trẻ 3 tuổi ý, đối với tôi đừng dở trò này. Trương Dương nói, tôi nói thực mà, người nhớ cô ấy không phải là tôi, mà là người khác, tôi chỉ là muốn làm cầu nối thôi hắn liền nói chuyện tình cảm giữa thường lăng phong và trương duệ dung kể cho lệ phù nghe lệ phù nghe xong trầm mặc một lúc rồi hỏi cậu không hiểu rằng trong tổ chức có quy định rất nghiêm khắc về chuyện tình cảm sao trương dương nói hiểu tôi vốn định tìm trương bích quân nói chuyện nhưng giờ tôi không phải là người của các cô đi tìm bà ấy sợ sẽ gây phiền phức lệ phù nói cho nên cậu tìm tôi trương dương nói đây chẳng phải là vì cô là vị hôn phu của tôi sao một ngày phu thê trăm ngày ân việc này cô phải giúp tôi giúp thế nào trương dương nói cô và trương duệ dung có quan hệ không tồi chỉ cần nghĩ cách thử xem tâm ý của cô ấy như thế nào nếu như cô ấy thật sự có tình cảm với thường lăng phong thì chúng ta sẽ làm người tốt thúc đẩy cho nhân duyên này lệ phù suy nghĩ nói được rồi nếu như việc này đúng như cậu nói thì tôi có thể nghĩ cách trương dương nói nếu như tiện thì cô và cô ấy cùng điều sang đây lệ phù nói sao cơ cậu thật quá tham lam Trương Dương nói, tôi không nhớ nhung gì cô ấy, nhưng đối với cô thì khác, cả ngày cứ nhắm mắt là lại nhớ tới cô, có một câu hát hát thế nào ý nhỉ, gọi tình yêu như sóng chiều. Lệ Phu nói, đừng có yêu như sóng chiều nữa, nói như vậy tôi sẽ không dám gặp cậu nữa, sợ sẽ bị cậu nhấn chìm mất. Trương Dương cười ha ha, gì có chứ, không có chuyện ấy đâu. Vậy lão hình sao rồi? Gần đây hắn không liên hệ với hình Triều Huy, hình Triều Huy cũng không chủ động tìm hắn. Lệ Phu nói, việc này không liên quan đến cậu, cậu đừng hỏi. Trương Dương nói, dù sao cùng từng qua lại một thời gian, cũng có cảm tình mà. Hai người nói thêm vài câu rồi ngắt điện thoại. Trương 1030, cấp trên cùng cấp dưới 2. Ngày đầu tiên rời vào trung tâm văn phòng làm việc mới của Bộ Chỉ huy Khu Tân Thành, hai vị cục trưởng buồn bực đều đi tới trong phòng làm việc của chủ nhiệm quản ủy hội Lưu Bảo Toàn. Cục trưởng Cục Quản lý Tổng hợp La An định nói, chủ nhiệm Lưu, chúng tôi cảm thấy việc đem tất cả nhân viên tập trung ở nơi này làm việc không hợp lý. Lưu bảo toàn à một tiếng, bưng chén trà lên, ánh mắt mờ mịt nhìn mặt bàn, y cũng là ngày đầu tiên làm việc tại đây. La An định lại nói, mặc dù nói địa điểm công tác tương lai của chúng ta là khu Tân Thành, nhưng là phần lớn công tác của chúng ta vẫn là giao tiếp với các ngành trong thành phố. Như tôi mà nói, mỗi ngày cơ hồ đều chạy tới cục nhân sự, ban tổ chức, cục tài chính một lần, lại an bài địa điểm làm việc ở tại nơi này, chạy hai đầu, mỗi ngày qua đi cũng hao phí không ít tiền xăng, hiệu suất cũng chưa hẳn có thể đề cao, đây cũng là lãng phí tài nguyên. Lưu Bảo Toàn uống trà, liếc mắt nhìn La An Định một cái, việc này anh đã phản ánh với bí thư tần hay chưa? La An Định lắc lắc đầu. Đường tự lập nói, chủ nhiệm Lưu, chúng tôi thuộc quản ủy hội quản lý, ngài mới là lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi, Lưu Bảo Toàn nói, các vị lãnh đạo nói, công tác nơi này của chúng ta do bí thư tần thống nhất lãnh đạo. Trong lời của y rõ ràng tràn ngập cảm xúc, Tần Thanh gần đây quyết đoán tiến hành cải cách đối với cơ cấu của bọn y, cùng với việc lãnh đạo thành phố ủng hộ nàng cũng có quan hệ tương đối lớn. La An định nói, chủ nhiệm Lưu, hiện tại ban lãnh đạo chúng ta mới vừa thành lập, nhân viên đã đầy đủ, thực ra lúc trước chúng ta đã ngàn chọn vạn tuyển mới ra được lực lượng nòng cốt, hiện giờ lại bị bí thư tần lấy cớ tinh giản cơ cấu sàng lọc mất hơn phân nửa. Một số người mới có thể tiến vào đều là phía cục sự nghiệp xã hội. Đường tự lập đi theo gật đầu nói, chủ nhiệm lưu, chúng ta muốn hỏi một chút, chọn lựa nhân viên công tác có tiêu chuẩn gì? đều nói là trong quá trình tuyển chọn quan trọng là công chính, nhưng tôi như thế nào cảm thấy thực tế trong thực tế làm việc cũng không có chuyện như vậy. vì cái gì một đơn vị cần chấp hành tiêu chuẩn hai bộ. Trong lúc vô tình Tần Thanh đưa ra việc tinh giản cơ cấu giảm nhẹ bộ máy đã mạo phạm lợi ích của rất nhiều người, danh sách nhân viên trên tỉnh cấp kia bị nàng cắt mất gần 2 phần 3, tác phong làm việc như vậy có thể nói là cực kỳ hấp dẫn. Tần Thanh cùng quan viên trên ý nghĩa truyền thống khác nhau, nàng du học ở nước Mỹ nhiều năm, nhận qua giáo dục đẳng cấp cao, học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài, trong công tác mấy năm nay, nàng kết hợp đặc điểm trong nước, lục lọi ra một bộ phương pháp quản lý độc đáo. Đối với việc xây dựng ban chỉ huy khu Tân Thành, nàng chuẩn bị chọn dùng phương pháp quản lý hiện đại hóa, ở trên mặt tuyển nhân viên, nàng thi hành nguyên tắc trẻ hóa, tri thức hóa, hiện đại hóa, cứng rắn không nhận người không bằng cấp, không nhận người không có thực tài, không nhận người không có kinh nghiệm công tác thực tế, chỉ riêng là ba nguyên tắc này cũng đã đem danh sách những người tỉnh cấp lúc ban đầu phủ định gần hết. Trước mắt bộ chỉ huy khu Tân Thành mới xây dựng, còn chưa tiến vào chính thức vận chuyển, Tần Thanh cho rằng So với việc trước tiên ở mỗi một vị trí đều an bài nhân viên, không bằng cố gắng ít an bài, đem đa số vị trí đều thành ghế trống, ở trong thực tế công tác mới tiến hành điều chỉnh bổ sung. Một cái đơn vị lúc mới thành lập, là thời gian thuận tiện nhất cho người tiến vào, chỉ cần được vào bộ chỉ huy khu Tân Thành, quản ủy hội khu Tân Thành, như vậy liền đại biểu cho việc chính thức bưng lên bát sắt, cả đời không lo áo cơm, tự nhiên làm cho rất nhiều người ham muốn, trong đó có cả con cái của các lãnh đạo. Từ lúc Lưu Bảo Toàn được định ra đến đảm nhiệm chủ nhiệm quản ủy hội, liền có rất nhiều người tìm tới cửa y, Lưu Bảo Toàn cũng đã đáp ứng không ít người, trong đó có rất nhiều người không cách nào cự tuyệt, còn có một bộ phận là y bán đi nhân tình. La An Định cùng Đường Tự Lập cũng đều từng tồn tại vấn đề đồng dạng, nhưng sau khi Tần Thanh đi vào, mồi lửa đầu tiên của nàng liền đốt lên trên việc tổ chức nhân sự, mỹ danh viết là tinh giản cơ cấu, mà trước mắt mà nói bị cắt là đều là ở bộ phận bọn hắn, khiến cho bọn hắn tương đối bị động tuy rằng trong lòng Lưu Bảo Toàn khó chịu nhưng ngoài miệng còn không có biểu hiện ra bất mãn đối với Tần Thanh, y nhẹ giọng nói, bí thư Tần đưa ra việc tinh giản cơ cấu, giảm nhẹ bộ máy thật là chính xác, tôi cũng ủng hộ, những người lãnh đạo cũng nhìn ra ý tưởng này. Là an định, bây giờ bất luận cái chuyện gì bí thư Tần đều chỉ cùng phó chủ nhiệm trương thương lược, trên cơ bản đề nghị của hắn đều có thể được bí thư Tần cho phép, mà kiến nghị hợp lý hóa của chúng ta trên cơ bản đều là bị phủ định. Chúng ta nói tới trên chuyện nhân sự, gần đây có một nhóm nhân viên đi vào, đều là cấp dưới cũ của một vị đồng chí nào đó tại Nam Tích, thật đáng khen ngược, cũng sắp đem toàn bộ ủy ban thể dục thể thao Nam Tích đến chỗ chúng ta ở đây rồi. Lưu Bảo Toàn nói, đồng chí an định, không nên kích động, có chuyện gì chậm rãi nói. Đường tự lập nói, Cục trưởng La nói không sai, Thường Hải Tâm quá khứ chính là nhân viên của Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích, Cao Liêm Minh, Lương Đông Bình, Phó trưởng Trinh tất cả đều là như thế, còn có tài xế Chu Sơn Hổ mới tới kia nữa, không phải nói phải nghiêm khắc tiến cử nhân tài sao? Lẽ nào ở địa phương Đông Giang chúng ta lớn như vậy mà ngay cả một tài xế cũng không có? Còn cần phải đặc biệt dẫn vào từ Nam Thích. Lưu Bảo toàn thở dài nói, tài xế kia hình như không ở bên đó. La An Định nói, Trương Duệ Dung mới vừa thông báo tuyển dụng kia, quá khứ cũng là cấp dưới của một vị đồng chí nào đó tại Giang Thành. Tôi tiếp xúc công tác tổ chức nhân sự cũng không phải ngày một ngày hai tình huống giống như vậy tôi chưa từng thấy qua, thông thường điều động quan viên, tôi chưa thấy qua một quan viên nào điều động, tất cả cấp dưới cũng đều được theo tới, một người đắc đạo thì gà bay lên trời sao. Đem cục sự nghiệp xã hội trở thành nhà của hắn, tuy rằng y không có điểm danh, nhưng ai cũng đều có thể biết một vị nào đó y nói tới chính là Trương Dương. Mấy người càng nói càng là căm tức, Lưu Bảo Toàn nói các anh đi về trước đi, an tâm công tác, không nên đem mặt trái tình hình thực tế trong công tác đi ra, hiện nay quan trọng nhất là tích cực chuẩn bị, sắp chính thức đặt nền móng, đội ngũ lãnh đạo chúng ta vừa xây dựng, khẳng định sẽ tồn tại thời kỳ cọ sát, tôi tin tưởng, chỉ cần chúng ta cộng đồng nỗ lực, nhất định có thể khắc phục khó khăn. Lưu Bảo Toàn cảm thấy mình cần phải hướng tỉnh phản ánh tình hình một chút, nếu như để Tần Thanh tùy ý làm như vậy tiếp nữa, như vậy quyền lực của mình sẽ không ngừng suy yếu, toàn bộ quyền chỉ huy xây dựng khu Tân Thành liền rơi vào trong tay nàng, tuy rằng nàng là bí thư đảng ủy, nhưng mình cũng là phó tổng chỉ huy xây dựng ban chỉ huy. chương 1031, cấp trên cùng cấp dưới 3. Lưu Bảo Toàn quyết định lập tức đi lên thành phố một chuyến, ngay mặt hướng thị trưởng Phương Chi đạt phản ánh vấn đề tồn tại hiện nay. Bởi vì vừa đi tới trường tiểu học Thanh Long Giàm, hiện nay còn chưa có sắp xếp cho tốt, ngoại trừ một chiếc xe bus đón toàn bộ nhân viên trên dưới bọn họ ra, còn có một chiếc Audi thành phố phân cho. Hiện nay chiếc xe Audi này là mấy lãnh đạo xài chung, lúc Chu Sơn Hổ đi tới, chiếc xe Audi này liền giao cho hắn. Trương Dương có Hammer dùng từ trước, rất ít dùng xe bass, cho nên đa số thời gian Chu Sơn Hổ đều là phục vụ Tần Thanh. Tiểu tử Chu Sơn Hổ này rất chịu khó, vừa hỗ trợ dọn nhà, lúc này mới vừa rảnh rỗi lại đi vào trong sân lau xe, lau cho chiếc xe Audi mới 80% này đến sáng loáng, không nhiễm một hạt bụi. Lưu Bảo Toàn ở lầu 2 liền thấy hắn lau xe ở đằng kia, ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi tới hiện tường ban chỉ huy làm việc, Lưu Bảo Toàn chắp tay sau đít đi xuống lầu, đi tới bãi cỏ trước xe, hơi dơ cầm lên, có vẻ tràn đầy quan vị. Chu Sơn Hổ nhận ra được vị trước mắt này chính là đại cán bộ chủ nhiệm quản ủy hội gần với Bí Thư Tần, hắn cung kính cười nói, chào chủ nhiệm Lưu. Lưu Bảo Toàn từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, tiểu Chu à, đưa tôi lên thành phố một chút đi. Chu Sơn Hổ gật đầu nói, chủ nhiệm Lưu, ngài chờ một chút, tôi đi tới phòng làm việc chủ nhiệm thường đăng ký một chút. Chế độ dùng xe công rất nhiều, Chu Sơn Hổ vừa tới đến nơi đây hắn liền nghiêm ngặt tuân thủ các điều lệ chế độ, rất sợ làm mất mặt Trương Dương. Vốn là chuyện rất bình thường, nhưng Lưu Bảo Toàn nghe được lại bất đồng, y cho rằng Chu Sơn Hổ đây là bất kính đối với mình, thân là chủ nhiệm quản ủy hội lại có thể muốn dùng xe còn phải đi tới văn phòng làm báo cáo. Tại trong mắt một tên tiểu tài xế, lời y nói còn không bằng thường hải tâm sao. Lửa trong lòng Lưu Bảo Toàn bốc lên, sắc mặt y trầm xuống, lạnh lùng nói, không cần, chúng ta đi ngay, đừng làm chậm trễ chính sự của tôi. Chu Sơn Hổ tuy rằng biết y là chủ nhiệm quản ủy hội, nhưng lúc đến nơi đây, Trương Dương nói cho hắn biết, tất cả đều phải nghiêm mặt tuân theo điều lệ làm việc, người khác nói hắn có thể không nghe, thế nhưng không thể không nghe lời của Trương Dương. Chu Sơn Hổ nói, chủ nhiệm lưu, ngài chờ một chút, không mất bao lâu đâu, tôi đi tới lầu ba điền một phiếu xuất xe, chỉ ba phút thôi. Lưu Bảo Toàn phẫn nộ, chỉ vào mũi của Chu Sơn Hổ nói, bảo anh lái xe thế nào lại phiền phức như vậy. Anh ra sức khước từ, công tác làm sao tiêu cực như thế. Đây là cái thái độ gì? Chu Sơn Hổ không nghĩ tới phản ứng của Lưu Bảo Toàn lại cường liệt như thế, khuôn mặt của hắn nhất thời đỏ lên, có chút lúng túng nói, chủ nhiệm Lưu, ngài đừng nóng giận, trên chế độ là như thế, tôi phải có phiếu xuất xe mới đem xe ra được. Lưu Bảo Toàn cả giận nói, làm lỡ công tác, anh gánh chịu được trách nhiệm đó sao? Tiểu tử Chu Sơn Hổ này cũng rất quật cường, chủ nhiệm Lưu, tôi là dựa theo điều lệ làm việc, tôi lại chưa nói không chờ ngài, ngài đừng tức giận." Lưu Bảo Toàn nói, đừng tưởng rằng có chút quan hệ liền không để lãnh đạo vào mắt, thái độ của anh như vậy, tôi có thể cho anh rời đi bất cứ lúc nào." Lưu Bảo Toàn cũng là nghẹn họng mấy ngày nay, từ trên người Chu Sơn Hổ đã làm cho cơn tức này phát ra rồi, dưới tình huống bình thường, y không đáng cùng một tên tài xế chấp nhặt. Trương Dương lúc này vừa vặn ở tại phụ cận nghe thấy tiếng của Lưu Bảo Toàn cùng Chu Sơn Hổ ở đằng kia, vội vàng đi tới, người chưa tới tiếng cười đã tới trước rồi, ha ha, chủ nhiệm Lưu, chuyện gì mà lại phát hỏa lớn như vậy? Lưu Bảo Toàn kỳ thực đã sớm thấy được Trương Dương, trong lòng đều nói đánh chó còn xem mặt chủ nhân, hôm nay ta chính là đánh cho ngươi xem, một tên lái xe cũng lại có thể không để ta vào mắt, thật sự cho rằng có ngươi làm chỗ dựa liền tự cao tự đại được sao? Lưu Bảo Toàn cam giận nói, Tiểu Trương, cậu tới vừa đúng lúc, tôi bảo anh ta lái xe chở tôi lên thành phố, anh ta ra sức khước từ tôi. Chu Sơn Hổ nói, tôi không có ra sức khước từ, dựa theo quy định, muốn đánh xe đi phải có phiếu xuất xe, tôi chính là muốn đi tới văn phòng làm phiếu rồi quay lại đi, ông liền tức giận. Lưu Bảo Toàn nói, tôi có việc gấp, anh tuổi còn trẻ làm việc thế nào lại cứng nhắc như thế chứ? Làm trò trước mặt Trương Dương, y chính là không lưu tình chút nào mà dằn dậy Chu Sơn Hổ. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Lưu, đừng nóng giận, ngài cũng lớn tuổi như vậy rồi, tức lên có hại cho thân thể thì không đáng, không đáng vì một tên tiểu tử mà tức giận. Hắn nói nghe lên giống như là nói giúp Lưu Bảo Toàn, nhưng trên thực tế đều là châm chọc khiêu khích. Lưu Bảo Toàn nói, tôi biết mà, ngay cả quyền phái một chiếc xe, tôi cũng không có. Trương Dương nói, lời này nói quá rồi, chủ nhiệm Lưu, tiểu chu tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, làm việc quá cứng nhắc, xin ngài bất giận, tiểu chu, suy nghĩ gì chứ, còn không mau đưa chủ nhiệm Lưu đi. Chu Sơn Hổ vừa nghe Trương Dương nói, hắn lập tức mở cửa xe, Lưu Bảo Toàn thấy hắn như vậy, trong lòng càng tức giận, y trừng mắt hỏi Chu Sơn Hổ, anh bây giờ không cần phiếu xe ra vào nữa sao? Chu Sơn Hổ nói, chủ nhiệm Lưu, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với một tên tài xế như tôi. Lưu Bảo Toàn bị những lời này của hắn làm cho nghẹn họng, y phát hiện tiểu tử này cũng không phải đèn cạn dầu, không nói ra thì tức nghẹn nhưng trên thực tế y thân là chủ nhiệm quản ủy hội lại tức giận với một tên tài xế cũng không phải chuyện vinh quang gì y cam giận ngồi vào trong xe nói với chu sơn hổ đưa tôi đi tới ủy ban nhân dân thành phố nhanh lên một chút tôi không có thời gian trương dương hướng về phía trong xe nói tiểu chu chủ nhiệm lưu bảo anh đi nhanh lên một chút đó ông ấy không có thời gian chu sơn hổ lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn được sau đó một cước dẫm xuống chân ga chiếc xe Audi giống như mũi tên rời dây cung, hướng ra ngoài cửa lớn chạy trốn. Lưu Bảo Toàn lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay cảm thụ được cái gì gọi là cảm giác lưng đẩy, hóa ra xe công vụ cũng có thể có được cảm giác giống như xe thể thao, hóa ra ngồi ở phía sau vị tất đã đại biểu cho tuyệt đối an toàn. Lưu Bảo Toàn thậm chí không nhớ rõ mình xuống ô tô như thế nào, lúc xuống xe, y đầu tiên là chạy đến ven đường cong người nôn ẹ, đem cơm ăn buổi sáng đều ói ra không còn một mảnh, hai chân bùn rùn, Liên tục run rẩy một hồi, nếu như không phải có một cái cây nhỏ để vịn đỡ ở bên người, sợ rằng y đã đặt mông ngồi dưới đất rồi, ý thức y biến thành trống rỗng, vất vả lắm mới trở lại trong hiện thực, Lưu Bảo Toàn có một ý nghĩ mãnh liệt, đời này nói cái gì thì cũng không ngồi xe của Chu Sơn Hổ nữa, y còn có một ý nghĩ, muốn thanh lý tên tiểu tử không nghe điều khiển, có ý định trả thù lãnh đạo này ra khỏi đoàn đội. Chương 1032, cấp trên cùng cấp dưới 4 Chu Sơn Hổ nhìn thấy bộ dạng chật vật của y thì trong lòng mừng thầm, còn giả ra vẻ quan tâm hỏi, "Chủ nhiệm Lưu, có cần tôi đợi ngài hay không?" Lưu Bảo Toàn hướng về phía sau khoát tay áo, ngay cả nói cũng không nói ra được, nghỉ ngơi một hồi lâu, khẩu khí mới chậm lại, chậm rãi hướng tới văn phòng của Ủy ban nhân dân thành phố đi đến. Thị trưởng Phương Chi đạt liếc mắt liền nhìn ra sắc mặt của Lưu Bảo Toàn không đúng, tràn ngập thân thiết nói, "Đồng chí Bảo Toàn, anh làm sao vậy?" Sao sắc mặt khó coi như vậy? Lưu Bảo Toàn thở ra một hơi, đặt mông ngồi ở sofa trên, thấp giọng nói, tìm được đường sống trong chỗ chết, thật kinh hồn, chưa bình tĩnh lại được. Phương Chi đặt bị ngôn từ khoa trương của y đùa nở nụ cười, chuyện gì nghiêm trọng như thế. Hắn bảo thư ký đưa cho Lưu Bảo Toàn một chén trà nóng. Lưu Bảo Toàn uống trà nóng, cảm thấy tốt hơn một chút, thở dài nói, vị tài xế mới tới kia đưa tôi đến đây, một đường đi này so với ngồi xe mạo hiểm còn kích thích hơn phương chi đạt đương nhiên sẽ không nghĩ đến một đường mạo hiểm của lưu bảo toàn hắn nhẹ giọng nói địa điểm công tác của ban chỉ huy xử lý như thế nào rồi lưu bảo toàn nói ngày đầu tiên qua đó chính là tiểu học thanh long đàm thoáng xử lý một chút hiện nay vừa mới qua đó tất cả còn rất mất trật tự phỏng chừng phải mất vài ngày mới có thể sắp xếp ổn thỏa được phương chi đạt gật đầu nói bất luận cái chuyện gì đều cần có một quá trình lưu bảo toàn nói thị trưởng phương ngày hôm nay tôi tới đây là muốn hướng ngài phản ánh một ít tình huống. Phương Chi Đạt nói, nói đi. Lưu Bảo Toàn đem nhưng lời nói ngày hôm nay của hai người La An định cùng đường tự lập trong phòng làm việc của mình nói lại một lần, đương nhiên phải qua gia công cùng trao chuốt của y. Ý tứ của y biểu đạt coi như rõ ràng, tần thanh tại trên quyền nhân sự biểu hiện quá mức độc đoán chuyên quyền, hiện nay bố trí nhân viên trên cơ bản đều là căn cứ ý định chủ quan của nàng. Đương nhiên Lưu Bảo Toàn trọng điểm đưa ra chính là Trương Dương, rất là bất mãn đối với việc hắn hầu như đem tất cả cấp dưới cũ qua Đông Giang. Lưu Bảo Toàn nói, thị trường phương, bây giờ cũng không phải xã hội phong kiến, Trương Dương hắn cũng không phải bao thanh thiên, đi chỗ khác không chỉ muốn dẫn theo công tôn sách, còn muốn đem cả vương triều mã hắn Trương Long Triệu Hổ mang theo trên người, hơn nữa hắn chỉ là một cán bộ cấp huyện, không nên phô trương như vậy, bây giờ toàn bộ ban chỉ huy đều rất có câu oán hận đối với hắn. Lưu Bảo Toàn thở dài nói, nếu như Bí thư Tần chịu nghe ý kiến của tôi thì tốt rồi, Bí thư Tần biểu hiện ra cũng khiêm tốn cẩn thận nghe ý kiến của chúng tôi, nhưng mà tới lúc thật sự chấp hành lại là một chuyện khác, bây giờ không ít đồng chí có phản ứng, Trương Dương nói cái gì đều là đúng, chúng ta nói đúng cũng là sai lầm, cứ như vậy tiếp nữa sẽ không có đồng chí nào dám nói ra quan điểm chính xác. Phương Chi đạt nói, anh là nói Tần Thanh thiên vị. Lưu Bảo Toàn nói, tôi không phải có ý tứ này, tôi là nói dù sao đồng chí Tần Thanh tuổi còn trẻ. Tại trong quá trình công tác chính là có điều khiếm khuyết, quên mất cảm thụ của các đồng chí xung quanh. Phương Chi đạt đối với những lời này của Lưu Bảo Toàn cảm thấy phi thường thất vọng. Thằng nhãi Lưu Bảo Toàn này chính là một hạng người không chịu khiếm khuyết. Y nói hồi lâu, rõ ràng đều là chỉ trích Tần Thanh, nhưng ngoài miệng còn muốn không thừa nhận. Lưu Bảo Toàn gần đây rất siêng chạy qua chỗ hắn, trên cơ bản đều là kẻ khổ. Nhưng Y chạy tới càng chăm, nói càng nhiều, ấn tượng của Phương Chi đạt đối với Y lại càng xấu đi hắn thậm chí bắt đầu hỏi lại mình, vì sao lại đem Lưu Bảo Toàn đặt ở trên vị trí này. Người này xác thực không có bản lĩnh gì, tại trước mặt Tần Thanh cùng Trương Dương trên cơ bản ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, ví dụ như bây giờ, y lại có thể không biết xấu hổ nói tài xế không nghe y nói, một chủ nhiệm quản ủy hội mà ngay cả tài xế cũng đều không chấn áp được, năng lực lãnh đạo của y có thể nghĩ được. Lưu Bảo Toàn cũng không biết Phương Chi đạt nghĩ thế nào, y thở dài nói, thị trường Phương, Bí Thư Tần vừa nói muốn tinh giản cơ cấu, giảm nhẹ bộ máy, nhưng tinh giản đều là bộ phận chúng tôi, về phía cục sự nghiệp xã hội lại có không ít người vào, lại nói tài xế đưa tôi tới ngày hôm nay, anh ta chính là tài xế của Trương Dương tại Nam Tích. Là một người làm công tạm thời, bây giờ cũng công khai trở thành nhân viên công tác chính thức của Ban Chỉ huy Khu Tân Thành. Kỳ thực Chu Sơn Hổ vẫn là tạm thời, căn bản là không ở biên chế, Lưu Bảo Toàn nói như vậy có chút ăn nói bừa bãi. Phương Chi Đạt nói, chuyện này tôi sẽ bớt thời gian tìm Tần Thanh nói chuyện, đồng chí Bảo Toàn, đội ngũ cán bộ cũng cần thời gian ma hợp, đồng chí trong lúc đó cố gắng khoan dung một chút, tôi thấy anh nên cố gắng giao lưu nhiều hơn, câu thông nhiều hơn với các đồng chí khác, tăng cường lý giải hai bên. Lần trước bởi vì chuyện của Trương Dương, Lương Thiên Chính đã oán giận hắn một lần, Phương Chi Đạt rõ ràng nhận thức được sự phức tạp khi xây dựng đội ngũ quản lý khu Tân Thành, xử lý không tốt chính là đắc tội với người khác hắn bây giờ phải cẩn thận rất nhiều. Lưu Bảo Toàn gật gật đầu, y đã nói hết lời, cũng không tiện tiếp tục lưu lại, cáo từ rời khỏi văn phòng thị trường, chờ tới lúc đi tới bãi đỗ xe dưới lầu, thấy chiếc xe Audi kia vẫn đang ở dưới chợ y, Chu Sơn Hổ đang đứng lau xe dưới ánh mặt trời, thấy Lưu Bảo Toàn trở về thi công môi cười nói, chủ nhiệm Lưu, chuyện xong xuôi rồi. Chúng ta bây giờ trở lại chứ? Cơm miệng của Lưu Bảo Toàn không lý do tự giật giật một cái, trong lòng nói, ta còn muốn giữ mạng đó, lạnh lùng nói, không phải bảo anh đi trước rồi sao?" Chu Sơn Hổ nói, "Ngài chưa nói." Lưu Bảo Toàn suy nghĩ một chút đúng là như vậy, vừa rồi mình xuống xe che miệng đi ói ra, đã quên nói cho hắn đi trước, có điều là mình hình như đã xua tay rồi. Chu Sơn Hổ nói, "Chủ nhiệm Lưu, lên xe đi, buổi trưa bí thư Tần còn muốn dùng xe." Vẻ mặt của hắn giống như mang theo chút vẻ chẳng đáng. Lưu Bảo Toàn nhìn Chu Sơn Hổ, Cảm giác tức mà không có chỗ đánh, bí thư Tần còn muốn dùng xe. Ai quy định xe này là chuyên dụng của Tần Thanh, tên tiểu tài xế này lại có thể dùng phương thức này trả thù mình, y gật đầu nói, được, vậy trở lại. Lưu Bảo Toàn lên xe là do dự mãi mới có đủ dũng khí, lúc lên xe đầu tiên là thắt dây an toàn lên, hướng Chu Sơn Hổ nói, anh hạn chế tốc độ một chút. Chu Sơn Hổ gật đầu, lúc trở lại quả nhiên không giống như vừa rồi, xe đi rất bình ổn, Lưu Bảo Toàn phải thừa nhận Tiểu tử này lái xe quả thực không tồi, y cũng ngồi qua xe của không ít tài xế, tài xế có trình độ lái xe như Chu Sơn Hổ không nhiều lắm. Bất luận chuyến này hắn lái tốt ra sao, Lưu Bảo Toàn đã hạ quyết tâm, trở lại tìm Tần Thanh, kiên quyết đem tên tài xế dám khiêu chiến quyền uy của mình này trong thanh lý ra ngoài đội ngũ. Chương 1033, cấp trên cùng cấp dưới 5. Ô tô đi tới trên đường cái Đê Thanh Long Đàm, một chiếc công nông ba bánh đi tới trước mặt. Nhưng chiếc công nông kia lại không có ý phanh lại, thẳng đến gần va phải Audi, Chu Sơn Hổ bất đắc dĩ dẫm chân phanh lại, từ trên chiếc công nông kia nhảy xuống bảy gã nông dân, Chu Sơn Hổ nhìn ra tình huống không đúng, muốn di chuyển xe, nhưng từ phía sau lại có một chiếc công nông nữa, trên xe lại có 6 người xuống, hơn 10 người liền đem chiếc xe Audi của bọn họ vây quanh lại. Người dẫn đầu là ông chủ Triệu Xuân Sinh của một quán cơm ở Hồ Thanh Long, hắn là đặc biệt đến tìm lãnh đạo của ban chỉ huy để lý luật đi tới trước xe chu sơn hổ mở cửa xe đi qua nói đồng hương ông đem xe tránh ra đừng chặn đường triệu xuân sinh nói tôi tìm lãnh đạo của các anh chu sơn hổ hướng trong xe nhìn một chút chủ nhiệm lưu tìm ngài đó lưu bảo toàn có chút không nhịn được nói có chuyện gì quay về văn phòng rồi nói triệu xuân sinh nói nói mấy câu thôi nói ở chỗ này cũng được hắn biểu hiện tương đối quật cường Lưu Bảo Toàn đành phải hạ cửa sổ xe xuống nói chuyện gì. Triệu Xuân Sinh nói, tôi mở quán cơm ở cạnh Hồ Thanh Long đã mở 15 năm, quản ủy hội các ông có chuyện gì? Vì sao muốn tôi đóng cửa? Lưu Bảo Toàn cũng là một tên giảo hòa trên quan trường, vừa nghe là biết gây rối, lập tức nói, vị đồng chí này, tôi thật sự không rõ ràng lắm chuyện này, như vậy đi, chờ tôi trở lại hỏi rõ tình huống rồi nói tiếp. Triệu Xuân Sinh nói, tôi nhận ra ông, ông là chủ nhiệm quản ủy hội, cho lệnh xuống thông báo ngừng kinh doanh là quản ủy hội các ông, làm sao ông lại không rõ ràng. Lưu Bảo Toàn bất đắc dĩ mở cửa xe đi xuống, lại có vài chiếc công nông đi qua, dân chúng đang lục tục đến, ước chừng hơn 30 người đem y cùng Chu Sơn hổ vây quanh ở chính giữa, ồn ào muốn bọn họ cho một ý kiến, đa số những người này đều là mở quán cơm ở xung quanh hồ Thanh Long, lúc Trương Dương đến nơi đây liền phát hiện tất cả những quán cơm này đều làm ô nhiễm hồ Thanh Long cho nên đề nghị trước tiên là đóng cửa tất cả các quán cơm xung quanh hồ chưa nước, lúc đầu chuyện này giao cho phía thị trấn Thanh Long. Phía thị trấn Thanh Long cũng ra thông báo ngừng kinh doanh, nhưng các quán cơm này căn bản không có để ý tới, cho nên Trương Dương lại lấy danh nghĩa của quản ủy hội ra thông báo, hiệu quả vẫn không lớn. Từ ngày hôm qua, Trương Dương bảo các bộ phận liên quan ngừng cung cấp điện cho mấy quán cơm, lúc này mới chọc giận bọn họ, ngày hôm nay tập trung đi ra gây rối vốn là muốn đi tới ban chỉ huy nói lý, vừa vặn tại trên đường gặp được xe Audi của ban chỉ huy, cho nên bọn họ liền cản xe lại, quả nhiên cản được chủ nhiệm lưu của quản ủy hội. Gặp phải cái chuyện này, lưu bảo toàn chỉ có thể thầm than là không may, kỳ thực chuyện này y cũng không có tham dự, tuy nhiên y cho rằng quyết sách lần này của Trương Dương là chính xác của những quán cơm này mở tại bên cạnh hồ của đập chứa nước, đem nước bẩn cùng cùng các thứ sinh hoạt không xử lý trực tiếp thải vào trong nước, tạo thành thiệt hại cực lớn đối với khung cảnh. Hồ Thanh Long là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong uy hoạch của khu Tân Thành, là cảnh quan trung tâm của khu Tân Thành. Ngăn chặn tiếp tục ô nhiễm đúng lúc, tránh cho nước bị ô nhiễm thêm một bước là cực kỳ cần thiết. Nhìn hơn 30 thôn dân tâm tình kích động ở xung quanh, Lưu Bảo Toàn cảm thấy đau đầu, lợi ích thiết thân của những người này đã bị tổn hại, muốn nói chuyện cũng là có thể hiểu được, có điều là Lưu Bảo Toàn cảm thấy oan uổng, chuyện này bằng là gánh thay cho Trương Dương. Mấy người phụ nữ ở giữa đã chỉ vào y chửi lên, nói xâm chiếm đất sống của bọn họ, còn muốn đóng cửa quán cơm của bọn họ, lại cho không cho bọn họ đường sống. Một lão thái thái dơ lên quải trượng chỉ vào Lưu Bảo Toàn nói, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt, một tên tham quan ni. Tới tuổi như bà ấy rồi thì không có gì phải sợ, cái gì cũng đều dám nói. Lưu Bảo Toàn thực sự là dở khóc dở cười, y lớn tiếng nói, mọi người xin bình tĩnh, có cái gì từ từ nói, chúng ta quay về ban chỉ huy nói tiếp. Nói cái gì, thức ăn trong tủ lạnh đều bị phá hủy, các ông phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Thanh âm của Lưu Bảo Toàn rất nhanh đã bị bao phủ tại trong tiếng lên án công khai của dân chúng. Chu Sơn Hổ thấy thế không ổn, hắn muốn đi qua ngoài tìm viện binh, liền bị vài tên thôn dân ngăn cản lối đi. Lưu Bảo Toàn có chút tức giận, y tức giận nói, làm sao các người lại không giảng đạo lý như thế, tôi báo cảnh sát. Y giả ra bộ dạng lấy điện thoại cầm tay ra, cũng không chờ y làm ra động tác bấm số điện thoại, một cục rau củ đã bay qua, ba một cái nện ở trên mặt của y, Lưu Bảo Toàn ngẩng đầu muốn nhìn xem là ai ném y, đầu còn chưa ngẩng lên tới, một quả. Trứng thối lại bay tới, nện ở trên trán y. Có người kêu lên, hắn còn muốn gọi cảnh sát tới bắt chúng ta, chúng ta phạm pháp sao? Một tiếng nói này nhất thời châm lên mồi lửa, rau nát, cải củ, trứng thối, những thứ vũ khí này đều được trang bị sẵn rồi dự định đi tới ban chỉ huy phát thiết bất mãn trong lòng, bây giờ gặp Lưu Bảo Toàn thì tất cả đều phát thiết ở tại trên người y. Đương nhiên không chỉ lên trên người y, còn có người đi đập chiếc xe Audi. Một hành động này lại chạm tới nỗi đau sâu trong lòng của Chu Sơn Hổ, Chu Sơn Hổ rất thương công tác của hắn, không có Trương Dương chiếu cố, hắn sẽ không thể thoát ly đội ngũ công nhân trở thành một gã tài xế. Những người này có thể đánh hắn, thế nhưng không thể đối đãi với xe của hắn như vậy, một gã đàn ông cầm lấy một quả cà chua thối ném tới trên xe Audi, Chu Sơn Hổ bị chọc giận, hắn hét lớn một tiếng, xông lên, một cái đã đem gã đàn ông kia đấm ngã xuống đất, cử động của hắn dường như đâm vào tổ ong vò vẽ. Gã đàn ông kia kêu lên, đánh người, chủ nhiệm quản ủy hội đánh người. Hơn 10 người dân xung quanh hô lên liền vây quanh đi tới, trong lòng chủ nhiệm quản ủy hội lưu bảo toàn chính là kêu to oan uổng, nói tôi đánh người bao giờ chứ, nhưng tâm lý số đông của người trong nước lúc này biểu hiện ra vô cùng nguyền nhuyễn, một người đi tới gây rối, những người khác đều theo, cho rằng pháp luật không trách chúng, vài lão nương béo ú đem Lưu Bảo Toàn vây quanh súng lại đánh, Lưu Bảo Toàn đã gặp qua tình thế đó bao giờ đâu, che mặt cong mông, cố hết sức sợ bị các mụ đánh đến trên mặt, vị lão thái thái vừa huy vũ quải trượng kia cuối cùng cũng tìm được cơ hội, bà ta dơ lên quải trượng hướng về phía cái mông của Lưu Bảo Toàn chọc một cái. Bà già này thật máu mặt cười. Lưu Bảo Toàn bị ám chiêu của lão thái thái đánh cho kêu lên một tiếng thảm thiết, hai chân không tự chủ được kẹp chặt, tay cũng rơi xuống, chỉ trong chút thời gian này, trên mặt đã bị mấy mụ kia cào ra mấy vệt vết máu. chương 1034, Sư Gia Giá Lâm 1 Chu Sơn Hổ từng được học quyền Pháp, thân thủ vốn không tồi, sau khi tới Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích làm lái xe, lại được Trương Dương đặc biệt chỉ điểm cho hắn, năm sáu thanh niên bình thường căn bản không là gì với hắn, Chu Sơn hổ tung quyền hạ cước, gọn gàng linh hoạt đánh ngã hai người, nhưng động tác của hắn cũng không chấn trụ được đám dân này, ngược lại càng thêm khơi dậy lửa giận của bọn họ, chứng kiến hắn có thể đánh quyền, đám thanh niên không dám tới gần, nhưng đám phụ nữ cùng các người già lại các lão nhân không chịu thua. Bọn họ xông lên tuyến đầu, sát người vật lộn, Chu Sơn hổ có thể đánh người nhưng cũng không thể ra tay đối với phụ nữ cùng người già, chỉ đành chịu đánh. Lúc Tần Thanh cùng Trương Dương đuổi tới hiện trường chiến đấu đã sớm chấm dứt, hậu quả có thể suy nghĩ là biết, đây căn bản là một hồi chiến đấu nghiêng về một phía, trên chiếc xe Audi kia bị ném đầy cà chua nát vụn, rau quả hư, trứng thối, chủ nhiệm quản ủy hội Lưu Bảo Toàn ngồi dưới đất, hai tay nâng mặt, vốn muốn che đi, nhưng trên mặt đều là vết máu bị cào, muốn che cũng không che được. Tình hình của Chu Sơn Hổ so với y cũng cũng không khá hơn chút nào, mặt mũi bầm dập, quần áo trên người cũng bị xé nát. Đám dân chúng kia rút lui thật ra rất nhanh, vừa nghe nói có người đến, mỗi người đều nhảy lên xe công nông vội vàng rời đi. Sau khi bọn Trương Dương tới không bao lâu, người trong thị trấn cũng tới, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hoàng Thế Nhân cũng tới, có thể nói đây là sự kiện bạo lực đối kháng đầu tiên phát sinh từ khi ban chỉ huy được xây dựng và đi tới địa phương, mặc dù không có thương tổn nghiêm trọng gì, nhưng tính chất là cực kỳ tồi tệ, chủ nhiệm quản ủy hội cũng bị đánh, này còn nói gì nữa. Sau khi Tần Thanh Tin rằng Lưu Bảo Toàn cùng Chu Sơn Hổ đều không có bị thương nặng, lúc này mới thoáng yên tâm lại, nàng thở dài nói, "Chủ nhiệm Lưu, đến tột cùng là như thế nào?" Lưu Bảo Toàn nén giận trong bụng, y hướng về phía Trương Dương đi tới, "Tiểu Trương, cậu có thể chú ý phương pháp làm việc một chút hay không?" "Hả? Làm cho mấy quán cơm ngừng kinh doanh là chính xác không sai, nhưng là cậu cũng phải làm thông công tác tư tưởng cho nhân dân, nào có thể như vậy, đột nhiên liền cắt điện, tạo thành tổn thất kinh tế cho bọn họ." bọn họ lại có thể từ bỏ ý đồ sao? Hả? Trương Dương nhìn bộ dạng của Lưu Bảo Toàn, trong lòng vừa là tức giận vừa là buồn cười, thầm nói người bị người ta đánh, hướng ta phát hỏa cái rắm con mẹ nó. Hắn cũng không lý luận cùng Lưu Bảo Toàn, đi tới trước bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Long Hoàng Thế Nhân nói, đồng chí Thế Nhân, đồng chí xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Vẻ mặt của Hoàng Thế Nhân có vẻ có chút xấu hổ, dù sao chuyện này là Trương Dương giao cho hắn đi làm, hắn không làm tốt, kết quả gây ra chuyện vây đánh lãnh đạo, làm cho trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy. Hoàng Thế Nhân sạm mặt nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, tôi lập tức cho các đồng chí trị an đi bắt người, phàm là người tham gia công kích lãnh đạo ngày hôm nay, một người cũng sẽ không thể chạy thoát. Tần Thanh lại nói, chuyện này không vội, trở về trước rồi hãy nói. Sau khi bọn hắn trở về, lập tức liền mời các bên liên quan tham dự một cái hội nghị khẩn cấp, ngoài cán bộ ban chỉ huy khu Tân Thành ra, đặc biệt mời bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Long Hoàng Thế Nhân, đồn trưởng đồn cảnh sát thị trấn Thanh Long Khuất Quang Khải có mặt. Lưu Bảo Toàn xử lý vết thương đơn giản một chút cũng tới tham gia hội nghị, tuy đám dân này vây công y hắn, bất quá đều rõ ràng bọn y là người làm quan, ai cũng không dám thực sự hạ thủ tàn nhẫn, cho nên Lưu Bảo Toàn cũng không có bị trọng thương gì, chỉ là trên mặt bị cào ra rất nhiều vết máu, thoạt nhìn cực kỳ bất nhã. Tần Thanh nói, chuyện xảy ra ngày hôm nay đã chứng minh, Chúng ta chưa giao tiếp đủ với nhân dân gờ địa phương, bọn họ không hiểu đối với công tác của chúng ta, cho nên mới tạo thành xung đột trước mắt." Nàng chuyển sang Trương Dương nói, "Đồng chí Trương Dương, ở trên điểm này anh phải nghiên cứu kiểm điểm tốt hơn, có phải phương pháp làm việc của anh có vấn đề hay không?" Đánh một đòn về Trương Dương là cần thiết, bằng không trong lòng Lưu Bảo Toàn khẳng định không cam lòng. Trương Dương gật gật đầu, một bộ dạng khiêm tốn thụ giáo. Tần Thanh nói, "Chuyện này nhắc nhở chúng ta sau này tất cả đều cần phải chú ý tới phương pháp làm y yệt, cùng là một sự kiện, xử lý như thế nào mới có thể khiến cho nhân dân nguyện ý đón nhận. Điều này yêu cầu chúng ta phải thừa hành một nguyên tắc trong công việc, cố hết khả năng bảo đảm lợi ích của nhân dân, làm cho lợi ích của bọn họ ít bị hao tổn nhất. Nàng hướng Lưu Bảo Toàn nói, chủ nhiệm Lưu, anh có cái gì cần bổ sung sao? Lưu Bảo Toàn nói, tôi không có gì để có thể bổ sung, kỳ thật hôm nay tôi là thay người chịu nạn, người mà đám dân chúng kia muốn tìm không phải là tôi. Còn nữa, sở dĩ mâu thuẫn ngày hôm nay trở lên gay gắt, cùng với việc Chu Sơn Hổ mất bình tĩnh có quan hệ rất lớn, lúc ấy tuy rằng nhân dân kháng nghị, nhưng là cũng không có diễn biến thành một hồi xung đột, là anh ta ra tay đánh người trước, cho nên mới tạo thành cục diện không khống chế được, trong chuyện này anh ta cần phải gánh trách nhiệm chủ yếu. Tôi đề nghị ở trên mặt chọn lựa cùng bổ nhiệm nhân viên công tác nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra, đối với người có giáo dục trình độ thấp, không có tư chất như Chu Sơn Hổ, cần kiên quyết loại bỏ. Lưu Bảo Toàn bổ thẳng một dìu trực tiếp tới Trương Dương, y rất bất ức, vô duyên vô cơ bị đánh đau một hồi, bất quá điều này cũng không làm cho y quên đi chuyện của Chu Sơn Hổ, y chính là cần nhằm vào Chu Sơn Hổ, làm cho ở trên chuyện của Chu Sơn Hổ, hung hăng đã kích dáng vẻ bệ vệ của Trương Dương một chút. Cục trưởng Cục Quản lý Tổng hợp La An định nói, tôi đồng ý với ý kiến của chủ nhiệm Lưu, đối với con sâu làm giàu nồi canh như Chu Sơn Hổ cần phải kiên quyết loại bỏ ra ngoài, không thể để cho hắn ảnh hưởng tới danh tiếng của cả ban chỉ huy cùng quản ủy hội chúng ta. Trương Đại Quan Nhân cười lạnh một tiếng nói, Chu Sơn Hổ đắc tội với các anh sao? Anh ta là do tôi tuyển, anh ta đánh người là không sai, nhưng đó cũng là vì bảo hộ tài sản cơ quan không bị tổn hạ, chung quy so với người gặp phải nguy hiểm giả bộ rùa đen rút đầu rụt cổ tốt hơn chứ. Lưu Bảo Toàn tái mặt, thằng nhãi này mắng ai đó lưu bảo toàn lớn tiếng nói trương dương cậu có ý tứ gì cũng bởi vì chu sơn hổ là cậu đưa tới cậu muốn bao che cho hắn trương dương một bước cũng không nhường nói tôi cho tới bây giờ đều là giúp công lý không giúp người thân tần thanh nói trương dương anh nói gì thế chủ nhiệm lưu chỉ là luận sự anh kích động như vậy làm gì chú ý cách dùng từ của anh không có biện pháp ai bảo nàng cùng trương dương thân mật loại thái độ này chỉ có thể nói là người một nhà chương 1035, Sư Gia Giá Lâm 2. Trương Dương nói, được, không cho tôi nói chuyện, tôi làm người câm, chủ nhiệm Lưu Anh nói đều đã nói được rồi, anh có bản lĩnh như vậy, làm sao anh không khống chế tốt được cảm xúc của quần chúng? Làm sao những người dân chúng này lại đem anh trở thành thành kẻ thù chung, hợp nhau tấn công anh chứ? Cậu, Tần Thanh Thích, tốt lắm, quay lại tiếp tục nói chuyện Chu Sơn Hổ, đối với các khách sạn bên cạnh đập chứa nước kia, nhất định phải cho đóng cửa, Chúng ta phải lập tức chính thức bắt đầu việc xây dựng khu Tân Thành, Hồ Thanh Long là cảnh quan trung tâm của cả khu Tân Thành, không thể để cho bọn họ tiếp tục làm ô nhiễm nước Hồ Thanh Long. Đồng chí Tự Lập, anh là lão đồng chí, có kinh nghiệm phong phú xử lý các công tác tương quan, chuyện này liền giao cho anh đi làm. Đường Tự Lập không khỏi sửng sốt, chuyện này vốn là Trương Dương làm, làm sao lại đột nhiên rơi ở trên đầu của mình, nhất là hiện tại tình thế phát triển đến loại tình trạng này, căn bản là trợ giúp Trương Dương giải vây. Đường tự lập không ngu như vậy, y không muốn nhận lấy chuyện tồi tệ mất sức này, y ho khan một tiếng nói, bí thư tần, chuyện này luôn luôn là phó chủ nhiệm trương xử lý, giữa đường tôi tiếp nhận hình như không tốt lắm. Tần thanh cần đúng là những lời này của y, không phải tôi chưa cho ông cơ hội, là cho ông cơ hội ông không cần. Ở mặt ngoài xem ra chuyện đóng cửa khách sạn chỉ là một chút việc nhỏ, nhưng trên thực tế, cái này quan hệ đến công tác phá bỏ và di rời kiến trúc sau khi khu tân thành quy hoạch đường tự lập là cục trưởng cục xây dựng, phá bỏ và di rời thuộc phạm vi chức quyền y phụ trách, cho nên Tần Thanh mới có thể nói như vậy. Sau khi tan họp, Tần Thanh đem Lưu Bảo Toàn giữ lại một mình, nàng đương nhiên nhìn ra được Lưu Bảo Toàn thực sự tức giận, y kiến quyết yêu cầu sa thải Chu Sơn Hổ nhưng thật ra là nhầm vào Trương Dương, Tần Thanh nói chủ nhiệm Lưu, hôm nay vất vả cho ngài rồi. Lưu Bảo Toàn nói, tôi cũng không phải sợ vất vả, bí thư Tần, công tác của chúng ta giờ mới bắt đầu, chỉ bởi vì vấn đề phương thức làm việc của chúng ta mà sinh ra mâu thuẫn lớn như vậy với nhân dân địa phương, sau đó chúng ta còn muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, công tác kế tiếp sẽ gian khổ hơn, chúng ta nên tiến hành như thế nào? Tần Thanh nói, ngài nói rất đúng, chủ nhiệm lưu, chuyện hôm nay không cần để vào trong lòng, tôi hiểu được, ngài là vì mọi người mà chịu ủy khuất, về vấn đề chu sơn hổ, tôi sẽ nghiêm túc xử lý, như vậy đi, chủ nhiệm lưu, ngài trước cứ nghỉ ngơi vài ngày, Đợi cho vết thương trên mặt khá hơn lại đến làm việc, ngài cảm thấy thế nào? Lưu Bảo Toàn trải qua nàng nhắc nhở, mới ý thức tới bộ dạng của mình bây giờ đích xác bất nhã, trên mặt vết thương đan chéo, biết thì là thôn dân cào cấu, không biết còn tưởng rằng hai vợ chồng y đánh nhau. Có lẽ quả thực y nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, bằng không thật là có chút ngượng ngùng gặp người. Lưu Bảo Toàn nghỉ ngơi cho Trương Dương một cái cớ rất tốt, hắn tới thị trấn Thanh Long đi tìm mấy ông chủ khách sạn nói cho bọn họ biết chủ nhiệm quản ủy hội bị đánh thành trọng thương, hiện tại đã được mang đến bệnh viện, thành phố đang chuẩn bị lập chuyên án đối với chuyện này, nhất định phải tìm ra được người gây ra họa, truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn. Trương Dương đoán chắc tuy rằng những thôn dân này tụ đông gây rối, nhưng là thực sự sợ đem chuyện làm lớn, nhưng không ai dám gánh vác trách nhiệm này, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, mấy ông chủ sợ tới mức này không dám tiếp tục gây rối. Trương Dương nhân cơ hội đưa ra điều kiện bồi thường phá bỏ và rời đi nơi khác, trong chuyện này đa số khách sạn đều là không chứng minh được đầy đủ giấy tờ, Trương đại quan nhân liên hợp với phía thị trấn Thanh Long liên tục gây áp lực, lại có thể làm ra hiệu quả kỳ diệu. Đám dân kia đại khái là sợ sự tình lần này làm lớn, chủ nhiệm quản ủy hội cũng bị đánh bị thương phải vào bệnh viện, nếu phía quản ủy hội truy cứu, làm không tốt có người phải ngồi tù, người ta một khi cảm thấy đuối lý, liền rõ ràng không đủ khí thở, mấy khách sạn đều đánh mất cò kè mặc cả khí thở hơn nữa chính sách của thành phố đối với việc bồi thường khi phá bỏ và rời đi nơi khác của bọn họ coi như công chính phía thị trấn thanh long cũng đáp ứng nếu bọn họ tới thị trấn mở khách sạn sẽ cho một chính sách ưu đãi bồi thường nhất định chuyện này lại có thể giải quyết ở trong thời gian ngắn bởi vì lưu bảo toàn đem mâu thuẫn lần này chỉ hướng chu sơn hổ cho nên sau khi tần thanh cùng trương dương thương lượng cấp cho chu sơn hổ một cái thông báo về bình tượng trưng coi như là có cái công đạo đối với mọi người lấy tính tình trương dương mà nói hắn là không muốn lui nhường chu sơn hổ là hắn đưa tới xử lý chu sơn hổ chính là xử lý hắn nhưng bây giờ mọi sự mới bắt đầu trương đại quan nhân không thể không lo lắng tần thanh công tác như thế nào mới có thể tiến triển thuận lợi cho nên hắn quyết định nhượng bộ trên chuyện này bất quá vẫn bí mật an ủi chu sơn hổ một chút chu sơn hổ thật ra không cảm thấy ủy khuất cái gì hắn cho là mình có ngày hôm nay toàn bộ đều nhờ trương dương chỉ cần trương dương bảo hắn nhận phê bình hắn không có một câu oán hận thông báo phê bình Chu Sơn Hổ dán ở bảng tuyên truyền, cũng cùng ngày đó, Thường Lăng Phong đi vào sân của ban chỉ huy khu Tân Thành, nhìn cái thông báo trên bảng kia, Thường Lăng Phong nghỉ chân xem qua. Lập tức liền thấy được tên của Chu Sơn Hổ, Thường Lăng Phong liền xem hết toàn bộ tờ thông cáo phê bình này, cười lắc lắc đầu, xem ra Trương Dương bắt đầu công tác ở khu Tân Thành Đông Giang cũng không tính là thuận lợi. Một chiếc xe đỗ ở phía sau Thường Lăng Phong, Thường Hải Tâm cùng Trương Duệ Dung trước sau từ trên xe bước xuống, các nàng đặc biệt đi vào trong thành phố mua sắm không ít đồ dùng hiện giờ địa điểm của văn phòng ban chỉ huy lại bị rời lại đây còn chưa có hoàn toàn đi vào con đường phát triển đúng đắn trương duệ dung không nhìn thấy thường lăng phong nàng cao giọng nói chu sơn hổ anh mau lại đây hỗ trợ đem đồ vào văn phòng đi chu sơn hổ từ đàng xa tới đón lấy từ sau khi bị phê bình biểu hiện của hắn càng tích cực trương duệ dung chuyển hướng nhìn về bảng tuyên truyền kêu lên ai nàng vốn tưởng rằng là đồng nghiệp ở đơn vị, mà khi nàng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia cả người mềm mại lại như bùn đất ngây ngốc đứng lì ở đó. Thường Lăng Phong xoay người sang chỗ khác, hai mắt hắn bình tĩnh nhìn Trương Duệ Dung, hai người đã lâu không liên lạc, nhưng khi bọn họ nhìn thấy nhau, nhất thời hiểu được, giữa bọn họ cũng không có bởi vì thời gian cùng không gian ngăn cách mà sinh ra chút xa lạ, hắn vẫn là hắn, nàng vẫn là nàng, ánh mắt bọn họ dây dưa cùng một chỗ, liền sáng tỏ tình yêu của bọn họ chưa bao giờ thay đổi đây là sự thật không cách nào phủ nhận. chương 1036, Sư Gia Giá Lâm 3 Trương Duệ Dung cắn cắn đôi môi anh đào, đôi mắt đẹp lại có chút ươn ướt, nàng sợ Thường Lăng Phong nhìn thấy ánh lệ của mình, buộc mình lộ ra một nụ cười. Thường Lăng Phong cũng cười, hắn không nói gì, đi nhanh tới, hỗ trợ ôm lấy một hòm giấy đóng dấu. Thường Hải Tâm nhìn thấy thần thái vừa rồi của hai người, không khỏi nở nụ cười, nàng nhẹ giọng nói, Trương Duệ Dung, còn không mau dẫn đường cho đồng chí Thường Lăng Phong, anh ấy không quen thuộc nơi này của chúng ta. Trương Duệ Dung cúi đầu, cũng ôm lấy một cái thùng giấy, nhỏ giọng nói, đi theo tôi, lầu 3. Trương Đại Quan Nhân lúc này xuất hiện ở lầu 2, cười hít mắt, nhìn thấy Trương Duệ Dung cùng Thường Lăng Phong một trước một sau đi tới, hắn đứng ở cửa thang lầu, đợi cho bọn họ đi đến gần mới nói, Thường Lăng Phong cậu cũng đủ nhanh, yên tâm đi, đồng chí Tiểu Trương đã là nhân viên chính thức của chúng ta, không chạy được đâu thường lăng phong cười cười trương duệ dung lại không dễ bắt nạt như vậy trừng mắt nhìn trương dương một cái nói anh không giúp đỡ làm việc ở chỗ này nói cái gì trương dương nói dám phản đối à tôi là lãnh đạo lãnh đạo sao có thể làm loại việc nặng này chứ lúc nói chuyện nhìn thấy thường hải tâm ôm cái dương lớn đi tới hắn nhanh chóng nghênh đón tiếp nhận cái thùng trong tay nàng thừa dịp không ai hạ giọng nói bảo bối đừng làm nữa mệt đó để đó cho anh làm là được rồi Thường Hải tâm cười ngọt ngào, lo lắng người khác nhìn thấy ám muội giữa bọn hắn, vội vàng đi xuống lấy vật gì đó. Thường Lăng Phong đi tới Đông Giang, làm cho Trương Đại Quan Nhân như chút được gánh nặng, không có vị sư gia này ở bên người, lúc làm việc chung quy lòng cảm thấy thiếu chút gì đó. Hắn mang theo Thường Lăng Phong đi vào văn phòng Tần Thanh, vui tươi hớn hở nói: "Bí thư Tần, cô xem tôi đưa ai mời tới này." Tần Thanh chứng kiến Thường Lăng Phong đến cũng là phi thường vui vẻ, tươi cười đứng dậy đón chào. Hướng Thường Lăng Phong vươn tay ra, "Lăng Phong, Hoan nghênh hoan nghênh, lần này tới nhất định phải ở lại Đông Giang làm lớn một hồi, mọi người cùng nhau đồng tâm hợp lực khai sáng một phen sự nghiệp." Thường Lăng Phong mỉm cười nói, "Thường Lăng Phong tôi có tài đức gì mà lại có thể được hai vị lãnh đạo xem trọng như thế chứ?" Trương Dương nói, "Đừng đùa chứ, cậu là có bản lĩnh thật sự, bằng không tôi làm sao phải sống chết mời cậu lại đây chứ?" Tần Thanh nói, "Lăng Phong, hướng về phía chủ nhiệm Trương tỏ thành ý đi." Anh lần này cũng nhất định phải lưu lại hỗ trợ." Thường Lăng Phong nói, không dám không giúp, nếu tiếp tục không đáp ứng đến Đông Giang hỗ trợ, tôi phỏng chừng hắn cũng sẽ đến truy sát tôi. Tất cả đều nở nụ cười. Tần Thanh trở lại sau bàn làm việc của mình ngồi xuống, Trương Dương cùng Thường Lăng Phong ngồi ở trên ghế xa sao sao sao, Tần Thanh để hai tay đan chéo đặt lên bàn, nhẹ giọng nói, "Lăng Phong, trên đường anh tới đây đã xem qua hoàn cảnh nơi này của chúng tôi, cảm thấy như thế nào?" Thường Lăng Phong nói, vừa rồi tôi ở bảng tuyên truyền xem trong chốc lát, xem sơ đồ quy hoạch khu Tân Thành, nhìn kế hoạch 10 năm phát triển của các vị, còn nhìn thấy cả tờ thông báo phê bình kia. Tần Thanh cười nói, mới vừa xuống xe đã thấy được nhiều vấn đề như vậy, nói thử xem, có phát hiện điều gì không? Thường Lăng Phong nói, tuy rằng quy hoạch khu Tân Thành rất to, nhưng là chỉ cần làm tốt công về việc giai đoạn trước thì sẽ không có khó khăn quá lớn. Con mắt Tần Thanh chấp chấp sáng, không có cắt đứt lời của hắn. Thường Lăng Phong nói, giống như có người cho cô một bức tranh giấy, nếu như là một tờ giấy trắng thì có thể trực tiếp vẽ lên trên mặt, nếu đưa cho cô một tờ giấy đã dùng qua, nhất định phải tiêu phí một hồi công phu để tẩy sạch đi, khó khăn hiển nhiên sẽ lớn hơn cái trước. Trương Dương nói, nhưng bức tranh giấy này cũng không phải trắng, cũng gặp phải rất nhiều vấn đề phá bỏ và rời đi nơi khác. Thường Lăng Phong cười nói, kỳ thật hai ngày này tôi đặc biệt tìm đọc một chút quy hoạch của khu Tân Thành có thể nói Đông Giang về phần quy hoạch làm được tương đối không tồi, cố gắng hết khả năng tránh khỏi phá bỏ và rời dân đi nơi khác quy mô lớn. Thành phố đưa ra chính sách bồi thường cũng tương đối ưu đãi, tôi tin tưởng chỉ cần làm tốt công tác tuyên truyền, không nên làm sinh ra mâu thuẫn ở mặt này. Tần Thanh nói, những lời này của Lăng Phong làm cho lòng tin của tôi lại tăng thêm không ít, đúng rồi, tôi chuẩn bị an bài anh đảm nhiệm chủ nhiệm ban chiêu thương của ban chỉ huy xây dựng khu Tân Thành, anh cảm thấy thế nào? Thường Lăng Phong nói, tất cả đều tuân theo sắp xếp của lãnh đạo. Tần Thanh cầm lấy điện thoại, gọi Trương Duệ Dung vào, bảo nàng dẫn dắt Thường Lăng Phong đi tới văn phòng chuẩn bị trước cho tốt. Sau khi Thường Lăng Phong rời đi, Trương Dương vui tươi hớn hở hướng Tần Thanh khoe thành tích nói, thế nào, anh đã nói gọi hắn đến là hắn sẽ đến mà. Tần Thanh cười nói, chỉ là trong lòng anh mưu mô, biết lợi dụng từ chỗ Trương Duệ Dung. Trương Dương nói, chiều này kêu là Mỹ nhân kế, Kỳ thật anh đến Đông Giang cũng là chúng phải kế này." Tần Thanh Dễ Thương nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, "Trương Dương, em cảm thấy anh vẫn là cố gắng làm tốt quan hệ với các đồng chí xung quanh, không cần phải quá cứng rắn đối với chủ nhiệm Lưu, nếu không sẽ bất lợi đối với công tác sau này của chúng ta." Trương Dương gật đầu nói, "Biết rồi, sau này anh sẽ cố gắng nhường y." Tần Thanh nói, "Tuy rằng em đem công tác chiêu thương giao cho Thường Lăng Phong, nhưng trên thực tế phương diện này là điểm mạnh của anh." ưu điểm của thường lăng phong ở chỗ chủ tính quy hoạch chung, bất quá các anh cùng phối hợp chắc chắn sẽ không tồn tại vấn đề gì. Trương Dương cười nói, quan chức chỉ là một cái danh xưng anh đã sớm nói rồi, anh chính là giàu vạn năng, cần anh bôi trơn chỗ nào, anh sẽ lau chỗ đó mặt cười, bí thư tần hẳn là hiểu rõ điểm này nhất. Tần Thanh chừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, có lẽ em phải đi lên thành phố một chuyến, gần đây bởi vì động tác ở trên mặt nhân sự quá lớn đã sinh ra không ít phê bình, có một số việc nhất định phải cùng lãnh đạo khai thông. Trương Dương nói, rất nhiều người đều muốn nhét người vào đơn vị chúng ta, kết quả nguyện vọng không đạt được, trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái, có chút ý kiến cũng là khó tránh. Tần Thanh nhìn đồng hồ, nàng hẹn Lương Thiên Chính 3 giờ dưới buổi chiều gặp mặt, hiện tại hẳn là nên xuất phát, trước khi đi nàng lại hướng Trương Dương nói, anh đi đặt một bàn cơm, buổi tối mời khách từ phương xa thường lăng phong đến dùng cơm, đại biểu cho ban chỉ huy chúng ta hoan nghênh sự gia nhập của anh ấy. Trương Dương gật gật đầu. Tần Thanh lại nói, gọi cả hai người Đường Tự Lập cùng La An Định qua nữa. Trương Dương nhíu mày, hắn không thích đám người kia, bất quá Tần Thành là người đứng đầu nơi này, nhất định phải quan tâm đến đại cục. Chương 1037, Sư gia giá Lâm 4. Cho tới nay Lương Thiên Chính đều rất hít hỏi đến chuyện ở khu Tân Thành, nhưng là điều này không phải cũng đại biểu cho hắn không quan tâm khu Tân Thành là điểm tựa thi hành biện pháp chính trị của Đông Giang trong tương lai vài năm tới. Ở trong nhiệm kỳ của Lương Thiên Chính, có thể làm cho chiến tích của hắn thêm không ít phân lượng. Từ sau khi phát sinh vụ việc nước ly giang ô nhiễm, tác hại của việc công nghiệp hóa Đông Giang nhiều lần bị người ta đề cập đến, ngược lại xem nhẹ tác dụng quan trọng của khu công nghiệp là phát triển kinh tế Đông Giang. Lương Thiên Chính đối với điều này có chút buồn bực, lúc đầu khi mới phát triển cải cách, khu công nghiệp Đông Giang làm cho kinh tế Đông Giang sống lại, thậm chí cũng có tác dụng quan trọng đối với việc thúc động kinh tế cả tỉnh Bình Hải phát triển, vì cái gì mọi người lại bỏ qua huy hoàng cùng thành quả từng có được, chỉ nhìn thấy tai hại cùng bất cập phá sinh ra chứ. Trước khác nay khác, Lương Thiên Chính sau đó hiểu được sâu sắc ý nghĩa chân chính của câu này, tuy rằng xây dựng khu tân thành có thể cho hắn thêm phần chiến tích, nhưng là Lương Thiên Chính rõ ràng nhận thức được, chính mình cũng không thể hưởng thụ đầy đủ trái cây chính trị kia vì hai năm sau hắn đã hết nhiệm kỳ ở Đông Giang, ở Bình Hải đã không có không gian cho hắn phá triển, căn cứ theo tình huống trước mắt mà nhìn, hắn đã nghĩ có thể trước tiên suy nghĩ nghỉ ngơi, tương lai của hắn có lẽ là làm trong một bộ nào đó tại kinh thành qua thời gian. Lương Thiên Chính nhận thức rõ ràng đối với hoàn cảnh của mình, làm cho độ chú ý của hắn đối với khu Tân Thành là không cao. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, cũng có không ít người ở trước mặt của hắn tỏ ra chê trách đối với công tác của Tần Thanh, nhưng Lương Thiên Chính đều không tỏ vẻ gì, hắn cho rằng Tần Thanh nếu là cán bộ được Kiều Trấn Lương coi trọng, Kiều Trấn Lương nhất định nhìn chúng năng lực nào đó của nàng trong việc phương diện. Một cái cán bộ mới tới một chỗ, lúc mới đầu nghe được lời chê trách là một chuyện tốt, chứng minh nàng có gan làm việc, nếu nghiêng về một phía đều là nói tốt, căn bản là chuyện không thể nào. Tần Thanh định ngày hẹn Lương Thiên Chính là vì sắp tới khu Tân Thành tổ chức một hội báo cáo, kỳ thật trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn ở trong hoàn thiện cơ cấu tổ chức khu Tân Thành, nhìn trước mắt mà nói, Văn phòng làm việc ban chỉ huy mới vừa được sắp xếp sơ qua một chút, vạn sự khởi đầu nan, Tần Thanh tin tưởng, công tác của ban chỉ huy sẽ càng ngày càng thuận lợi. Lương Thiên chính nghe xong Tần Thanh báo cáo, mỉm cười nói, "Tiểu Tần, bí thư Kiều sẽ đích thân tham dự nghi thức đặt móng tháng sau, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước." Tần Thanh gật đầu nói, "Bí thư Lương, cuối tuần sẽ bắt đầu, các phương tiện xây dựng nền móng sẽ lần lượt được bắt đầu, trước mắt đã có đội xây cất bắt đầu vào chú." Lương Thiên Chính nói, nhất định phải làm tốt quan hệ cùng Na Han dân ở địa phương, ở trong quá trình sâu dựng, nhất định sẽ đề cập đến vấn đề di rời, nhất thiết phải làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân địa phương, đừng để bọn họ sinh ra tâm lý đối kháng tâm lý. Tần Thanh nhạy bén cảm thấy được Lương Thiên Chính khẳng định đã nghe nói gì đó, bất quá hắn cũng không chỉ ra. Tần Thanh nói, công tác di rời đã được làm xong, phía thị trấn Thanh Long cho sự phối hợp mạnh mẽ, trước mắt thì tiến triển coi như là thuận lợi, công tác di rời kiến trúc xung quanh Hồ Thanh Long đã cơ bản hoàn thành. Việc bồi thường phá bỏ và rời dân đi nơi khác cũng đã được làm thích hợp, tâm tình của nhân dân khi đề cập đến di rời cũng khá yên tâm. Biểu tình của Lương Thiên Chính có vẻ có chút hoài nghi, hắn nhẹ giọng nói, nghe nói Lưu Bảo Toàn bị người đánh bị thương phải không? Tần Thanh cười cười, sự tình không nghiêm trọng như vậy, lúc ấy đã xảy ra một ít hiểu lầm, chủ nhiệm Lưu đã xảy ra một ít xung đột đối với thôn dân địa phương, chỉ là trên mặt bị chút vết thương nhẹ, sau đó chúng tôi đã kiểm soát kịp thời, không để cho tình thế mở rộng tiến thêm một bước, đám dân chúng gây rối lúc ấy hiện giờ đã ký tên lên hiệp nghị phá bỏ và rời đi nơi khác, cũng đã cầm lấy khoản bồi thường rồi. Lương Thiên Chính nói, Tiểu Tần à, công tác ở Đông Giang khác với ở địa phương, nhất cử nhất động của các đồng chí không chỉ thành phố nhìn vào mà trong tỉnh cũng thấy rất rõ ràng, chỉ là một chuyện nhỏ nhưng chỉ cần mất đi khống chế, rất có thể sẽ trở thành một mồi lửa đốt bảy thành đó, cô hiểu chưa? Tần Thanh gật gật đầu, bí thư lương yên tâm, tôi sau này sẽ thận trọng hơn. Tần Thanh đem chuyện mời Thường Lăng Phong đến Đông Giang nói ra, Lương Thiên Chính cũng đã được nghe nói về người Thường Lăng Phong này, Thường Lăng Phong trước sau ở Giang Thành, Nam Tích đi theo Trương Dương làm việc với nhau, hơn nữa năng lực làm việc của hắn cũng được các lãnh đạo địa phương biết đến. Lương Thiên Chính nói, nhắc tới Thường Lăng Phong, tôi cũng đang nhớ lại một chuyện, gần đây bên ngoài đối với việc bổ nhiệm nhân sự của cô có phê bình rất kín đáo, Tân Thanh đã sớm dự liệu được điểm này, nàng mỉm cười nói, Bí Thư Lương, tôi đã cắt mổ đối với danh sách điều động nhân viên kia của thành phố, có gần 2 phần 3 nhân viên đều bị tôi sàng chọn đánh rớt, đó cũng không phải tôi nghĩ lập dị, mà là tôi cho rằng xây dựng nền móng cơ bản ở khu Tân Thành, căn bản không cần cơ cấu tổ chức khổng lồ như vậy, không dùng được nhiều người như vậy, nếu đem tất cả những người này đều an bài đến trong ban chỉ huy, rất nhiều người sẽ gặp phải cục diện không có việc gì để làm. Đây chẳng phải là bỏ thêm gánh nặng vô ích cho quốc gia sao?" Lương Thiên chính nói, tinh giản cơ cấu, giảm nhẹ bộ máy, tôi cũng rất tán thành, nhưng là trong quá trình công tác cụ thể vẫn là phải chú ý phương pháp, tiến hành khia thông cùng với các đồng chí xung quanh nhiều hơn nữa. Hiện giờ bên ngoài truyền đến một cách nói, nói Trương Dương đem hết cấp dưới của hắn qua, tất cả đều kéo đến Đông Giang, bên người chẳng những có Trương Long, Triệu Hổ Vương, Triều Mã Hán, còn lôi đến cả sư gia công tôn Sách Tần Thanh cười nói, kỳ thật tôi cảm thấy anh ấy tiến cử những người này đều có năng lực thực sự, lấy thường lăng phong mà nói, có sư gia như vậy, tôi chỉ hy vọng có càng nhiều càng tốt. Lương Thiên Chính ha ha nở nụ cười, điều cần nói hắn đã nói qua, chính là nhắc nhở Tần Thanh phải chú ý, hắn cũng không có ý trách cứ Tần Thanh, trước khi Tần Thanh rời đi, Lương Thiên Chính cho Tần Thanh hai cái tên, người sống trên đời cũng đều có chút quan hệ, Lương Thiên Chính cũng không thể ngoại lệ, Tần Thanh tinh giản cơ cấu cũng lỡ tay làm tổn thương quan hệ của hắn, Tần Thanh cho vào trong tay, sau khi ghi nhớ hai cái tên mới rời đi, ở trên quan trường, có một số việc là nhất định phải quan tâm đến. Tuy rằng người biết rõ đó là không phù hợp nguyên tắc, nhưng nếu là người kiên trì nguyên tắc thì người sẽ vi phạm quy tắc quan trường, nguyên tắc cùng quy tắc nhiều khi lại là hai mặt mâu thuẫn đối lập. chương 1038, Sư Gia Giá Lâm năm Đêm đó bữa tiệc tẩy trần cho Thường Lăng Phong được tổ chức tại Nam Quốc Sơn Trang, nam quốc sơn trang này là tổng giám đốc nhâm văn bân đề nghị từ khi trương dương đi tới đông giang hắn đã có suy nghĩ mở tiệc tẩy trần cho trương dương nhưng công việc của trương dương trước sau bận rộn không có cho hắn cơ hội này tới ngày hôm nay nguyện vọng này mới có thể thực hiện được có điều nhâm văn bân là anh hùng phía sau màn hắn đi chuẩn bị tiệc rượu chủ đề là chào mừng thường lăng phong có điều là nhâm văn bân không để ý hắn muốn chính là sự cảm kích của trương dương theo ý của tần thanh Trương Dương mời cả đường tự lập cùng La An định tới, cũng gọi tới chỗ Lưu Bảo Toàn, hắn vốn tưởng rằng Lưu Bảo Toàn không tới được, lại nghĩ không ra Lưu Bảo Toàn rất sảng khoái đáp ứng, hơn nữa còn sớm đi tới Nam Quốc Sơn Trang. Mấy ngày không gặp, vết thương trên mặt của Lưu Bảo Toàn đỡ hơn rất nhiều rồi, có điều là nhìn kỹ, trên mặt còn có không ít vết đỏ nhạt, Lưu Bảo Toàn cùng La An định, đường tự lập cùng đi một xe đến, Trương Dương thấy bọn họ liền vui tươi hớn hở đi lên nghênh đón, chủ động hô chủ nhiệm Lưu vết thương của ngài đã đỡ rồi. Trong lòng Lưu Bảo Toàn thầm mắng, mồm thằng nhãi này thực sự là bình không mở không được, từ lỗ mũi y ừ một tiếng. Trương Dương cố ý theo dõi nhìn khuôn mặt của y, đã tốt rồi, không nhìn kỹ thật không nhìn ra đó. Lưu Bảo Toàn dừng lại vẻ tươi cười, y cảm giác được trong lời nói của Trương Dương tràn ngập hàm nghĩa hả hê, mà ở trước mặt nhiều người như vậy lại không tiện cùng hắn dở mặt, thấp giọng nói bí thư tần còn chưa tới sao. Trương Dương nói, cô ấy đi tới chỗ bí thư lương báo cáo công tác, đi, chúng ta đi vào trước, mọi người trên cơ bản đều đã tới. Tất cả đám thường lăng phong, thường hải tâm, cao liêm minh đều tới, có điều là Trương Duệ Dung không tới, mặc dù Trương Dương đã mời nàng, nhưng chẳng biết nàng có nguyên nhân gì, ngày hôm nay nàng lựa chọn làng tránh, có thể là sợ người khác nhìn ra tình cảm giữa nàng cùng thường lăng phong. Nhâm Văn Bân đã ở hiện trường, Trương Dương dẫn kiến cho hắn với các vị lãnh đạo của khu Tân Thành, nhâm văn bân rất lễ phép chào hỏi cùng mỗi người lại cung kính đem danh thiếp của mình đưa lên năng lực nắm bắt cơ hội của thương nhân luôn luôn mạnh hơn so với người bình thường một chút nhâm văn bân sau khi biết được đông giang xây dựng khu tân thành lập tức liền cảm thấy được cơ hội ở đó trên thế giới này không có binh sĩ nào không muốn làm nguyên soái nhâm văn bân cũng là như thế này tuy rằng hắn đảm nhiệm tổng giám đốc của nam quốc sơn trang nhưng có thể nói cũng chỉ là một người làm thuê cao cấp Hắn cũng muốn một mình đảm đương một phương, chính mình có cơ nghiệp của mình, mấy năm nay hắn yên lặng tích lũy tài phú đồng thời cũng đã ở tích lũy nhân mạch. Chỉ là đợi một cơ hội thích hợp, bây giờ cơ hội liền đã tới trước mắt. Tuy rằng bọn Lưu Bảo toàn đối với việc Trương Dương dùng người không khách quan rất có phê bình kín đáo, nhưng mà bọn họ cũng không tiện nói ra, kỳ thực là không dám nói, nhìn nhóm người Trương Dương dùng này, chủ tiệc ngày hôm nay mở tiệc chiêu đãi là Thường Lăng Phong, anh cả Thường Lăng không của hắn là thị trưởng thành phố Lam Sơn cha của Thường Hải Tâm là bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn, Cao Liêm Minh lại càng khó lường, cha hắn là Thường ủy thành ủy tỉnh Bình Hải, giám đốc sở công an tỉnh Bình Hải Cao Trọng Hòa. Những người này không có một người nào là Lưu Bảo Toàn có thể đắc tội được, cho nên ngày đó Lưu Bảo Toàn hướng về phía Chu Sơn Hổ phát hỏa, mà không phải lựa chọn những người khác cũng rất bình thường. Cao Liêm Minh cũng là một tiểu tử lắm mồm, đại khái làm luật sư đều có bệnh nghề nghiệp này, sau khi Lưu Bảo Toàn vào phòng, lời hắn nói hầu như cùng Trương Dương giống nhau như đúc, chủ nhiệm lưu tới rồi, vết thương của ngài đã đỡ rồi. Đã tốt rồi, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra trên mặt ngài từng bị thương, chủ nhiệm lưu, năng lực chữa trị của da mặt ngài thật đúng là mạnh mẽ. Vẻ tươi cười trên mặt lưu bảo toàn chợt cứng lại, trong lòng nói ngươi không phải quen co lòng vòng mắng chửi người sao. Đám người này cùng Trương Dương đều là một lòng, Trương Dương nhìn y không vừa mắt, đương nhiên những người này cũng cùng Trương Dương chung mối thù. Cao Liêm Minh cũng chưa nói hết, ngay sau đó lại nói một câu nữa, đổi thành tôi thì đã không được, tôi chỉ cần hơi xước ra là thành một tên mặt sẹo, từ nhỏ đã như vậy, thực sự là ước ao được như chủ nhiệm Lưu. Lưu Bảo Toàn thực sự là dở khóc dở cười, biết rõ tiểu tử này đang trào phúng mình, lại không biết nên phản bác như nào. Thường Lăng Phong cùng Lưu Bảo Toàn ngồi cùng một chỗ, thái độ làm người của hắn khiêm tốn, mỉm cười nói, chủ nhiệm Lưu, tôi là Thường Lăng Phong, sau này còn mong muốn chủ nhiệm lưu tại trong công tác chiếu cố nhiều hơn nữa. Lưu Bảo Toàn thở dài nói, bây giờ đều là thế giới của người tuổi trẻ các cậu, tôi già rồi, ánh mắt không được, tinh lực cũng không được a. À. Sau khi nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy một chút chua sót, lúc này mới vài ngày mà thế lực của Tần Thanh cùng Trương Dương đã trải rộng ra toàn bộ ban chỉ huy, mình muốn lật lại thế cờ, đó là hữu tâm vô lực. Tần Thanh chậm 20 phút mới đến, nàng tiến đến liền hướng mọi người xin lỗi nói ngại quá tôi bị kẹt xe đã để cho các vị đợi lâu lưu bảo toàn cười nói thời gian này hầu như mỗi ngày đều kẹt xe lại nhìn đến chu sơn hổ đi theo phía sau tần thanh đi vào toàn bộ dáng tươi cười lập tức thu liễm lại trước khi y nghỉ ngơi đã nói qua phải kiên quyết đem chu sơn hổ loại bỏ đi ra ngoài từ tình huống hiện tại mà xem tần thanh căn bản không có đem lời y nói trở thành một chuyện gì trước khi lưu bảo toàn tới đã biết chuyện này Chu Sơn Hổ chỉ là bị một cái thông báo phê bình, coi như là cho y mặt mũi có một cái công đạo, nhưng ngày hôm nay Tần Thanh lại để cho hắn theo vào tới, này không phải làm cho mình xấu mặt sao? Lưu Bảo Toàn có chút hối hận đêm nay đã tới dự tiệc tối này. Tần Thanh đi tới vị trí chủ tịch ngồi xuống, nàng cười nói, đêm nay không có người ngoài, thứ nhất là tẩy trần cho đồng chí Lăng Phong, thứ hai là mọi người cùng nhau tụ tập một hồi nàng hướng Chu Sơn Hổ nói, Sơn Hổ, chút nữa anh phụ trách đem mọi người đưa về nhà. Chu Sơn Hổ gật đầu, thành thật đứng ở một bên, đợi khi mọi người cùng nâng ba chén rượu, Chu Sơn Hổ đi tới rót rượu cho Lưu Bảo Toàn. Lưu Bảo Toàn ngại mặt mũi nên cũng không thể cự tuyệt, Chu Sơn Hổ bưng chén rượu lên mời y. Tần Thanh nói, chủ nhiệm Lưu, lần này ngại bị thương, nguyên nhân lớn là Chu Sơn Hổ không khống chế được tâm tình, tạo thành mâu thuẫn hóa để Sơn Hổ kính ngài hai chén rượu, ngài đừng không chấp nhặt với thằng nhóc này. Tần Thanh đã nói đến thế này, bảo toàn cũng không thể tiếp tục dơ khuôn mặt thối ra đối với Chu Sơn Hổ nữa, y tiếp nhận chén rượu của Chu Sơn Hổ truyền tới, nhấp một ngụm nói, kỳ thực tôi cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy Sơn Hổ không khống chế được tính tình, làm cho công tác của chúng ta rất bị động. Chu Sơn Hổ cũng là một tiểu tư nhanh trí, rất thành khẩn nói, chủ nhiệm lưu, là tôi sai rồi, sau này ngài nói cái gì tôi làm đó, nhất định học tập ngày nhiều hơn khi gặp phải chuyện không hiểu được nhất định sẽ thỉnh giáo súng lúc lời này bằng là cho Lưu Bảo Toàn trọn vẹn mặt mũi hắn lại rót chút rượu bưng lên cho Lưu Bảo Toàn lần này trong lòng Lưu Bảo Toàn thoải mái hơn uống sạch chén rượu này vỗ vỗ vai của Chu Sơn Hổ giả ra một bộ dạng khoan hồng độ lượng làm việc cho tốt đi tôi không có khả năng giận cậu cậu không lớn hơn con trai tôi mấy tuổi tôi làm sao giận cậu chứ chương 1039, thương tổn ngoài ý muốn một. Chu Sơn Hổ hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của Tần Thanh giao cho hắn. Chuyện nhỏ, trường hợp này chỉ cần không phải hắn ngốc sẽ làm theo nàng. Chu Sơn Hổ ngay trước mặt nhận sai với Lưu Bảo Toàn, không như Trương Dương dặn dò. Trương Dương biết Tần Thanh làm như vậy là suy nghĩ vì đại cục, cũng hiểu rõ nàng làm như vậy là chính xác, nhưng ở chỗ sâu tỏng đáy lòng của Trương Dương là khinh thường Lưu Bảo Toàn, trong lòng nói cũng không phải chu sơn hổ đánh ngươi dựa vào cái gì mà hắn phải xin lỗi ngươi làm cho trương dương căm tức chính là lưu bảo toàn tại lúc tiếp nhận chu sơn hổ xin lỗi hai mắt rất đắc ý hướng về mình rõ ràng là nói ngươi không phải trâu bò sao tiểu đệ ngươi mang tới không phải rất cứng sao cũng phải hướng ta cúi đầu xin lỗi ta đó thôi trương dương vì vậy cũng bưng lên một chén rượu hắn hướng lưu bảo toàn nói lại nói tiếp chủ nhiệm lưu tôi cũng nợ ngài một lời xin lỗi mọi người đều ngẩn ra trong lòng nói tên này lại dở trò gì vậy lưu bảo toàn cười nói tiểu trương cậu cứ nói đi trương dương nói lúc lấy mẫu nước sông thoan ô nhiễm tôi lỡ tay đổ bình nước đen lên mặt ngài bây giờ nhớ tới tới trong lòng tôi liền cảm thấy luống cuống người tuổi trẻ tôi đây xung động không hiểu chuyện nhiệt tình làm việc khó tránh khỏi đùa giỡn làm một chút chuyện hỗn láo chủ nhiệm lưu ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi đi lưu bảo toàn rõ ràng đây căn bản không phải xin lỗi, là cố ý nhục nhã y, rất sợ người khác không biết chuyện hắn hất nước bẩn lên trên mặt mình đó. Trong lòng Lưu Bảo Toàn hận đến run rẩy nhưng lại biểu hiện ra bộ dạng giả vờ cao thượng vui tươi hớn hở nói, Trương Dương, chuyện quá khứ đùa giỡn chớ nói nữa, khi đó, chúng ta là người ngoài, tôi cũng không phải thiếu chút nữa đánh cậu sao, tính tình tôi cũng không tốt, chuyên quá khứ liền là quá khứ, chúng ta không đề cập tới nữa. Trương Dương trong lòng nói người đánh được ta đừng rát vàng lên mặt mình như vậy, người như người có tới cả trăm cũng không phải đối thủ của ta. Tần Thanh nhận ra được mùi thuốc súng trong đó, nàng cười nâng chén nói, chủ nhiệm Lưu nói đúng, chuyện không vui không nên đùa giỡn nói ra, quá khứ đều là vì công tác, cũng không là mâu thuẫn gì lớn, tới đi, mọi người làm một trận cụm ly, mong ước đoàn đội này của chúng ta càng ngày càng đoàn kết, càng ngày càng kết hợp ăn ý. Lưu bảo toàn nhân cơ hội nâng lên chén rượu trong tay, Mọi người uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, bầu không khí hiện tại không còn trở ngại, tuy rằng trong lòng Lưu Bảo Toàn không phải quá thoải mái, nhưng trên mặt mũi cũng được đặc biệt chiếu cố rồi, Trương Đại Quan Nhân bùng nổ tử lượng của hắn, làm cho ba người Lưu Bảo Toàn, La An Định, Đường Tự Lập đều uống say, Tần Thanh cũng chỉ nhìn lướt qua, nhắc nhở hắn đừng tiếp tục uống nữa, Trương Dương nói đùa giỡn là cứ uống thoải mái, dù sao ba người kia khó tránh khỏi làm người ngủ trên bàn rượu. Lưu Bảo Toàn coi như còn chút lý trí lắc lắc đầu đứng dậy, tôi phải đi trở về. Lão, lão, lão bà của tôi quy định đi chơi cũng trước 9 rưỡi về đến nhà. Y là một người bị vợ quản nghiêm, vừa nói ra những lời này làm cho mọi người đều nở nụ cười. Tần Thanh bảo Chu Sơn Hổ đưa Lưu Bảo Toàn trở về. Sau khi Lưu Bảo Toàn lên xe liền ngủ luôn, Chu Sơn Hổ hỏi rõ địa chỉ nhà Y, đánh ô tô đem Lưu Bảo Toàn tiến vào tiểu khu trạch Việt, Kỳ thực nếu như không phải Lưu Bảo Toàn uống say thì y không dám đơn giản lại ngồi lên xe của Chu Sơn Hổ. Đi tới trước cửa tiểu khu, Chu Sơn Hổ dừng lại, đánh thức Lưu Bảo Toàn. Lưu Bảo Toàn mở đôi mắt buồn ngủ ra, tới rồi sao? Nhanh như vậy. Chu Sơn Hổ nói, "Chủ nhiệm Lưu, ngài ở căn hộ nào?" Số 5, Lưu Bảo Toàn hạ cửa sổ xe xuống, cố sức hít một ngụm không khí mới mẻ, cố gắng đem hơi rượu trong phổi thoát đi ra ngoài lúc này từ xa xa truyền đến tiếng cãi vã, Lưu Bảo Toàn nhìn một chút, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, rồi mở tung cửa xe, lảo đảo hướng phía xa xa chạy tới, giận dữ hét lên, buông ra nó ra. Chu Sơn Hổ chẳng biết xảy ra chuyện gì, hắn vội vàng xuống xe đi theo qua đó. Lại thấy phía trước có ba nam thanh niên đang vây lấy một cô gái. Cô gái kia tầm 20 tuổi, mặt mũi khá xinh đẹp, bị một người trong đám thanh niên kia bắt lấy tay. Cô gái nói, anh buông ra, đã nói chia tay với anh, anh đừng quấn lấy tôi nữa." Thanh niên kia khá cao lớn, có điều là thoạt nhìn có dáng vẻ lưu manh. Tóc để lại rất dài, đâm dễ đuôi ngựa, gã hùng hổ nói, "Cô nói chia tay thì chia tay, đùa giỡn tôi sao? Tôi phí nhiều sức lực trên người cô như vậy con mẹ nó đều uổng phí hết sao?" Lưu Bảo Toàn tiến lên cũng là có nguyên nhân, cô gái kia là con gái y Lưu Gia Đình, nói tới đứa con gái này Lưu Bảo Toàn cũng có chút đau đầu, khi học phổ thông thì không tốt không vào được đại học chính quy, Lưu Bảo Toàn vất vả đi qua quan hệ mới cho cô ta vào một chuyên ban của Học viện Công trình Đông Giang, chính là tự trả tiền, nhưng sau khi vào học cũng không tốt hơn, đã yêu đương qua không ít. Lưu Bảo Toàn cả giận nói, mày buông nó ra. Thanh niên chừng mắt liếc y nói, ông là ai? Chúng tôi nói chuyện yêu đương ông có chuyện gì? Lưu Bảo Toàn tức giận nói, tôi là ba nó. Lưu Hy Đình đến trước mặt cha, cắn cắn môi nói, ba, người này có chuyện muốn nói với con, bạn học chúng con cần nói chút chuyện, ba đi về trước đi." Lưu Bảo Toàn bốc lên tà hỏa, thấy tiểu tử kia vẫn nắm lấy tay của con gái không buông tha, tức giận đến sông lên, vung quyền đánh tới một quyền lên trên mặt gã kia, một quyền này chính là nện ở trên mặt gã, tên này bị đánh kêu lên một tiếng, ba gã thanh niên kia hiển nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu, hiển nhiên không có tư tưởng kính dạ yêu trẻ gì, kêu to, mày dám đánh tao. Xoay tay lại là một quyền đánh cho Lưu Bảo Toàn bất ngờ té trên mặt đất lưu hy đình thét to lý thủ anh không được đánh ba tôi nàng xông lên ngăn cản cũng bị lý thủ một đòn đánh ngã hai tên lý giới cùng tiểu hồ cũng tiến lên lý giới nhấc chân muốn đá lưu bảo toàn nhưng không kịp đề phòng phía sau đã có một cái bóng đen lao tới một cước đã đánh tới bắp đùi của lý thủ không đợi lý thủ kịp phản ứng ngay sau đó cước thứ hai liền tung lên bụng của tiểu hồ lý thủ bị đánh bay lên rụng vào bức tường ở phía sau ầm một tiếng rồi ngã xuống mặt đất hai gã kia cũng ngẩn ra trong lòng nói làm sao nửa đường sát ra một tên trình rào kim. chương 1040, thương tổn ngoài ý muốn hai Tuy rằng Chu Sơn Hổ không thích Lưu Bảo Toàn, nhưng dù sao Lưu Bảo Toàn cũng là do hắn đưa tới, vừa là lãnh đạo đơn vị hắn, trung quy không thể nhìn y bị đánh, hơn nữa đám tiểu lưu manh này quá phận, không chỉ đánh Lưu Bảo Toàn, còn đùa giỡn đánh con gái y, Chu Sơn Hổ thực sự không nhìn được. Lý Thủ kêu lên, lên, đánh hắn hai tên kia cùng nhau vọt qua, Chu Sơn Hổ không nói một lời nghênh đón, đỡ lấy quyền của hai gã, dùng đầu hung hăng đập vào mặt một người trong đó, đập cho tiểu hồ phun dài máu mũi, sau đó cong đầu gối lên đánh vào tiểu phúc của gã còn lại, gã kia hét thảm một tiếng, có điều là gã cũng coi như cường hãn, vững vàng ôm chặt lấy thân thể của Chu Sơn Hổ, không cho hắn nhúc nhích. Lý thủ lúc này từ phía sau vào tới, trong bóng tối thấy hàn quang lóe ra, Lưu Hy Đình thấy được, thét to, cẩn thận, nhưng chu sơn hổ phản ứng lại thì đã muộn con dao đã từ bên trái đâm vào bụng của hắn chu sơn hổ cảm thấy ngực mắt lạnh đau đến làm cho hắn hầu như muốn hôn mê hắn tung một quyền đánh ngã tiểu hồ đang ôm lấy mình kia giận dữ xoay người sang chỗ khác lý thủ bị bộ dạng của hắn dọa hoảng sợ ngay cả dao cũng không dám rút ra liền xoay người bỏ chạy chu sơn hổ quát đừng chạy hai gã lưu manh bị hắn đánh ngã cũng nhìn ra tình thế không ổn vội vàng chạy thoát chu sơn hổ ôm bụng không kiên trì được rồi ngã xuống. Lưu Bảo Toàn đứng lên, xoa xoa chỗ mặt bị đánh, dưới ánh đèn đường y thấy trên người Chu Sơn Hổ không ngừng chảy ra máu tươi, y kinh hô tiểu hảo, anh ấy bị thương. Mau, nhanh đi tìm người hỗ trợ. Cả người Lưu Hy Đình đều bị dọa ngẩn ra, nghe cha nhắc nhở, mới hỗ trợ đi kêu người tới giúp, Lưu Bảo Toàn ở bên này đánh điện báo cảnh sát cùng gọi xe cứu thương. Khi Trương Dương nghe được tin thì đang đưa Tần Thanh về nhà, nghe thấy Chu Sơn Hổ bị người đâm bị thương, hắn có chút khiếp sợ. Chuyện này tới quá đột nhiên, Chu Sơn Hổ không phải đi đưa lưu bảo toàn về sao? Làm sao lại lâm vào phiền phức như vậy? Tần Thanh nghe nói tới chuyện này, lập tức quyết định cùng hắn cùng đi tới bệnh viện nhân dân tỉnh. Khi bọn họ đi tới bệnh viện, Chu Sơn Hổ đã được đưa vào hụ phòng giải phẫu. Tình huống căn cứ theo vết thương là lá lách bị đâm thủng, cần tiến hành cắt bỏ lá lách khẩn cấp. Cảnh sát phụ trách vụ án đang ở đây hỏi về tình huống bi thảm. Nửa khuôn mặt của Lưu Bảo Toàn sưng to, chuyện này đều là bởi vì con gái hắn mà ra, nếu như Chu Sơn Hổ không phải giúp y xuất thủ, cũng sẽ không rơi đến loại tình trạng như bây giờ này. Thấy Tần Thanh cùng Trương Dương cùng nhau tới, vẻ mặt Lưu Bảo Toàn lo lắng đi qua, ai oán nói, tất cả đều trách tôi, chuyện này đều là do tôi. Trương Dương nhẹ nhàng hỏi rõ tình hình, sau đó mới vững tin Chu Sơn Hổ lần này không nguy hiểm tới tính mạng xảy ra loại chuyện thảm này thì ai cũng không nghĩ đến. Tuy rằng hắn cảm thấy Chu Sơn Hổ vì lưu bảo toàn mà bi thương là không đáng, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nói cái gì cũng vô dụng. Lưu bảo toàn nhìn thấy con gái, cơn tức lại nổi lên, chỉ vào cô ta nói, ba đã sớm nhắc nhở con, không được qua lại với đám bất lương đó, nhưng con không nghe, bây giờ gặp phải chuyện rồi. Lưu Hy Đình chỉ khóc, Tần Thanh nói, quên đi, chuyện xảy ra như vậy anh trách cô ấy cũng vô dụng, chính là xem lại nên phối hợp làm sao bắt được tên lý thủ kia lưu bảo toàn nói hắn ở đâu còn mau cung cấp đầu mối cho cảnh sát nhất định phải bắt được tên hỗn đản kia trở về cảnh sát phụ trách thẩm vấn đã đi tới sau khi biết được tần thanh là lãnh đạo của chu sơn hổ hắn nói thêm một câu căn cứ theo tin tức hiện nay chúng tôi nắm giữ được lý giới là một tên lưu manh bình thường đều lăn lộn tại khu vực quảng trường cổ lâu các vị yên tâm chúng tôi sẽ theo tin này tranh thủ sớm bắt lấy hung thủ Trương Dương nghe thấy bọn họ nói tới quảng trường cổ lâu, lập tức nhớ tới một người, Đại Bôn bình thường chính là lăn lộn tại chỗ đó, có lẽ là hắn biết tung tích của những người này. Lúc này ca giải phẫu khẩn cấp đã kết thúc, từ trong miệng bác sĩ biết được bởi vì cấp cứu đúng lúc nên Chu Sơn Hổ mới không nguy hiểm tới tính mạng, mọi người đều thở ra một hơi. Lưu Bảo Toàn khuyên Tần Thanh trở lại nghỉ ngơi, y quyết định lưu lại chiếu cố Chu Sơn Hổ, dù sao Chu Sơn Hổ bị thương cũng là bởi vì hắn. Trong lòng Lưu Bảo Toàn cảm thấy phi thường băn khoăn. Mỗi ngày Đại Bôn đều tới tận khuya mới ngủ, bình thường rời giường đều là 12 giờ trưa hôm sau, ngày hôm nay chưa tới 8 giờ đã bị người ta gọi tỉnh, hắn tưởng đám bạn trên xã hội tìm đến hắn, còn buồn ngủ đi ra mở cửa, ngoài miệng chửi bậy nói, mẹ nó ai thế? Mới sáng sớm đã gõ cửa. Giật lại cửa phòng, nhìn thấy trước mắt lại có thể là Trương Dương, Đại Bôn sợ đến nhất thời tỉnh cả người, mồm giật giật nói, là ngài sao? Tôi Tôi, tôi thật không biết là ngài. Trương Dương cũng không tính toán cùng hắn, nhìn hoàn cảnh tán loạn bên trong nhà hắn một chút, không khỏi nhíu nhíu mày nói, cậu cũng không thu dọn một chút, thật giống như cái chuồng lợn. Đại bôn vội vàng đem ghế sofa trên đống lộn xộn cầm lấy đưa tới, ngồi. Trương ca, mời ngài ngồi. Trương Dương ngồi xuống tại trên sofa, nhấc chân lên bắt chéo nói, cậu biết lý thủ chứ? Tóc dài thắt đuôi sam. Đại bôn nói, gọi là lý thành nhiều hơn, Ngài nói chính là người này. Trương Dương lạnh lùng nhìn hắn nói, Đại Bôn, nếu như tôi tới tìm anh, đã chứng minh cha xét chuyện này không sai biệt lắm rồi, tiểu tử cậu ít ở chỗ này giả ngu với tôi đi, tôi cũng không vòng vo với cậu, Lý Thành đâm một người huynh đệ của tôi bị thương, bây giờ nằm ở trong bệnh viện, phải cắt bỏ lá lách, nếu như cậu biết hắn ở đâu thì mau nói ra địa điểm ẩn thân của hắn cho tôi biết. Đại Bôn vẻ mặt đau khổ nói, Trương ca, tôi thật sự không biết, tôi thừa nhận tôi biết Lý Thành nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi, lúc hắn mới xuất đạo có theo tôi lăn lột, nương giờ trong tay tôi không có tiền, bây giờ chuyện gì đều là tiền tài lên đâu, lăn lộn xã hội cũng là như thế, mang một đám tiểu đệ thoạt nhìn rất huy phong, nhưng phải được thành lập tại trên cơ sở anh có tiền cho bọn hắn, trung quy không thể để cho họ theo tôi ăn không khí được, về sau cả đám đều cứng cáp, cũng tìm được lối đi rồi. Ai còn để ý tới tôi? Trương Dương nói, hắn không phải vẫn lăn lộn tại quảng trường cổ lâu sao? Đại bôn nói, con người không chỉ ở ngồi ở chỗ đó, ý nghĩ của tên tiểu tử Lý Thành kia tương đối linh hoạt, tướng mạo lại không tôi, tôi hoài nghi thằng nhãi này trốn chỗ khác rồi. Đại bôn tìm ra một điếu trong hộp kính thuốc cho Trương Dương. Trương Dương xua tay áo, đại bôn cậu đừng tán dóc với tôi, bây giờ tôi muốn tìm ra hắn, huynh đệ của tôi bị hắn đâm, chuyện này không thể quên được. Đại bôn nói, Trương ca, ngài đây là uy hiếp tôi, tôi thật không biết, ngài bảo tôi đi đâu tìm cho ngài. Trương Dương nói, cậu cẩn thận ngẫm lại xem, còn có chỗ nào hắn bình thường hay đi tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1040.